cho nên lúc này tôi chỉ nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lăng công tác, hơn nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm khi nói cho các đồng chí biết đồng chí Hạ Tưởng đích thực là một đồng chí tốt đáng tin cậy. Lưu Nhất Lâm muốn nhử mồi mọi người trước, sau đó mới từ từ buông xuống, và không nhắc đến việc vì sao cô ấy lại gặp mặt Hạ Tưởng trước, lại không nói rõ Hạ Tưởng sao lại là một đồng chí tốt đáng tin cậy. Hơn nữa lời nói của cô ấy đã để lộ ra một thông tin rất rõ ràng, hôm qua Hạ Tưởng đã đến thành phố Lang rồi. Đương nhiên, càng làm mọi người miên man bất định, giữa Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm rốt cuộc là có mối quan hệ gì. Hạ Tưởng có bình tĩnh đến đâu thì cũng hơi có chút tức giận, hành động này của Lưu Nhất Lâm hoàn toàn là cách làm chỉ lo cho bản thân bỏ mặc cảm xúc của hắn, rõ ràng là đã trực tiếp đưa hắn vào một tình huống cực kỳ bất lợi. Mặc kệ cô ấy cân nhắc từ khía cạnh nào thì cũng khiến cho hắn vô cùng bất mãn. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn biết kiềm chế, khẽ gật đầu với Lưu Nhất Lâm. Cảm ơn sự đối đãi của trưởng ban Lưu. Cũng như đã thừa nhận trước mặt mọi người chuyện gặp mặt là sự thật. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là những người có kinh nghiệm trong quan trường, ngạc nhiên xong rồi cũng đều lấy lại bình tĩnh. Lộ Hồng Chiêm ho khan một tiếng, gương mặt tỏ vẻ không vui. Không biết bất mãn vì bị Lưu Nhất Lâm cướp lời hay là vì chuyện khác. Không ít người trước khi phát ngôn thì hay ho, dường như muốn làm cho mọi người chú ý hay chỉ là một thói quen, làm quan lâu rồi thì thích thấm giọng trước khi nói, dường như nếu không ho thì không thể hiện được tầm quan trọng của mình vậy. Hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác, hoàn cảnh ở thành phố Lang tuyệt đẹp, xã hội ổn định, tỷ lệ phạm tội hình sự rất thấp, chị An đứng đầu toàn tỉnh. Nếu nói Lộ Hồng Chiêm bày tỏ quan điểm thì chi bằng nói y tự tâng bốc mình, báo cáo công tác với mọi người đang ngồi ở đây. Hạ Tưởng ngược lại không tỏ thái độ gì chỉ mỉm cười ngồi nghe, ngược lại ngả thành văn không chịu được, khẽ gõ lên bàn. Phó Bí Thư Lộ, hôm nay là buổi họp mặt, không phải họp báo cáo công tác, nói ít ít thôi. Giọng điệu của ngả thành văn không nghiêm khắc, chỉ là nói đùa khiến cho mọi người một phen cười. Lộ Hồng Chiêm cũng không đỏ mặt. Cười ha hả. Tôi là thích phát biểu, khi đã phát biểu thì không ngừng lại được, cũng may nhờ có Bí Thư Ngả nhắc nhở. Được rồi, tôi đã nói xong. Nghe Phó Bí Thư Lộ phát biểu xong, tôi muốn chen vào hai câu. Lưu Nhất Lâm kịp thời đứng ra, vẫn là vẻ mặt tươi cười làm cho người ta thấy thoải mái. Nói đến chị An của thành phố Lang, tôi nghĩ đồng chí Hạ Tưởng nhất định đã được cảm nhận sâu sắc. Bởi vì hôm qua đồng chí Hạ Tưởng bị một đám người bao vây. Thiếu chút nữa là bị đám người đó đánh một trận ngay giữa đường cái ở thành phố Lang, cũng vì việc này mà tôi đã vội vàng chạy đến giúp anh ấy giải vây, nếu chuyện này rơi vào tai tỉnh ủy thì câu nói chị An ổn định của Phó Bí Thư Lộ sẽ trở thành trò cười. Sắc mặt của Lộ Hồng Chiêm lập tức lạnh như băng. Chuyện thật như vậy sao? Tại sao đồng chí Hạ Tưởng không nói cho tôi biết? Điều tra được là ai làm chưa? Tôi lập tức sai người đi bắt chúng về, phải chấn chỉnh lại mới được. Hạ Tưởng không nói lời nào, bây giờ hắn biết là Lưu Nhất Lâm và Lộ Hồng Chiêm đang so chiêu với nhau, hắn làm người ngoài cuộc là được rồi, chỉ cười mà không nói. Lưu Nhất Lâm thấy Hạ Tưởng không ra mặt, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Mai Thái Bình, không nên kiểm tra sự thông minh của Hạ Tưởng, cô ấy chần chừ một chút, do dự có nên thấy có lợi thì dừng lại không, rồi lại nghĩ chưa chắc Hạ Tưởng là một người thông minh như Mai Thái Bình nói, trong lòng liền chắc chắn mà trả lời. Người cầm đầu là Lão Tặc. Tên thật của Lão Tặc thì Hạ Tưởng không biết, nhưng rõ ràng mọi người ngồi ở đây đều biết rõ, bởi vì Lưu Nhất Lâm vừa dứt lời thì không ít người đều thay đổi sắc mặt, xem ra họ không chỉ biết rõ Lão Tặc là ai mà còn biết rõ người đứng sau Lão Tặc là ai nữa. Nga Ni Trần có thể khiến cho những vị ủy viên thường vụ đều biến sắc, thật lợi hại. Lộ Hồng Chiêm cũng không tồi, sắc mặt tuy có biến đổi nhưng chỉ rất ít, y liền vỗ bàn. Thật to gan. Ngày mai tôi sẽ cho người bắt hắn về đồn, ai dám bôi nhọ thành phố Lang thì sẽ bắt người đó. Lộ Hồng Chiêm tỏ thái độ, mọi người đều nhìn về phía Hạ Tưởng, ý là Hạ Tưởng cũng nên bày tỏ thái độ một chút để có bậc thang đi xuống, không ngờ Hạ Tưởng chỉ cười mà không nói. Lần so chiêu đầu tiên không gây ồn ào, đã khiến không ít người hiểu ra một sự thật, Hạ Tưởng tuy điềm đạm lại không phô trương và không khiêm tốn, dường như đang đi trên con đường trung lập. Nhưng có một điểm là hắn rất bình tĩnh, không bị mắc lừa, cần hồ đồ thì hồ đồ, thì hiểu được sự thâm thúy của việc khó mà hồ đồ. Hạ Tưởng không tiếp lời, Lưu Nhất Lâm cũng không cho Lộ Hồng Chiêm một bậc thang để bước xuống, Lộ Hồng Chiêm có chút bẻ mặt. Cũng may, Lý Hiểu Lượng đúng lúc nói tiếp, giúp y có một màn kết.
hôm nay là buổi gặp mặt, đừng làm nghiêm trọng quá, cũng đừng nói những chuyện ngoài luồng. Buổi họp mặt là để làm quen, đồng chí Hạ Tưởng vừa đến thành phố Lang vẫn chưa hiểu rõ tình hình của thành phố, phải cho anh ấy một chút thời gian chứ, đúng không? Y quay đầu sang gật đầu cười với Hạ Tưởng. Tôi xin lấy danh nghĩa của bản thân nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác. Lý Hiểu Lượng là trưởng ban thư ký thành ủy, dáng người trung bình, hơi béo, tướng mạo hơi có quyền thế. Y năm nay 43 tuổi, bằng tuổi với Ngả Thành Văn nhưng nhìn vào lại thấy trẻ hơn Ngả Thành Văn một chút. Chủ yếu là y ốm hơn so với Ngả Thành Văn, tuy y mập hơn Hạ Tưởng nhưng dáng người coi như thích hợp với độ tuổi của y. Hạ Tưởng đáp lại với Lý Hiểu Lượng, đối với sự chen ngang lúc nãy cũng không tỏ thái độ gì. Thấy vậy, Ngả Thành Văn nhìn Ngũ Hiểu Minh đang ngồi đối diện, ngầm ra hiệu. Ngũ Hiểu Minh hiểu ý, cười ha hả. Giới thiệu từng người thì chậm quá, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, tối nay còn đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi đồng chí Hạ Tưởng nữa. Tôi nghĩ đồng chí Hạ Tưởng cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi ăn cơm, cho nên tôi thay mặt cho trưởng ban Lưu, phó thị trưởng Đồ, bộ trưởng Phan, tư lệnh viên Điền và bản thân tôi cùng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác. Tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía. Ngũ Hiểu Minh là bí thư thành ủy của thị xã Ngũ Đường nằm dưới sự quản lý của thành phố Lang, bởi vì thị xã Ngũ Đường là thị xã cách Bắc Kinh gần nhất của thành phố Lang, vừa ra khỏi thành đông của Bắc Kinh thì đã là thị xã Ngũ Đường. Không ít người ở Bắc Kinh đến thị xã Ngũ Đường để mua nhà ở, là người Bắc Kinh lại ở thị xã Ngũ Đường, cho nên giá nhà ở tại thị xã Ngũ Đường rất cao. Hơn nữa là cửa khẩu tiếp xúc trực tiếp giữa thành phố Lang và Bắc Kinh, tầm quan trọng của thành phố Lang không cần nói cũng biết, bí thư thành ủy Ngũ Đường luôn có vai vế cao trong ủy viên thường vụ. Ngũ Hiểu Minh là hình tượng của thư sinh non trẻ, nhưng phát ngôn của y cũng có tính xúi dục, nói không chừng trước đây đã làm qua công việc tuyên truyền. Hạ Tưởng nhìn thấy rất rõ, lời nói của Ngũ Hiểu Minh không có tính cổ động, y là một ủy viên thường vụ không nằm trong top 10 người dẫn đầu, trong hội nghị thường vụ cũng không có sức kêu gọi lớn, nhưng mọi người lại hưởng ứng vỗ tay, hẳn là có nguyên nhân khác. Lúc nãy Hạ Tưởng không thấy Ngả Thành Văn ra hiệu cho Ngũ Hiểu Minh, nhưng hắn cũng âm thầm đoán được Ngũ Hiểu Minh là đồng minh kiên định của Ngả Thành Văn. Những ủy viên thường vụ không có nói chuyện riêng với Hạ Tưởng là trưởng ban tuyên giáo Lưu Khải, phó thị trưởng Đồ Quân, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi và tư lệnh viên phân khu quân đội Điền Tuệ Thư. Trưởng ban tuyên giáo Lưu Khải hơi lớn tuổi một chút, đã 50 tuổi rồi, mặc áo kiểu tôn trung sơn, mang kính lão giống một thầy giáo vậy. Phó thị trưởng Đồ Quân đã ngoài 40 tuổi, là một người có dáng vẻ đẫy đà, tướng mạo thanh lịch, là một cán bộ nữ ăn nói rất thận trọng, tuy nói về người phụ nữ ngoài 40 lại hình dung là tướng mạo thanh lịch thì có chút không thích hợp. Nhưng Đồ Quân giữ dáng rất tốt, nếu không biết thì tuyệt đối không ai nghĩ tới bà ta đã ngoài 40, nhìn vào chỉ chừng 28 tuổi thôi. Nếu không nhìn kỹ, bà ta nhìn còn trẻ hơn cả Lưu Nhất Lâm. Lúc Đồ Quân 28 tuổi xem ra có gương mặt rất giống Lolita, một nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Mỹ. Cũng không biết với dung mạo của bà ấy tại sao lại đi trốn quan trường đầy nguy hiểm như thế này, ngồi được vị trí cao là phó thị trưởng, còn là phó thị trưởng ủy viên thường vụ. Bộ máy thành ủy của thành phố Lang có hai nữ ủy viên thường vụ, nữ cán bộ của bộ máy thành ủy có tỷ lệ cao, xếp thứ nhất là Tỉnh Yến, cũng xem như đã đề cao được địa vị chính trị của phụ nữ. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi có tên rất lạ, diện mạo lại bình thường, 45 tuổi, mặt không có chút biểu tình, lúc họp ông ta cứ cúi đầu xuống không nói lời nào, giống như tâm trạng đang rất buồn rầu. Tư lệnh phân khu quân đội Điền Tuệ Thư vóc dáng không cao, dáng người rất cường tráng. Vừa nhìn là có vóc dáng khỏe mạnh. Ông ta ngồi ở cuối bàn, ánh nhìn luôn hướng lên trần nhà, không ai gọi y thì tuyệt đối không nói một câu nào, như đang lơ lửng trên mây, con người ở trong hội trường nhưng tâm trí thì ở phương xa. Tan họp, Hạ Tưởng về văn phòng trước, buổi tối còn có đám tiệc, là buổi tiệc tiếp đãi do tổ thành ủy mời riêng hắn, nhất định phải đến. Mỗi nơi đều có truyền thống riêng, cho dù Hạ Tưởng không muốn mượn cơ hội để giao lưu tình cảm với mọi người, cũng sẽ có không ít lãnh đạo thành ủy thừa cơ hội để ăn uống, ngoài mặt mời hắn nhưng trên thực tế ai cũng đều có dụng ý riêng. Vừa vào văn phòng ngồi xuống thì có người gõ cửa, Hạ Tưởng tưởng là Lý Tài Nguyên, bởi vì lúc nãy Thường Thư Hân nói Lý Tài Nguyên muốn đến cảm ơn Hạ Tưởng, không ngờ người mở cửa bước vào lại là Đồ Quân. Tổ ủy ban nhân dân thành phố có 3 ủy viên thường vụ, Cổ Hướng Quốc là nhân vật số 1 thì không cần phải nói, hai người còn lại là hắn và Đồ Quân.
Tuy hắn là phó thị trưởng thường trực nhưng cấp bậc thì ngang với Đồ Quân, nhưng nếu Đồ Quân càng được Cổ Hướng Quốc tán thưởng thì cho dù hắn là phó thị trưởng thường trực cũng chưa chắc ở Ủy ban Nhân dân thành phố được hoan nghênh bằng bà ta. Hạ Tường tỏ vẻ lễ phép đứng lên chào đón. Phó thị trưởng Đồ đến rồi, mời ngồi, để tôi rót trà cho chị. Thực ra Hạ Tường có ý muốn thăm dò cho nên mới hạ thấp thái độ, chờ sau khi hắn lấy ấm trà rót cho Đồ Quân xong, Đồ Quân vẫn không tỏ thái độ gì, thản nhiên nhận lấy ly trà của hắn đưa cho, cũng không biết là có ý thức được hành động rót trà của một phó thị trưởng thường trực là sự cất nhắc hay không, mà bà ta chẳng qua chỉ là phó thị trưởng ủy viên thường vụ, đáng lẽ phải khiêm nhường mới đúng. Hạ Tường thấy Đồ Quân tỏ vẻ ta đây, chẳng có một chút khiêm tốn, cũng không tức giận, cười ha hả. Xin hỏi phó thị trưởng Đồ tìm tôi có việc gì không? Đồ Quân hơi thất thần, ngây người sửng sốt, mới để ly trà xuống nói. Nghe nói phó thị trưởng Hạ muốn dùng Lý Tài Nguyên, có phải anh không rõ vấn đề cá nhân của Lý Tài Nguyên không? Tôi biết rất rõ những sai lầm của y, nhưng không có nghĩa là sau này y không có tiền đồ, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Hạ Tường nhìn Đồ Quân tỏ vẻ khó hiểu. Trong lòng nghĩ Đồ Quân tại sao lại quan tâm đến chuyện của Lý Tài Nguyên, không lẽ sự việc lúc đó của Lý Tài Nguyên làm mọi người phẫn nộ. Đồ Quân nhìn Hạ Tường với ánh mắt ngờ vực, sắc mặt hơi thay đổi, mấp máy miệng, dường như đã hạ quyết tâm. Sau này mọi người cùng nhau làm việc, đừng trách tôi không nói trước, Lý Tài Nguyên là một người rất phiền toái. Nói xong, Đồ Quân khẽ gật đầu, quay người bỏ đi. Hạ Tường nhìn bóng dáng uyển chuyển của Đồ Quân. Trong lòng chẳng có chút ý nghĩ không an phận, trong mắt hắn thái độ của Đồ Quân không những không thân thiện, hơn nữa lại còn có chút ta đây, xem việc hắn rót trà cho bà ta là lẽ đương nhiên, xem ra bà ta ở trong tổ ủy ban nhân dân đã quen cho mình cao hơn người khác một bậc rồi. Người không nên đến thì đã đến, người nên đến lại không đến, Lý Tài Nguyên không có mặt như đã hẹn. Buổi tiệc tối vốn có mời toàn thể ủy viên thường vụ và vài cán bộ cấp trung, các cán bộ cấp trung đều đã đến đông đủ. Các ủy viên thường vụ thì có 5 người không xuất hiện, mượn cớ là có việc từ chối không đến. Tổng cộng có 13 vị ủy viên thường vụ, gần như là vắng hết một nửa, đã khiến cho không khí buổi tiệc tiếp đón bị mất điểm, cũng chứng tỏ Hạ Tưởng chưa đủ máu mặt, hoặc giả nói có người cố ý làm cho hắn khó xử. Mới đến thành phố Lang, tất nhiên sẽ gặp không ít cản trở và chướng ngại vật từ mọi phía, Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Những người không có mặt là Phó Bí Thư Trương Anh Tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Lộ Hồng Chiêm, Trưởng ban Tuyên giáo Lưu Khải, Tư lệnh Phân khu Quân đội Điền Tuệ Thư và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi. Trong đó sự vắng mặt của Trương Anh Tịch, Lộ Hồng Chiêm và Lưu Khải là nặng ký nhất, mấy người họ đều là nhân vật có thực quyền trong thành ủy, cố ý mượn cớ không đến cũng như là trực tiếp làm Hạ Tưởng mất mặt. Hạ Tưởng không phải là người có thù sẽ trả, nhưng hôm nay những người không nể mặt hắn, hắn cũng sẽ để ở trong lòng. Cổ Hướng Quốc không có lời giải thích nào về việc vắng mặt của mấy người kia. Ngả Thành Văn thì tốt hơn, còn đặc biệt giải thích cho Hạ Tưởng nói là mấy người kia đang có việc và có ý an ủi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tỏ ý cảm ơn về công tác tư tưởng của Ngả Thành Văn, và tỏ ra hoàn toàn thông cảm cho sự vắng mặt của mấy người kia. Buổi tiệc diễn ra được một nửa thì Cổ Hướng Quốc nhận một cuộc điện thoại rồi mượn cớ có việc phải về trước. Đồ Quân như do dự một lúc vừa muốn đi lại như không quyết định được. Ngả Thành Văn lén nhìn Hạ Tưởng thấy hắn vẫn rất bình tĩnh không tỏ vẻ gì như là không vui, trong lòng thấy rất thán phục, người bình thường nếu bị đối xử lạnh nhạt như vậy đều không chịu nổi ảnh hưởng và sẽ nổi giận, chẳng lẽ Hạ Tưởng còn trẻ tuổi như vậy đã có độ khoan dung như vậy sao, có tác phong của một vị quan lớn. Nhưng Ngả Thành Văn lại lập tức nghĩ đến Hạ Tưởng không tỏ thái độ gì chứng tỏ hắn có lòng độ lượng, chưa chắc đã nói lên hắn thật sự có bản lĩnh. Bọn người ở thành phố Lang không những không đoàn kết mà còn gây khó dễ lẫn nhau, hơn nữa có người thì thân với tỉnh ủy, có người thì thân với Bắc Kinh, thậm chí còn có người cùng chung lợi ích với nhà đầu tư, là một đống vàng thau lẫn lộn, lại còn có sự ảnh hưởng của Nga Ni Trần và Vương Sắc Phi, dù Hạ Tưởng có thêm thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng khó làm nên chuyện ở thành phố Lang. Bất luận là Bắc Kinh hay tỉnh ủy đều muốn hoàn toàn khống chế thành phố Lang mà không được. Cho dù Hạ Tưởng là quân cờ của ai thì chắc chắn cũng sẽ không có được con đường vinh quang. Khi buổi tiệc kết thúc, Hạ Tưởng lần lượt bày tỏ sự cảm ơn đối với mọi người, sau đó khi Ngả Thành Văn sắp tuyên bố buổi tiệc kết thúc thì bỗng nhiên có người gõ cửa, bên ngoài vọng vào một giọng nói trong trẻo. Bí thư Ngả, tôi vào được không? Không cần phải nói Ngả Thành Văn cũng biết chủ nhân của tiếng nói đó là ai,
dù là người khác có nghe được giọng nói êm tai và có chút giọng điệu cầu xin thì cũng không nỡ khước từ. Ngả Thành Văn nhìn mọi người với ánh mắt nghi ngại và có chút sửng sốt. Mời vào. Nghe tiếng cửa, một người đẩy cửa bước vào. Gian phòng được tỉnh ủy tổ chức tiệc tiếp đãi Hạ Tưởng được trang hoàng lộng lẫy, cùng với ánh đèn chiếu vào sáng như ban ngày, còn có cờ hoa rực rỡ, có thể nói là vô cùng xa hoa. Nhưng người vừa bước vào khiến cho cả gian phòng rộng lớn lập tức im lặng như tờ, mọi người chỉ cảm thấy ánh đèn như tối lại, nếu so với vẻ đẹp chói lọi của người vừa bước vào thì dường như ánh đèn cũng tự cảm thấy xấu hổ. Người đứng ngoài cửa với nụ cười duyên dáng chính là Mạt Lị, nhưng là Mạt Lị vàng hay là Mạt Lị bạc, Hạ Tưởng cũng không nhận ra, nghĩ chắc mọi người cũng không rõ vì từ đầu đến chân cô ấy là một bộ đồ màu đen, không vàng cũng không bạc, rất khó xác định. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại khách sạn Caesar. Khách sạn Caesar là sản nghiệp của Nga Ni Trần, cũng là khách sạn thuộc về tỉnh ủy, Mạt Lị xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Nhưng ánh mắt Mạt Lị nhìn lướt qua mọi người rồi cuối cùng nhìn vào Hạ Tưởng, cười hi hi. Phó thị trưởng Hạ, bà tôi nói vì đã vô tình mạo phạm đến ngài nên hôm nay cố ý bảo tôi đến nói lời xin lỗi với ngài, mọi chi phí hôm nay không những miễn phí mà mọi người đều được tặng quà. Xin các vị lãnh đạo hãy nán lại xuống dưới lầu ký tên nhận quà. Nói xong, cô ấy nhìn Ngả Thành Văn nháy mắt một cái, vẻ mặt tươi cười như muốn lấy lòng. Bí thư Ngả, ngài sẽ không trách tôi đã không chào hỏi ngài trước mà giận tôi chứ? Một vẻ đẹp kiều diễm như hoa, giọng nói duyên dáng ngọt ngào, bất cứ người đàn ông nào đứng trước mặt cô ấy đều không thể cầm lòng được, huống chi Mạt Lị mặc một bộ đồ màu đen là lướt thể hiện những đường cong đáng tự hào của người phụ nữ. Đứng ở trước mặt không cần nói lời nào, chỉ cần đảo mắt nhìn thôi thì cũng đã khiến cho vô số người phải xốn con mắt, tim đập dồn dập. Ngả Thành Văn cũng không ngoại lệ, làm sao còn để ý đến phép tắc trong quan trường nữa, vẻ mặt tươi cười. Không đâu, không đâu, cô nghĩ tôi là người nhỏ nhen như vậy sao? Tôi không những không trách cô mà còn phải cảm ơn cô và Chủ tịch Trần đã miễn phí buổi tiệc hôm nay ha ha. Có thể nói sĩ diện của Hạ Tưởng cũng không nhỏ. Ánh mắt Ngả Thành Văn nhìn vào Mạt Lị có tham lam, có không cam tâm và còn có chút tiếc nuối vì không có được. Đúng vậy, Mạt Lị không phải ai khác, cô ấy kiểu diễm thướt tha nhưng gần như không thể giành lấy được vì cô ấy có một người cha đáng sợ. Tất cả mọi người đều không ngờ Nga Ni Trần lại nể mặt Hạ Tưởng đến vậy, những người không ra về sớm đều ngầm cảm thấy hân hạnh, may mà đã không về sớm. Nga Ni Trần coi trọng Hạ Tưởng như vậy, cũng như nói những người không có mặt ngày hôm nay đã không nể mặt Hạ Tưởng. Cũng giống như không nể mặt Nga Ni Trần. Nga Ni Ni bảo mọi người đi ký tên lấy quà có phải là có ý muốn điều tra rõ ai có đến, ai không có đến hay không? Nếu như vậy thì phải nhanh chóng nịnh bợ phó thị trưởng Hạ một chút mới được, có không ít người đều lóe lên ý nghĩ như vậy. Lại lập tức nhớ đến mối quan hệ thân mật của phó thị trưởng nhiệm kỳ trước với Nga Ni Trần, và còn có tin đồn rằng phó thị trưởng Thụy tham ô hơn chục triệu mà vẫn có thể an toàn rút chân ra đều là do Nga Ni Trần ở phía sau chống lưng. Không ít người âm thầm kinh hãi, sự việc này hôm nay đúng thật bất ngờ, chẳng lẽ đây là một cái bẫy do Phó Thị trưởng Hạ và Nga Ni Trần bày ra? Chương 781, yên ổn, mình làm người hưởng. Không đề cập đến việc mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, suy đoán khác nhau, nhìn thấy Hạ Tưởng cũng rất kinh ngạc, như là rất lấy làm lạ trước sự xuất hiện của Mạt Lị, sẽ không khỏi khiến cho người khác phải suy đoán, chẳng lẽ Phó Thị trưởng Hạ không hợp tác với Nga Ni Trần? Việc hôm nay hắn cũng chẳng hay biết gì sao. Đoán không được thì không cần phải tốn công sức để suy đoán, dù gì bọn họ cũng chỉ là người phục tùng, không có quyền quyết định, ai có thế lực lớn thì nghe lời người đó là được, người phải lo lắng là bí thư Ngả và thị trưởng Cổ mới đúng. Đúng rồi, sau khi thị trưởng Cổ bỏ về Nga Ni Trần mới ra trò này, xem ra cũng có ý muốn lướt qua thị trưởng Cổ. Thế cục sau này của thành phố Lang ngày càng phức tạp, phải nhanh chóng đứng vào đội mới được. Nhưng nghĩ lại, hôm nay cũng như là đến đúng, không những được ăn uống miễn phí mà còn được nhận quà. Ai cũng biết Nga Ni Trần vẫn luôn rất hào phóng, những món quà ông ta tặng đều không dưới 2.000 tệ, hơn nữa đều là những món quà cao cấp, thực dụng. Đã lời rồi, hôm nay đã lời rồi, không ít người vui vẻ ra mặt. Nga Ni Trần dù ra tay hào phóng nhưng có rất nhiều người biết rõ thân phận của mình vẫn không đáng để Nga Ni Trần tặng quà. Hôm nay có thể nhận được quà của Nga Ni Trần đại danh đỉnh đỉnh quả thật là do dựa hơi của Phó Thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng chẳng có tí gì là vui vẻ cả, hành động này của Nga Ni Trần hoàn toàn là tâng bốc hắn lên cao hơn nữa là cách làm cho hắn bị mọi người chỉ trích,
càng tâng bốc hắn lên cao thì càng khiến cho các ủy viên thường vụ khác ghen tị và đề phòng. Nga Ni Trần không muốn cố ý dồn mình vào đường cùng mà là muốn từng bước đẩy mình vào cái bẫy mà ông ta đã dày công thiết kế. Tuy Hạ Tưởng có thể đoán được ý đồ của Nga Ni Trần lại không thể ngăn mọi người có món hời mà không lấy, nhưng trong lòng hắn cười thầm, chưa chắc Nga Ni Trần thật sự muốn kết bạn với hắn, hoặc giả muốn hắn lợi dụng chức vụ để cho ông ta được lợi gì đó, có thể là có mưu tính gì khác cũng không biết chừng. Cho dù thế nào Nga Ni Trần có kế trương lương của ông ta, mình thì cũng có thang để qua tường. Cứ chống mắt chờ xem. Người khác thể hiện thiện chí, hắn không thể tỏ ra tự cao tự đại mà chấp nhận, vội đứng dậy cười nói. Hãy thay mặt tôi cảm ơn Chủ tịch Trần đã quá nhiệt tình, quá khách sáo rồi. Bây giờ xem như tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình và hiếu khách của người dân thành phố Lang, rất có lòng tin với việc sau này công tác ở thành phố Lang, có thời gian tôi nhất định sẽ gặp mặt cảm ơn Chủ tịch Trần, nếu nhận thì thật hổ thẹn. Hạ Tưởng chắp tay, tỏ vẻ thành tâm. Mạt Lị lè lưỡi. Phó thị trưởng Hạ khách sáo rồi, chỉ là một món quà nhỏ chả đáng là bao, ba còn nói nếu có cơ hội là ba sẽ đích thân đến nhận lỗi với ngài. Nhận lỗi, tất cả mọi người đều kinh ngạc, với địa vị có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Lang như Nga Ni Trần thì ông ta có từng nhận lỗi với ai đâu. Ngay cả Ngả Thành Văn cũng không thể ép được Nga Ni Trần, khiến Nga Ni Trần phải nói lời mềm mỏng. Rốt cuộc Hạ Tưởng và Nga Ni Trần đã có xích mích gì mà đáng để Nga Ni Trần phải gây ồn ào như vậy, còn bảo cô con gái cưng của ông ta ra mặt, cố ý bày tỏ thiện chí trước mặt mọi người. Ngả Thành Văn lướt nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt sắc lạnh. Lưu Nhất Lâm cũng nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó lại lướt mắt nhìn sang Mạt Lị với vẻ nghi ngại. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lữ Nhất Khả thì không nhìn ai cả, chỉ cúi đầu xuống uống rượu, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều xuống dưới lầu nhận quà. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, món quà là cà vạt và chiếc áo sơ mi hàng hiệu, giá ngoài thị trường là trên 2.000 tệ. Được ăn được uống được nhận quà đúng là một việc tốt, mọi người đều ra về với vẻ khấp khởi và cũng thầm cảm ơn Hạ Tưởng. Cảm ơn thì cảm ơn, lợi ích nhỏ thì vẫn chưa đủ để họ nhớ đến cái tốt của Hạ Tưởng, hoặc có thể quay đi là quên mất. Hạ Tưởng không nhìn thấy Nga Ni Trần ở dưới lầu, đương nhiên là sẽ không nhìn thấy, nếu Nga Ni Trần mà lộ diện thì sẽ không để cho con gái của ông ta phải xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn không thể nhận ra Mạt Lị là Mạt Lị vàng hay Mạt Lị bạc. Hỏi cô ấy thì cô ấy chỉ lắc đầu cười. Mặc kệ, sau này hãy nói, dù gì Nga Ni Trần ở thành phố Lang đã bày binh bố trận rất lâu rồi, hắn mới đến mà muốn làm nên chuyện thì trước tiên phải nhập gia tùy tục. Buổi tối, Hạ Tưởng nghỉ tại nhà khách thành ủy, có hai cô nhân viên phục vụ xinh đẹp rất nhiệt tình muốn dọn dẹp đồ đạc giúp hắn và bị hắn từ chối. Ở thành phố Lang đâu đâu cũng là cạm bẫy, có bẫy chính trị, không chừng cũng có cả bẫy đào hoa. Hắn không phải người không có tố chất mà có chuyện gì với nữ nhân viên phục vụ. Sắp đi ngủ thì Lưu Nhất Lâm gọi điện thoại đến nói là có việc cần nói với hắn, Hạ Tưởng đã không chút do dự mà từ chối lấy lý do là đã khuya và thấy không tiện. Con người Lưu Nhất Lâm quá khôn khéo, nhất là ở cuộc họp thường vụ đã khiến hắn thấy khó xử, phải giữ một khoảng cách nhất định thì tốt hơn. Hai ngày sau, Hội đồng Nhân dân thành phố Lang mở cuộc họp, cuộc bầu cử đã thông qua Hạ Tưởng được bổ nhiệm chức phó thị trưởng. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Ngả Thành Văn đích thân trao giấy chứng nhận bổ nhiệm cho Hạ Tưởng, xem như là đã khẳng định chức vụ phó thị trưởng của Hạ Tưởng theo trình tự pháp luật. Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố mở hội nghị thường vụ, điều chỉnh phân công lại bộ máy chính quyền, hội nghị đã quyết định đồng chí Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, được phân công những việc sau, phụ trách công tác thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố, phân công quản lý tài chính, thuế vụ, nông nghiệp và nông thôn, máy móc nông nghiệp, dân chính. Đường phố, thị trấn, nhân lực tài nguyên và an sinh xã hội, tái tạo nghề, thủy lợi, nhân khẩu và kế hoạch hóa gia đình, lâm nghiệp, giảm nghèo và phát triển, hợp tác xã mua bán, người cao tuổi, hội người tàn tật, thời tiết, động đất, công tác giáo dục hành chính v.v. Mặc dù Hạ Tưởng được phân công quản lý việc quan trọng nhất là tài chính và thuế vụ nhưng Đồ Quân lại được phân công phát triển cải cách, khoa học kỹ thuật, các dự án quan trọng, sở hữu trí tuệ. Khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại, vành đai công nghệ kỹ thuật cao, du học sinh lập nghiệp và các công tác hoạt động thông tin, cũng là nắm giữ quyền lớn. Trong đó có một số việc cũng rất quan trọng vốn là nằm trong phạm vi quản lý của phó thị trưởng thường trực như, các dự án quan trọng và khu công nghệ kỹ thuật cao cấp và hiện đại, cùng với công tác xây dựng đô thị.
Công tác xây dựng đô thị không thuộc về Đồ Quân mà do một phó thị trưởng khác là Thiệu Đinh quản lý. Tính tình của Thiệu Đinh cũng giống với Ngô Cảng Đắc, nghe nói trước đây cũng từng làm qua quản lý đô thị, đương nhiên cũng có bộ dạng cao lớn thô kệch và rất oai vệ, chẳng buồn so với dáng vẻ ốm yếu của Ngô Cảng Đắc. Hội nghị Hội đồng Nhân dân diễn ra, hội nghị thường vụ chính quyền đã quyết định thì vị trí phó thị trưởng thường trực của Hạ Tưởng xem như đã đi xong tất cả các trình tự. Hạ Tưởng đã chính thức trở thành phó thị trưởng của thành phố Lang trên danh nghĩa pháp luật. Đồng thời, vì việc đến nhậm chức của Hạ Tưởng đã đem đến sự ồn ào, náo nhiệt cũng đã lặng lẽ lắng xuống, thành phố Lang bắt đầu đi vào khuôn khổ lại từ đầu, khôi phục lại sự yên ổn và trật tự vốn có. Hạ Tưởng bắt đầu tập trung vào công việc, lập tức bận đến đầu tắt mặt tối, cho dù liên quan đến việc bàn giao và các tình huống quen thuộc, một đống việc cứ đổ lên đầu cùng một lúc quả thật khiến cho người ta giải quyết không xuể. Cũng may Hạ Tưởng tuổi trẻ khỏe mạnh, thể hiện hết ưu thế của tuổi trẻ, cuối cùng trong vòng 3 ngày đã hoàn thành sơ bộ việc bàn giao và các tình huống cơ bản. Lẽ ra trước khi Thủy Căn rút lui thì phải kiên trì đến phút cuối cùng, chờ đến khi Hạ Tưởng lên nhậm chức thì mới lui xuống, nhưng Thủy Căn lại lấy lý do là sức khỏe không tốt nên giải nhiệm trước mấy ngày. Và lại trong lúc bàn giao công việc thì ông ta chỉ đến thành ủy một lần, chỉ gặp mặt Hạ Tưởng không đến 30 phút thì vội vàng rời khỏi. Giống như là đã ở lại thành ủy hơn cả tiếng đồng hồ. Nhưng tuy là chỉ tiếp xúc nửa giờ đồng hồ thì cũng đã cho Hạ Tưởng một ấn tượng sơ bộ về Thủy Căn. Thủy Căn đã hơn 60 tuổi, có tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng hào, đầu tóc thưa thớt, vừa nhìn vào là biết thường ngày rất chú trọng chăm chút cơ thể. Ông ta có dáng người cao to, khi đi thì ngẩng cao đầu, bước nhanh như bay, chỉ nhìn dáng đi thì nghĩ ông ta là người có tính hấp tấp, nhưng thực tế lại không như vậy. Trong lúc bàn giao công việc thì Hạ Tưởng đã nhận thấy được sự tỉ mỉ và vững chắc của ông ta, mọi khía cạnh của công việc đều suy nghĩ rất chu đáo, gần như là không có chút sơ hở. Hơn nữa ông ta có một trí nhớ đáng kinh ngạc, rất nhiều chuyện lớn nhỏ trước kia ai đã từng làm qua, thậm chí là các con số cũng đều nhớ rất rõ. Ngay cả Hạ Tưởng cũng ngầm khâm phục trí nhớ và thái độ làm việc chu đáo của Thủy Căn, bày tỏ lòng cảm ơn ông ta đã tặng cây thu hải đường. Thủy Căn cười ha ha, quơ tay nói: "Không cần cảm ơn tôi, chẳng qua tôi chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi, cây thu hải đường này do đồng chí Trần A tặng cho tôi đấy, tôi lại không biết trồng hoa, nó chỉ tươi tốt khi ở trong phòng thôi nên để nó lại là được rồi." Hạ Tưởng lại bày tỏ lòng cảm ơn trước việc Thủy Căn đã tích cực phối hợp làm việc, mời ông ta khi nào rảnh hãy đến thăm thành ủy. Thủy Căn nhanh chóng đồng ý và cũng mời Hạ Tưởng khi nào rảnh thì đến chơi nhà ông ta. Nghe lão thường nói phó thị trưởng Hạ chỉ đến thành phố Lang có một mình, không dẫn người nhà theo sao? Có thời gian rảnh thì đến nhà tôi chơi, bà nhà tôi nấu ăn rất giỏi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Có thể nói lần đầu gặp mặt giữa Hạ Tưởng và Thủy Căn thậm chí có thể hình dung là cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng Hạ Tưởng lại hiểu rõ Thủy Căn ngoài mặt cầu thả và phóng khoáng nhưng bên trong cũng có một mưu đồ sâu đến không thể lường được. Đương nhiên cũng có thể hiểu được, một người cả đời lăn lộn trong quan trường lại không có chút mưu đồ nào sao? Nói đùa sao? Người không có trình độ thì ở trong quan trường sao lại như cá gặp nước, huống chi ông ta còn được Nga Ni Trần liệt vào là nhân vật số một. Rốt cuộc cũng xem như đã vượt qua được đợt sóng công việc thứ nhất, cuối cùng Hạ Tưởng cũng có chút thời gian rảnh rỗi vừa tưới hoa vừa ngẫm nghĩ sự việc. Nga Ni Trần tặng riêng cho Thủy Căn cây thu hải đường có thể nói là vật chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Thủy Căn sao lại không lấy đi? Chẳng lẽ bên trong còn có mưu mẹo gì sao? Tưới hoa xong, Hạ Tưởng ngồi trên ghế, đưa tay rót nước uống, uống mấy ngụm mới biết không đúng, hắn đến thành phố Lang cũng được mấy ngày rồi, cũng chỉ định Lý Tài Nguyên làm thư ký của hắn, mãi đến hôm nay, Lý Tài Nguyên cũng chưa xuất hiện. Hơi quá đáng, Hạ Tưởng không khỏi tức giận, gần đây bận việc quá quên cả thư ký, mọi việc đều tự mình làm, hèn chi cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, rất mệt, không có thư ký thật không quen, hắn lấy điện thoại gọi cho Thường Thư Hân. Cuối cùng Thường Thư Hân lại nói: "Lý Tài Nguyên xin nghỉ bệnh, đã 3-4 ngày không đến làm việc." Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, không nói gì, liền cúp điện thoại. Hạ Tưởng được phân công một tá việc, công việc cũng không ít, quả thật cần phải có một người giúp đỡ. 8 ngành công nghiệp trụ cột của thành phố Lang, các ngành dẫn đầu như điện tử thông tin lớn, triển lãm du lịch, ngành linh kiện ô tô, xe máy, chế biến sản phẩm nông súc, gia công vật liệu gỗ và chế tạo vật dụng gia đình, in bao bì, vật liệu xây dựng đời mới, bất động sản v.v. Tuy nằm trong phạm vi quản lý của hắn không nhiều nhưng chế biến sản phẩm nông súc,
gia công vật liệu gỗ và chế tạo vật dụng gia đình đều là những việc do hắn phụ trách. Kết cấu kinh tế của thành phố Lang cũng coi như là cân bằng, không có quá nhiều chỗ bất hợp lý. Đương nhiên là có liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế chậm và quy mô kinh tế nhỏ, ngành công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ đều không phát triển, thời gian xây dựng thành phố Lang trễ, là một thành phố trẻ gánh nặng về kết cấu sản nghiệp nhẹ nhàng, điều chỉnh cũng tương đối dễ, so với các nơi có nền công nghiệp lâu đời khác thì ít áp lực kinh tế hơn có thể nhẹ nhàng tiến vào. Bố cục kinh tế của thành phố Lang trên cơ bản là lấy hai ngành điện tử thông tin, kinh doanh giải trí làm mũi nhọn của ngọn tháp, dùng ngành chế tạo tiên tiến, ngành phục vụ hiện đại, ngành nông nghiệp kiểu mới làm thân của ngọn tháp, dùng ưu thế của các ngành truyền thống làm chân tháp để hình thành nên một kim tự tháp công nghiệp. Dưới tầm nhìn của Hạ Tưởng cũng nhìn nhận là một bố cục vô cùng hợp lý, là một kế hoạch phát triển lâu dài. Ở đâu cũng không thiếu nhân tài. Kết cấu kinh tế của thành phố Lang hợp lý và có con mắt nhìn xa trông rộng, nếu từ tầm mắt của Ngả Thành Văn thì ông ta quả thật không đơn giản. Hạ Tưởng càng hiểu rõ hơn là chính quyền địa phương ở bất cứ đâu trong thời đại giá nhà tăng cao đều có ý nghĩ bán đất phát triển bất động sản, vì giá nhà tăng cao sẽ kéo theo sự tăng trưởng GDP một cách hiệu quả, vừa trực tiếp lại còn đỡ phải lo, không có mạo hiểm lại không phải nhọc tâm mà ngồi mát ăn bát vàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà chính quyền địa phương dung túng cho việc giá nhà tăng cao. Thành phố Lang trước sau gì cũng sẽ bị việc giá nhà tăng cao gây phiền phức. Bây giờ việc bành trướng và giá nhà tăng vùn vụt ở Bắc Kinh đã khiến không ít người Bắc Kinh hướng tầm mắt đến nhà tại tỉnh Yên. Là một thành phố gần Bắc Kinh nhất như thành phố Lang đương nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, và là một thị xã gần Bắc Kinh nhất dưới sự quản lý của thành phố Lang như thị xã Ngũ Đường cũng là mục tiêu lựa chọn đầu tiên của người Bắc Kinh muốn mua nhà ở bên ngoài. Đời sau, giá nhà ở thị xã Ngũ Đường cũng tăng đến hơn 10.000 tệ một mét vuông, tuy thị xã Ngũ Đường rất gần với Bắc Kinh nhưng thu nhập lại kém hơn nhiều, có không ít bọn đầu cơ bất động sản ở Bắc Kinh khiến người dân thị xã Ngũ Đường phải kêu than, vì giá nhà tăng cao quá mức khiến gánh nặng sinh hoạt của họ càng thêm nặng. Giai đoạn bây giờ giá nhà ở tại thị xã Ngũ Đường đã cao hơn một bậc so với thành phố Lang và cao hơn nhiều so với thành phố Yên. Lúc này đã có không ít bọn đầu cơ bất động sản Bắc Kinh đến thị xã Ngũ Đường đầu tư bất động sản, chính là chuẩn bị ngồi chờ giá nhà tăng lên để lời một vố. Hạ Tưởng đã suy nghĩ kỹ càng, và sắp xếp xong bước công tác trọng điểm tiếp theo thì trời cũng đã tối, khi hắn đang chuẩn bị về thì có người gõ cửa, Lưu Nhất Lâm cười lạnh nhạt bước vào. Phó thị trưởng Hạ. Tối nay đi đâu ăn cơm vậy? Đúng lúc tôi cũng chỉ một mình, hay là chúng ta cùng đi ăn chung cho có bạn? Tình trạng gia đình của Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng cũng biết một ít, cô ấy đã kết hôn rồi nhưng chồng lại không ở bên cạnh, ở tận thành phố Thanh của tỉnh Tề. Cũng không biết Lưu Nhất Lâm đã đi quá vội hay do hơi ấm trong phòng quá nóng mà lòng ngực cô ấy phập phồng, đôi gò má ửng hồng, thể hiện hết vẻ chín chắn thướt tha của người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Có thể nói nếu nghĩ đến chỉ hai người ở chung một chỗ thì quả thật rất dễ khiến những người đàn ông bình thường đều có ý nghĩ miên man bất định. May mà Hạ Tưởng không phải là người đàn ông bình thường. Hạ Tưởng liền khéo léo từ chối ý tốt của Lưu Nhất Lâm. Buổi tối tôi đã có hẹn rồi, thật ngại quá, lần sau tôi sẽ mời trưởng ban Lưu. Rõ ràng Lưu Nhất Lâm không nghĩ đến là Hạ Tưởng sẽ từ chối nên có chút thất thần, sau đó thì lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu cười. Cũng được. Nếu phó thị trưởng Hạ có việc thì tôi không làm phiền nữa. Hạ Tưởng tiễn Lưu Nhất Lâm ra cửa rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, hỏi một câu. Có biết nhà Lý Tài Nguyên ở đâu không? Hạ Tưởng đã hỏi đúng người, Lưu Nhất Lâm là trưởng ban tổ chức cán bộ, trong đợt sóng gió đề bạt lần trước cô ta cũng đã tìm hiểu rõ lý lịch của Lý Tài Nguyên và biết được địa chỉ nhà của y. Hạ Tưởng cũng không trực tiếp đến nhà Lý Tài Nguyên mà một mình bước từng bước chậm rãi đi ăn cơm trước, sau đó mới đi. Hắn không có hẹn với ai cả chỉ là không muốn cùng ăn cơm với Lưu Nhất Lâm mà thôi, không phải là sợ sẽ dây vào chuyện thị phi mà là có ý muốn xa lánh cô ta. Lòng dạ Lưu Nhất Lâm quá sâu, có vài lần cũng có ý muốn thử hắn hoặc là mượn hắn để gây chuyện thì khiến trong lòng hắn thấy không vui, giai đoạn bây giờ phải duy trì một khoảng cách nhất định là tốt nhất. Hơn nữa trên thực tế hắn ở thành phố Lang còn xa là cũng không có ai để hẹn, đương nhiên là không phải không có người mời hắn ăn cơm. Ít nhất ở trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố cũng có không ít người có ý muốn dựa dẫm hắn, và lại trong phạm vi hắn được phân công quản lý có không ít doanh nghiệp và ông chủ muốn mời hắn ăn cơm, hắn đều khéo léo từ chối. Ngay cả tiệc chiêu đãi của Nga Ni Trần hắn cũng không đến thì những người khác mời ăn cơm tạm thời hắn cũng không xuất đầu lộ diện.
Tình hình ở thành phố Lang quá phức tạp, muốn đi một bước phải tính trước ba bước, quả thật là nguy hiểm hơn nhiều so những gì hắn nghĩ. Hắn mới đến không lâu, ngay cả lập trường của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc hắn vẫn còn không biết rõ, và giữa các ủy viên thường vụ thành ủy có mối quan hệ rắc rối, phức tạp gì hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, nên hắn sẽ không liều lĩnh mà bước đi. Hạ Tưởng đi vào một quán sủi cảo cũng khá đặc sắc có tên là sủi cảo Khải Trác, gọi nửa cân sủi cảo rồi ngồi ở bàn gần cửa sổ, một mình ngồi ăn rất ngon miệng. Khi ăn được một nửa thì điện thoại reo, nhìn thấy là của Liên Nhược Hạm gọi đến, hắn mỉm cười nhận cuộc gọi rồi nói. Anh đang ăn cơm, em gọi điện thoại đến có phải là em đang nấu cơm rồi bỗng nhiên nhớ đến anh một mình lẻ loi nên gọi đến để an ủi anh không? À, anh tài quá, vừa đoán là trúng ngay. Liên Nhược Hạm vui vẻ cười. Có cần em đến chỗ anh không? Chỉ cần một tiếng là đến nơi rồi. Giọng nói của Liên Nhược Hạm trong đêm nghe rất quyến rũ, nhất là khi cô ấy cố ý nói giọng the thé thì khiến Hạ Tưởng nhớ đến rất nhiều đêm cùng cô ấy mặn nồng. Thôi, chạy xe vào buổi tối không an toàn, vả lại anh mới vừa ổn định, chờ hai ngày sau mới tính. Hạ Tưởng cũng rất nhớ Liên Nhược Hạm, nhưng trước mắt hắn ở thành phố Lang nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi. Cần phải kín tiếng một thời gian rồi tính tiếp. Tình hình ở thành phố Lang rất phức tạp, anh vừa mới đến nên trước tiên làm một người hiền lành thì tốt hơn. Anh mà hiền lành mới là lạ đó, anh đi đến đâu thì ở đó sẽ có rắc rối. Liên Nhược Hạm không thèm quan tâm đến hoàn cảnh của Hạ Tưởng, có lẽ trong mắt cô ấy không có khó khăn nào mà Hạ Tưởng không giải quyết được. Đúng rồi, hôm nay ông nội và ba có nhắc đến anh. Nói gì về anh vậy? Hạ Tưởng giả vờ như không chút để ý mà hỏi nhưng thật ra lại lắng tai mà nghe. Bây giờ ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương nhắc đến hắn thì không phải là tùy ý nhắc đến, có lẽ là liên quan đến việc hắn đến thành phố Lang nhậm chức. Ông nội nói con đường của anh đi rất nguy hiểm. Giọng của Liên Nhược Hạm cứ đều đều, rõ ràng là cô ấy không ủng hộ lời nói của ông cụ Ngô. Ba nói, con đường là do mình đi mà ra, nguy hiểm nhưng chưa chắc là không có gặt hái. Trong con người Ngô Tài Dương không có tính cách mạo hiểm, xem ra trong con mắt của Ngô Tài Dương việc hắn đến thành phố Lang cho dù là mình làm người hưởng nhưng chỉ cần thành công thì có nguy hiểm cũng đáng. Nhưng vấn đề là ở thành phố Lang ai mới là lợi ích của người khác. Cho đến bây giờ Hạ Tưởng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ đầu mối quan trọng của thành phố Lang nằm ở đâu. Là Nga Ni Trần, Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc? Hoặc là tất cả đều không phải. Chương 782, bắt đầu. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cảm giác bị người khác chi phối thật tệ, Hạ Tưởng tức giận nuốt cả một viên sủi cảo, mập mờ nói. Thật ra sủi cảo ở thành phố Lang cũng không tệ. Liên Nhược Hạm tức giận. Bây giờ anh một mình ăn no thì cả nhà không đói nữa phải không? Đàn ông đều chứng nào tật nấy, đều muốn có ngày tự do thoải mái, bây giờ anh được thả rồi chắc đã có người mới ở bên cạnh rồi, tạm biệt. Nói tạm biệt là tạm biệt, đã ngắt điện thoại. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, đúng là chỉ vì một viên sủi cảo lại dẫn đến sự hiểu lầm. Vừa muốn gọi lại cho Liên Nhược Hạm thì điện thoại lại reo, không ngờ là Cổ Ngọc. Có cần em qua đó với anh không? Bây giờ em đang ở Bắc Kinh, qua đó thì chỉ cần một tiếng là tới nơi. Miếng sủi cảo nghẹn ngay cổ họng của Hạ Tưởng, xém tí là ói ra, tại sao Cổ Ngọc và Liên Nhược Hạm lại nói cùng một giọng điệu? Hắn cố nuốt xuống rồi mới hỏi. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Cứ ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh đi. Đùa anh thôi, em đang ở thành phố Yến chứ không ở Bắc Kinh, cho dù ở Bắc Kinh em cũng không đến thăm anh, làm gì có chuyện món hời được đưa đến tận cửa, anh phải tự động đến Bắc Kinh thăm em mới đúng. Hình như Cổ Ngọc cũng đang ăn đồ, vừa ăn vừa nói. Ông nội cũng đang ở thành phố Yến, em đang cùng ông ăn cơm. Hạ Tưởng liền giật mình. Em đang cùng ông ăn cơm, trước mặt ông lại nói giọng điệu đó với anh sao? Nhưng cũng giật mình, lão Cổ vừa nghe đã biết Cổ Ngọc đang làm núng, là giọng điệu của một người phụ nữ đang lấy lòng người đàn ông của mình. Cổ Ngọc hạ giọng, nói cho anh biết, ông nội vừa gặp được một người quen, họ đi sang chỗ khác nói chuyện rồi còn chưa quay lại, nhưng ông cứ nhìn qua bên đây. Đoán chắc cô ấy cũng có ý trêu chọc Hạ Tưởng, liền làm ra vẻ khẩn trương. Ôi, ông nội đến rồi, em phải cúp máy đây. Nói là cúp máy nhưng vẫn chưa chịu cúp. Im lặng một lát cô ấy mới cười khanh khách. Hù anh đấy, đúng là kẻ nhát gan, được rồi, không chọc anh nữa. Nói cho anh biết một chuyện, ông nội nói tình hình ở thành phố Lang hơi đặc biệt,
phải biết nhìn xa trông rộng và bắt tay vào từ những chỗ nhỏ nhặt. Lão cổ hẳn là biết một chút về tình hình bên trong ở thành phố Lang, có thời gian phải đi tìm ông ấy nói chuyện mới được. Hạ Tưởng nhận điện thoại của Cổ Ngọc xong thì cũng đã ăn no, liền nghe thấy cặp nam nữ bàn bên cạnh cãi nhau. Nam, anh không đồng ý em qua bên công ty Trác Việt làm, công ty Trác Việt là công ty của Nga Ni Trần. Nữ, em không cần biết là công ty của ai, chỉ cần có lương cao, ưu đãi tốt thì em đi. Công ty Trác Việt khó vào như vậy, khó khăn lắm em mới qua được vòng phỏng vấn, anh không cho em đi thì không được đi sao? Anh nuôi em hả? Lương của anh một tháng có bao nhiêu tiền? Nam, Nga Ni Trần không phải người tốt, em đẹp như vậy, đến công ty của gã lỡ bị gã ta để ý thì em có thoát khỏi bàn tay của gã không? Gã đã hại biết bao phụ nữ, đâu phải là em chưa nghe qua. Nữ, chỉ là có người bịa chuyện thôi, có người cố ý nói xấu ông ta, Nga Ni Trần là một nhà từ thiện, số tiền quyên góp mỗi năm đều đứng đầu thành phố Lang, vả lại ông ta đã hơn 50 tuổi rồi sao có thể còn để ý đến em nữa? Anh đừng nghi ngờ lung tung. Nam, em không hiểu, đàn ông trong một chuyện đã rất cố chấp và không bao giờ thay đổi, chính là 18 tuổi thì thích con gái 18 tuổi, 28 tuổi vẫn thích cô gái 18, đến khi 58 tuổi vẫn thích cô gái 18 tuổi. Nữ, em đã 23 tuổi rồi. Nam, Hạ Tưởng cười cười, đứng dậy rời khỏi quán sủi cảo. Việc Nga Ni Trần là nhà từ thiện số 1 ở thành phố Lang hắn đã biết từ lâu. Trong Ủy ban Nhân dân cũng có hồ sơ liên quan nhưng có người nói Nga Ni Trần là kẻ háo sắc, hãm hại nhiều phụ nữ thì đây là lần đầu tiên nghe nói. Có lúc cũng cần phải nghe tiếng nói của người dân mới có lợi cho việc tìm hiểu về những gì Nga Ni Trần đã làm. Mặc dù theo hắn thấy, cô gái cãi nhau với bạn trai lúc nãy thật ra cũng không đẹp gì. Tháng 11, thành phố Lang đã hoàn toàn bước vào mùa đông, gió đêm thổi đến lạnh thấu xương. Hạ Tưởng đi qua một con hẻm tối. Sau đó đi vào một khu dân cư cũ kỹ, đến lầu 3 khu 3 phòng 302 và gõ cửa. Lý Tài Nguyên quả thật là bị bệnh nhưng không phải trong người bị bệnh mà là tâm bệnh. Từ khi y nghe Phó Thị trưởng Hạ muốn sử dụng lại y làm thư ký thì trước tiên là y đã rơi nước mắt, cố gắng biết bao năm không ngờ lại có ngày được ngẩng cao đầu, cứ nghĩ là cả đời của y chỉ tầm thường vô vị như vậy thôi nhưng cũng có thời điểm may mắn như vậy. Nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện. Lập tức dập tắt nhiệt huyết của y. Phó thị trưởng Đồ Quân tìm y nói chuyện, sau khi nói chuyện xong, Lý Tài Nguyên cảm giác như đang trời đông lạnh còn bị dội thêm một chậu nước lạnh vào người, khiến cho y lạnh thấu tim. Cho dù Đồ Quân nói rất hàm xúc nhưng y nghe xong cũng hiểu là có người không muốn y làm thư ký cho Hạ Tưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tài Nguyên cũng hiểu được tình cảnh hiện nay của y, ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời ra thì không còn cách nào khác. Hạ Tưởng vừa mới đến thành phố Lang, không rõ thế cục hiểm ác của thành phố Lang, cũng không hiểu rõ thế lực đen tối ở phía sau hung hăng và khổng lồ đến mức nào, y không muốn vì tiền đồ của mình mà liên lụy đến Hạ Tưởng. Dù sao Hạ Tưởng cũng là lãnh đạo thành ủy, là người duy nhất coi trọng y, ơn tri ngộ khiến cho Lý Tài Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Lý Tài Nguyên cuối cùng quyết định xin nghỉ bệnh dài hạn, mượn cớ trong người không được khỏe tạm thời trốn tránh một thời gian rồi tính tiếp. Y vừa không muốn trực tiếp từ chối Hạ Tưởng lại không dám nói ra sự thật, đành phải làm đà điểu. Hoàn cảnh gia đình của Lý Tài Nguyên không được tốt, vợ Thẩm Nhạc Tuyết có bệnh suốt ngày nằm trên giường bệnh, cũng may con trai Lý Nhất Tiểu rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết chăm sóc người khác, đã biết giúp mẹ thay quần áo, còn giúp ba rửa chén, mới 7 tuổi mà đã giống như người lớn, biết tiết kiệm từng giọt nước, từng hạt gạo. Bởi vì gia đình nghèo, chỉ dựa vào tiền lương của Lý Tài Nguyên, không những không có tiền trị bệnh cho vợ ngay cả tiền ăn cơm cũng là cả một vấn đề. Con cái của gia đình nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà quả thật không sai, Lý Nhất Tiểu còn nhỏ nhưng đã biết cuộc sống gian khổ, mỗi ngày khi ăn cơm xong đều biết dọn dẹp chén đũa rồi mới đi làm bài tập. Hôm nay ăn tối xong sớm, Lý Nhất Tiểu liền ngoan ngoãn đi làm bài tập, vừa mới làm được một nửa thì có người gõ cửa. Trong trí nhớ, đã lâu không có người đến nhà. Từ lúc mẹ bị bệnh chẳng những không có người ghé qua mà ngay cả bà con họ hàng cũng không có ai đến. Phú tại Thâm Sơn Hữu Viễn Thân, cùng tại Náo Thị Vô Nhân Vấn, nhà giàu ở sâu trong núi cũng có bà con xa, nhà nghèo ở ngay thành phố Sầm Uất cũng không có ai hỏi thăm, Lý Nhất Tiểu so với các bạn cùng lứa đã gặp không ít thói đời nóng lạnh. Là ai nhỉ? Ba đang xoa bóp giúp mẹ, cậu bé đánh bạo ra mở cửa, thấy đứng trước cửa là một ông chú xa lạ, ông chú không lớn tuổi, rất phong độ.
còn phong độ hơn thầy giáo dạy tiếng Anh trong trường cậu bé, liền khiến cho cậu bé lập tức có thiện cảm. Chú muốn tìm ai? Lý Tài Nguyên có ở đây không? Hạ Tưởng hơi sửng sốt, và cũng đoán được đứa trẻ này là con của Lý Tài Nguyên, lại thấy trên tay cậu bé đang cầm cây bút nên liền nhớ đến con trai của mình, trong lòng thấy thương nhớ và xoa đầu cậu bé. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu tên gì? Dạ cháu 7 tuổi, cháu tên Lý Nhất Tiểu, ý là đứa con bé nhỏ của nhà họ Lý. Lý Nhất Tiểu thấy Hạ Tưởng vô cùng thân thiện nên không một chút đề phòng mà mở cửa cho Hạ Tưởng vào nhà, thấy trên tay Hạ Tưởng còn xách theo trái cây thì liền nuốt nước miếng. Trong nhà đừng nói là ăn thịt, kể cả trái cây cũng không có, mùa đông lại là mùa trái cây rất đắt, trái cây mà Hạ Tưởng mua đều là những loại đắt tiền nhất, liền gợi dậy sự thèm ăn của Lý Nhất Tiểu, dù sao cũng là con nít, không biết che giấu liền lộ ra hết. Hạ Tưởng liền lấy một quả ra. Nào, lấy đi rửa đi. Lý Nhất Tiểu lắc đầu, nhưng cũng không cầm được sự hấp dẫn của trái cây, liền lấy và chạy đi. Vừa vào nhà Hạ Tưởng đã biết gia cảnh của Lý Tài Nguyên không tốt, trong phòng khách ngoài bộ ghế sofa và bàn trà ra hầu như không có vật dụng gì khác, kể cả tivi cũng không có. Trong nhà cũng không có sửa sang gì, trên tường có nhiều vết ố vàng vì đã lâu năm, sàn nhà cũng tối om, nhìn kỹ thì không ngờ là đất xi măng. Là một cán bộ phó phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố, cuộc sống của Lý Tài Nguyên cũng quá nghèo khổ. Lý Tài Nguyên đang ở trong phòng xoa bóp chân cho Thẩm Nhạc Tuyết thì nghe bên ngoài có tiếng động, y không nghĩ là có khách đến, vừa bưng chậu nước ra vừa nói. Nhất Tiểu, làm bài tập đi, đừng phân tâm, sắp thi rồi, phải cố gắng ôn tập. Vừa bước ra phòng khách y ngây người ra, trước mắt y chẳng phải là phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng vừa mới nhậm chức hay sao? Đúng là phó thị trưởng Hạ, Lý Tài Nguyên sửng sốt, chậu nước trên tay liền rơi xuống loảng xoảng, nước bắn tung tóe. Y vội nhặt chậu nước lên, cảm thấy không ổn lại để chậu nước xuống, nói năng lộn xộn. Phó thị trưởng Hạ, tại sao lại là ngài? Sao ngài lại đến đây? Tôi đến đây thăm anh, nghe nói anh bị bệnh, nhưng xem ra, anh khỏe như vậy thì không phải trong người không khỏe mà là tâm bệnh thôi. Hạ Tưởng cười ha hả, cúi xuống nhặt chậu nước giúp Lý Tài Nguyên rồi đưa cho y. Anh ở lầu 3, dưới lầu còn có người ở, loảng xoảng như vậy sẽ làm ồn nhà dưới lầu, sẽ không hay đâu. Trong ấn tượng của Lý Tài Nguyên, những lãnh đạo thành ủy chủ chốt của thành phố Lang tuy là cũng có lòng với dân nhưng họ quá diễn kịch, mỗi năm vào dịp lễ Tết thì đến thăm gia đình nghèo khó một chút, nói vài câu nói suông, sáo rỗng, còn phải lên báo và tivi. Từ trước đến giờ y chưa thấy vị lãnh đạo nào bình dị gần dân như Hạ Tưởng, không phải giả bộ ra vẻ gần dân mà là thật sự khiến người ta cảm động. Một vị lãnh đạo chu đáo đến nỗi rớt cái chậu nước cũng sợ làm ồn đến lầu dưới, hắn không phải là cán bộ ăn trên ngồi trước, hắn khiến cho người khác cảm thấy là một cán bộ đảng viên thật sự. Phó thị trưởng Hạ, tôi. Lý Tài Nguyên muốn nói rồi lại thôi. Chỉ một câu nói Hạ Tưởng đã nói đúng tâm trạng của y đúng là tâm bệnh. Trong người không hề bị bệnh mà rất khỏe mạnh. Hạ Tưởng đưa tay ngăn y lại. Khoan hãy nói về tình trạng của chị nhà thế nào trước đã. Nhìn qua cửa phòng chỉ khép hờ, Hạ Tưởng thấy vợ của Lý Tài Nguyên đang nằm trên giường bệnh, bỗng cảm thấy thắt lòng. Hắn thật không ngờ gia cảnh của Lý Tài Nguyên lại khó khăn đến vậy, lại càng không ngờ Lý Tài Nguyên là người không hề từ bỏ một người vợ đang đau ốm bệnh tật, người như vậy lại xảy ra vấn đề tác phong trong cuộc sống sao. Bên trong hẳn là có nhiều bí ẩn. Cũng không có gì, chỉ là bị tai nạn xe, bị tổn thương gan, không xuống giường được. Ánh mắt của Lý Tài Nguyên trốn tránh, không muốn cho Hạ Tưởng vào trong. Hạ Tưởng không phải là bác sĩ nhưng cũng biết tình trạng cũng không nghiêm trọng, liền nghiêm khắc hỏi. Hẳn là có thể chữa khỏi, tại sao không đi bệnh viện? Lý Tài Nguyên cúi đầu xuống. Trong nhà không còn đủ tiền để chữa trị, tất cả tiền bạc đều đã hết sạch. Trong khi nói chuyện, Lý Nhất Tiểu cắt trái cây đã rửa sạch ra thành nhiều miếng, đem ra đưa cho Hạ Tưởng trước. Cảm ơn trái cây của chú, cháu chưa ăn đâu, mời chú ăn miếng đầu tiên. Đúng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, Hạ Tưởng không đành lòng để cậu bé thất vọng, liền lấy một miếng. Đưa cho mẹ ăn trước đi. Không, phải đưa cho ba trước. Mẹ nói rồi, ba phải đi làm lại phải chăm sóc cho gia đình, ba là mệt nhất, ba là trụ cột của gia đình. Nếu ngã xuống gia đình cũng sẽ ngã theo. Khi nói chuyện con mắt của Lý Nhất Tiểu vẫn nhìn chằm chằm vào dĩa trái cây, vừa nhìn đã biết là rất thèm rồi. Hạ Tưởng xúc động vô cùng,
chỉ là một dĩa táo bình thường đã khiến cho đứa trẻ thèm đến như vậy, gia đình này thật bấp bênh, gió thổi là sẽ ngã ngay. Khi Lý Nhất Tiểu đưa dĩa táo đến trước mặt cho Lý Tài Nguyên ăn, Lý Tài Nguyên không kìm nổi ngồi xổm xuống khóc nức nở. Tôi vô dụng, tôi thật vô dụng, vợ con cũng nuôi không xong, tôi còn gì là đàn ông nữa. Hạ Tưởng đỡ y dậy. Có chuyện gì cứ nói với tôi, Tài Nguyên, đàn ông có thể khóc nhưng không được ngồi xổm, khóc thì phải đứng mà khóc. Căn phòng âm u toàn mùi thuốc, Hạ Tưởng đến bên giường của Thẩm Nhạc Tuyết thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh sắc mặt vàng vọt, ốm trơ xương như là người 40-50 tuổi nhưng thật ra cô ấy chỉ mới 36 tuổi. Một năm trước, Thẩm Nhạc Tuyết còn là công nhân viên của công ty giao thông công cộng, tuy hơi vất vả một chút nhưng thu nhập mỗi tháng cũng có hơn 1.000 tệ, cuộc sống cũng không tệ. Đột nhiên một ngày đang trên đường đi làm cô ấy bị một chiếc ô tô từ bên hông tông vào, sau đó được đưa đến bệnh viện. Tuy là giữ được mạng sống nhưng công ty chỉ chịu chi trả tiền thuốc giai đoạn đầu, sau đó thì không chịu đưa thêm một đồng nào mà còn mượn cớ đuổi việc cô ấy, lấy lý do là trong thời gian trước đó cô ấy đã có nhiều sai sót nghiêm trọng trong công việc. Cùng lúc cô ấy bị tai nạn xe, Lý Tài Nguyên ở thành ủy cũng gặp phải chuyển biến lớn nhất trong đời người, bị người khác dẫn đứa nhỏ đến gây sự, kết quả đang trong giai đoạn quan trọng được đề bạt làm trưởng phòng thì bị như vậy, tự nhiên liền có kết cục thảm hại. Hơn nữa y từ một thư ký của phó thị trưởng bị người khác gạt sang một bên, trở thành một nhân viên nhàn rỗi vô dụng. Hạ Tưởng càng nghe trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ, một bên là Lý Tài Nguyên bị người khác hãm hại, một bên là Thẩm Nhạc Tuyết bị tai nạn xe, một gia đình bình thường trong nháy mắt lại bị phá thành mảnh vụn, chẳng lẽ là trùng hợp? Thẩm Nhạc Tuyết nói xong chuyện của cô ấy, mới phát hiện Hạ Tưởng vẫn đứng ở bên giường, để một lãnh đạo đứng như vậy thật không hay, liền gọi Lý Tài Nguyên mời phó thị trưởng Hạ ngồi. Hạ Tưởng cua tay rồi vỗ nhẹ lên vai Thẩm Nhạc Tuyết. Chị đừng khách sáo, tôi đứng được rồi, chị cố giữ gìn sức khỏe, thả lỏng tinh thần, tôi sẽ sớm sắp xếp cho chị vào viện trị bệnh, không thể để kéo dài thêm nữa. Hạ Tưởng nói nhỏ nhẹ an ủi, cùng với việc thật lòng quan tâm khiến cho một gia đình bị xã hội bỏ quên lấy lại sự ấm áp, Thẩm Nhạc Tuyết nước mắt chảy ròng. Thật không dám để phó thị trưởng Hạ ra mặt vì một chuyện bé xíu của tôi không sao, vẫn còn chịu được. Lý Tài Nguyên liền nói, phó thị trưởng Hạ, ngài đừng lo đến chuyện của Nhạc Tuyết, bây giờ chúng tôi cũng rất tốt, có thể sống được, có miếng cơm ăn là đủ rồi. Hạ Tưởng là người thế nào chứ? Hắn đã thấy được vẻ đau khổ từ trong ánh mắt của Lý Tài Nguyên, đằng sau sự việc này chắc chắn là có ẩn tình, e rằng sóng gió trong sự việc của Lý Tài Nguyên và vụ tai nạn xe của Thẩm Nhạc Tuyết được bắt nguồn cùng một nguyên do. Nghĩ đến việc Lý Tài Nguyên trước kia là thư ký của Thiệu Đinh. Hạ Tưởng cảm thấy hôm nay đến tìm Lý Tài Nguyên là một lựa chọn đúng đắn, có lẽ Lý Tài Nguyên là một mấu chốt quan trọng, nếu không Khâu Tự Phong lúc đầu cũng không cố ý nhắc tới việc cho Lý Tài Nguyên làm thư ký của hắn. Mấy hôm trước Khâu Tự Phong đã rời khỏi thành phố Lang, trước khi rời khỏi Khâu Tự Phong không báo trước cho Hạ Tưởng, cũng không để Hạ Tưởng tiện y, mà chạy đến đường cao tốc rồi mới điện thoại cho hắn. Phó thị trưởng Hạ, tôi về thành phố Yến rồi, sau này thành phố Lang chỉ có một mình anh thôi. Nhưng tôi tin vào năng lực của anh, tôi không giúp được gì chỉ giới thiệu cho anh một thư ký tốt. Hạ Tưởng cười mắng. Anh có giới thiệu thư ký cho tôi đâu, chỉ thêm phiền thôi. Con người của Lý Tài Nguyên, đừng xem chỉ là một người bình thường nhưng nếu dùng đúng thì sẽ rất có ích. Nhưng cụ thể y có lợi ích gì tôi cũng không rõ, anh cũng đừng hỏi tôi mà tự mình đi tìm tòi, tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, ha ha. Được rồi, tôi đi đây. Nếu có thời gian về thành phố Yến thì sẽ gặp nhau. Khâu Tự Phong đến nơi cũng không nói cho hắn biết rốt cuộc Lý Tài Nguyên có lợi ích gì, Hạ Tưởng đoán chắc y cũng thật sự không biết. Chính vì có sự nhắc nhở của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng mới có buổi đi ngày hôm nay. Hạ Tưởng và Lý Tài Nguyên đi ra phòng khách, thấy Lý Nhất Tiểu loáng cái đã ăn hết sạch cả trái táo, Hạ Tưởng thở dài trong lòng, đưa hết trái cây để trên bàn cho Lý Nhất Tiểu. Lấy thêm hai trái táo đi rửa đi. Muốn ăn bao nhiêu cứ ăn. Lý Nhất Tiểu không dám nhận, chỉ nhìn về phía Lý Tài Nguyên. Lý Tài Nguyên muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hạ Tưởng không hiểu sao ở trước mặt Hạ Tưởng y không thể nói ra lời từ chối, chỉ nhìn con trai khẽ gật đầu. Lý Nhất Tiểu vui mừng ôm trái táo đi vào bếp. Tác phong cuộc sống của anh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Tưởng trực tiếp hỏi đến vấn đề mấu chốt. Chính là bạn học lúc trước vẫn luôn thầm yêu tôi. Muốn tôi ly dị để cưới cô ấy, tôi không đồng ý thì cô ấy liền nổi giận và tìm đến thành ủy gây rối.
Lý Tài Nguyên liếc nhìn Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói. Con của cô ấy là của anh sao? Phải. Chị nhà bị tai nạn xe có bắt được tài xế không? Không, xe không có biển số, đụng xong là bỏ chạy, cảnh sát vẫn chưa phá án. Bây giờ Thẩm Nhạc Tuyết đã tàn phế là cơ hội để anh ly dị với cô ấy, sau đó đám cưới với bạn học của anh có phải tốt không? Tôi. Lý Tài Nguyên đỏ cả mặt. Tôi không phải loại người đó. Vợ kết tóc xe tơ không rời khỏi, tôi sẽ không từ bỏ Nhạc Tuyết. Vậy là anh muốn cả vợ lớn và vợ bé cùng chung sống hòa bình sao? Anh vì ngoại tình nên mới phá hủy cả gia đình, cũng không chừng tai nạn ô tô của Thẩm Nhạc Tuyết cũng vì chuyện ngoại tình của anh gây ra. Hạ Tưởng nói rất nghiêm khắc. Không phải, không phải tôi hại Nhạc Tuyết. Lý Tài Nguyên cố thanh minh. Tiếng khóc của Thẩm Nhạc Tuyết trong phòng vang ra, lúc đầu là nghẹn ngào, sau đó như nước sông vỡ đê trào ra, là một sự đau khổ tột cùng, dường như cuộc sống khổ cực đã đè cong cả đôi vai, bây giờ mọi cực khổ cuối cùng có thể giải tỏa ra được. Tài Nguyên, anh không cần phải chịu tiếng xấu nữa, cứ nói cho Phó Thị trưởng Hạ biết đi. Giọng của Thẩm Nhạc Tuyết trong phòng vang ra, ôm nỗi căm giận và uất ức trong lòng. Lý Tài Nguyên nắm chặt nắm tay, nhìn Hạ Tưởng một lúc như để chắc chắn Hạ Tưởng là người đáng tin cậy, cuối cùng y cắn răng, quỳ dập xuống ngay trước mặt Hạ Tưởng. Phó Thị trưởng Hạ, tôi bị người khác hãm hại, Nhạc Tuyết cũng bị người khác cố ý hãm hại, cầu xin ngài hãy cứu gia đình tôi. Chương 783, ra tay, tìm hướng đi riêng. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Tưởng liền bảo Thường Thư Hân sắp xếp cho Lý Tài Nguyên nhậm chức ngay ngày hôm đó, làm thư ký của hắn. Thường Thư Hân khó xử nói. Lý Tài Nguyên bệnh rồi, còn chưa đi làm. Gọi điện kêu anh ta lập tức đi làm, nếu không đi sẽ bị đuổi việc. Hạ Tưởng tức giận đùng đùng đập tay lên bàn. Được lắm, mời anh ta làm thư ký mà còn làm giá nữa, tôi có còn là lãnh đạo thành ủy nữa không? Thường Thư Hân giật nảy mình, Phó Thị trưởng Hạ nhậm chức đã một tuần hơn, trước giờ vẫn chưa nổi giận, hôm nay lại nổi giận cũng thật đáng sợ, lãnh đạo quả là lãnh đạo, cũng rất có uy quyền. Thường Thư Hân liền đồng ý làm theo, một lát sau lại đến báo cáo. Lạ thật, Lý Tài Nguyên hôm nay vừa mới đi làm, lát nữa anh ta sẽ đến trình diện nhưng cũng cần cán bộ ban tổ chức làm thủ tục đã, hình như trưởng phòng chủ quản không có ở đây. Thủ tục sau này hãy bổ sung, điều động nội bộ trong thành ủy sao lại rắc rối như vậy. Hạ Tưởng tỏ ra phiền toái mà khoát tay. Đúng rồi Thư Hân, anh cũng phải chỉ định ra một phó trưởng ban thư ký phù hợp với công việc của tôi. Có việc gì cũng tìm đến anh, một mình anh sao làm hết được. Thường Thư Hân là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân, chủ yếu phụ trách công việc của Cổ Hướng Quốc. Hạ Tưởng vừa đến có việc thì sai anh ta làm vài lần còn được, nếu nhiều lần quá anh ta không có ý kiến gì thì Cổ Hướng Quốc sẽ có ý kiến. Thường Thư Hân lập tức làm theo, anh ta không phải không muốn phục vụ Hạ Tưởng nhưng Cổ Hướng Quốc vốn là người kỹ lưỡng, nếu biết anh ta ngày nào cũng làm việc cho Hạ Tưởng, nhất định sẽ có ý nghĩ không tốt. Thật ra anh ta đã tìm ra một người thích hợp để giúp Hạ Tưởng là Thang Hóa Lai. Thang Hóa Lai đứng thứ ba trong văn phòng ủy ban nhân dân, đối ứng với Hạ Tưởng có một chút không hợp quy định, nhưng người xếp hàng thứ hai là phó trưởng ban thư ký Thạch Trương Vu thì phụ trách việc cho phó thị trưởng Đồ Quân, lúc Thụy Căn còn đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực cũng như thế, cho nên Thường Thư Hân còn giải thích rất rõ cho Hạ Tưởng biết. Hạ Tưởng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Thường Thư Hân ra khỏi văn phòng của Hạ Tưởng, đứng ở hành lang một lát, sau đó quẹo qua bên phải đi, bên phải là phòng làm việc của Cổ Hướng Quốc. Thường Thư Hân gõ cửa bước vào, đúng lúc gặp Đồ Quân trong đó, liền báo cáo tình hình của Hạ Tưởng cho hai người biết. Thị trưởng Cổ, Phó Thị trưởng Đồ, Phó Thị trưởng Hạ kiên quyết muốn dùng Lý Tài Nguyên làm thư ký, ngài ấy là lãnh đạo, tôi không thể can ngăn. Lý Tài Nguyên không phải đã xin nghỉ bệnh rồi sao, tại sao lại về làm lại? Đồ Quân vẻ mặt kinh ngạc. Tôi cũng không rõ, sáng sớm hôm nay anh ta đã tự đến. Thường Thư Hân cẩn thận liếc nhìn Cổ Hướng Quốc, thấy Cổ Hướng Quốc không tỏ thái độ gì, lại nói. Có cần phải ám chỉ anh ta lần nữa để anh ta lại xin nghỉ bệnh một thời gian không? Không cần đâu. Cổ Hướng Quốc khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu Phó Thị trưởng Hạ muốn trọng dụng Lý Tài Nguyên, chúng ta cũng phải nhượng bộ. Phó Thị trưởng Hạ ở tỉnh ủy có rất nhiều mối quan hệ sâu đậm. Chỉ một việc thư ký mà làm ầm ĩ lên cũng không đáng. Việc của Lý Tài Nguyên không cần chúng ta bận tâm cũng có người còn sốt ruột hơn ta. Đúng là lãnh đạo sáng suốt. Thường Thư Hân cũng thừa cơ hội nịnh bợ,
lại nói thêm một câu. Tôi cảm thấy phó thị trưởng Hạ còn quá trẻ, chưa được mấy ngày đã vì chuyện của Lý Tài Nguyên mà nổi giận, hơi thiếu kiên nhẫn. Thị trưởng Cổ, trong chuyện của Lý Tài Nguyên có phải đã hơi quá đề phòng hắn không, hắn? Cổ Hướng Quốc quơ tay, ngăn không cho Thường Thư Hân nói tiếp. Đối với Hạ Tưởng, cũng phải đề phòng một chút, việc chính là mất quyền lực. Hắn có lai lịch không rõ, bối cảnh lại phức tạp, nếu chỉ ở yên tại thành phố Lang thôi thì còn được, chứ nếu muốn nhúng tay vào mọi việc thì sẽ không để hắn yên. Còn nữa, Thang Hóa Lai phụ trách công việc của hắn, có đáng tin không? Hóa Lai trước giờ vẫn là phó trưởng ban thư ký của phó thị trưởng Thụy, thời gian anh ta làm ở thành ủy không ngắn, anh ta sẽ biết nên hoặc không nên làm gì và nói gì. Thường Thư Hân vội trả lời, ánh mắt nhìn sang Đồ Quân, trong lòng nghĩ, phó thị trưởng Đồ càng ngày càng trẻ ra, đã 40 tuổi rồi mà vóc dáng vẫn còn đẹp như thế, cũng không biết là chăm sóc như thế nào. Chồng của cô ấy thường xuyên đi công tác mà ngày nào cũng tươi tắn như vậy, thì thật lạ. Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn nhìn Thang Hóa Lai đang ngồi phía trước, vẻ mặt lúc cười lúc không. Thang Hóa Lai 38 tuổi, rất gầy, mặc một bộ đồ màu xám, cho thấy đằng sau bộ đồ đó là dáng người gầy gò. Anh ấy dường như không chú trọng đến ngoại hình, cũng không cạo râu, bởi vì hút thuốc lâu năm nên răng rất vàng, hai đầu ngón tay phải đều có khói đen, hình như đã thấm vào đến da. Ngồi bên cạnh anh ấy là Lý Tài Nguyên. Thang Hóa Lai từ sớm đã đoán được mình sẽ được bố trí phụ trách công việc của Hạ Tưởng, bởi vì trong văn phòng ủy ban nhân dân chỉ có anh ta là chưa phụ trách công việc phục vụ phó thị trưởng. Hơn nữa trước đây anh ta đã phục vụ cho phó thị trưởng Thụy, nếu phục vụ phó thị trưởng Hạ cũng là hợp lẽ. Nhưng trong mắt anh ta nếu so phó thị trưởng Thụy thì phó thị trưởng Hạ còn quá trẻ, trẻ đến nỗi khiến cho người khác khó mà chấp nhận được. Anh ta năm nay 38 tuổi. Lớn hơn phó thị trưởng Hạ gần 10 tuổi, phó thị trưởng Hạ đã là phó giám đốc cấp sở, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ thành ủy, còn y chỉ là phó cục trưởng và chỉ là một trưởng ban thư ký tầm thường trong ủy ban nhân dân, kém xa cả ngàn dặm, thật đúng là đem người so người thì có mà tức chết. Tuy nhiên khi anh ta nhìn thấy Lý Tài Nguyên ngồi bên cạnh, tinh thần sa sút thì trong lòng cũng lấy lại chút cân bằng, nhưng lập tức lại nghĩ đến tình cảnh của phó thị trưởng Hạ ở thành ủy, nửa vời rất xấu hổ. Thậm chí không có người để dùng mà phải dùng đến Lý Tài Nguyên đảm nhiệm chức thư ký thì trong lòng không khỏi buồn bực, theo phó thị trưởng Hạ mà sau này có tương lai mới lạ. Hạ Tưởng tuy không hiểu rõ ý nghĩ của Thang Hóa Lai nhưng từ vẻ mặt của y cũng có thể đoán ra một phần, hắn cũng không nói ra chỉ vỗ nhẹ lên bàn. Sau này Tài Nguyên và Hóa Lai phải hợp tác tốt, cùng nhau làm tốt công việc. Tôi cũng không nói gì nữa, tình hình của thành phố Lang tôi cũng hiểu một ít, tuy nhiên chưa đủ sâu sắc. Nếu có gì cần phải bổ sung thì cứ nói ra, ai đã làm việc qua với tôi thì rất hiểu rõ con người của tôi, không bao giờ bạc đãi ai cả. Lời nói của Hạ Tưởng là lời hứa hẹn và cũng là muốn thăm dò. Thang Hóa Lai liếc nhìn Lý Tài Nguyên, thấy Lý Tài Nguyên không có phản ứng gì, y liền có chút do dự rồi nói. Phó thị trưởng Hạ, thành phố Lang là một thành phố trẻ, có sức sống, có tiềm lực, ngài đến thành phố Lang đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực là một cơ hội và thách thức lớn. Tôi tin vào năng lực của ngài và... Hạ Tưởng ngắt ngang lời của Thang Hóa Lai. Hóa Lai, lúc trước anh tiếp xúc nhiều với Phó Thị trưởng Thụy, hãy thử nói quan điểm của anh về Phó Thị trưởng Thụy xem. Thang Hóa Lai sửng sốt, Hạ Tưởng không hỏi về thị trưởng và Phó Thị trưởng đương nhiệm mà lại đi hỏi Phó Thị trưởng Thụy đã bãi nhiệm là có dụng ý gì. Nhưng mặc kệ lãnh đạo có dụng ý gì, nếu lãnh đạo đã hỏi đến thì cần phải trả lời, y suy nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời. Phó thị trưởng Thụy làm việc nghiêm túc, tác phong vững chắc, đối xử với mọi người rất gần gũi, tất cả mọi người trong thành ủy thành phố Lang đều rất tôn trọng ông ấy. Ha ha, được rồi, được rồi. Hạ Tưởng mỉm cười, tuy không nói ra Thang Hóa Lai đều nói những lời vô nghĩa nhưng hai lần ngắt ngang lời của y cũng đã ám chỉ tỏ vẻ không hài lòng. Hóa Lai, tuy tôi nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng hình như anh không rõ suy nghĩ của tôi lại chững chạc hơn anh nhiều. Lời nói của Hạ Tưởng không phải cố ý hù dọa người khác, nếu cộng tuổi cả hai kiếp người của hắn thì quả thật còn lớn hơn Hóa Lai vài tuổi. Thang Hóa Lai vốn cứ nghĩ Hạ Tưởng còn trẻ, tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, thiếu kinh nghiệm chỉ thích nghe lời hay, sức phán đoán kém, không ngờ chỉ sau mấy câu nói, tuy Hạ Tưởng không lộ vẻ uy nghiêm, càng không có vẻ mặt nghiêm túc của một vị quan nhưng cách nói chuyện khéo léo cùng với cách thức chuyển sang đề tài khác một cách bất ngờ cũng khiến y cảm thấy vẻ uy nghiêm. Nhất là khi y thấy Hạ Tưởng tuy trẻ tuổi nhưng lại có vẻ mặt cười thản nhiên, trong lòng đột nhiên trầm xuống,
trong tiềm thức nảy ra một ý nghĩ, xem ra phó thị trưởng Hạ thật không dễ lừa, trẻ tuổi như vậy đã là phó thị trưởng thường trực, cũng không phải xuất thân là con nhà quan, tuy có cha vợ là phó chủ tịch tỉnh nhưng không nghe nói là dựa dẫm chức vụ của cha vợ để thăng chức, chắc chắn là nhờ vào năng lực của bản thân. Nghĩ lại, cho dù Hạ Tường ở tỉnh ủy có hậu phương vững chắc thì đã sao? Vấn đề là, thành phố Lang không ít người không nhìn sắc mặt của tỉnh ủy, hơn nữa thành phố Lang không chỉ dựa vào thế lực mạnh của chính trị để giải quyết sự việc, mà thành phố Lang còn có Nga Ni Trần. Tình hình của thành phố Lang, vừa nghĩ đến tình hình của thành phố Lang thì trong lòng Thang Hóa Lai vô cùng bi quan, qua loa cho xong chuyện, ai cũng không thể thay đổi được tình hình của thành phố Lang, phó thị trưởng Hạ muốn làm nên chuyện thì chỉ có thêm nhiều va chạm, cuối cùng cũng có kết cục thảm hại. Y quyết định áp dụng thái độ làm việc như trước đây, lãnh đạo giao việc thì làm, còn không thì rút lui. Thang Hóa Lai Hạ quyết tâm, đường nào cũng chết, sao cũng được. Không ngờ sau đó Hạ Tường lại hỏi một câu khiến y một lần nữa phát hiện ra mình đã xem nhẹ trí tuệ chính trị của Hạ Tường. Hóa Lai, anh có nhận định gì đối với vấn đề cách sống của Lý Tài Nguyên gây ảnh hưởng không tốt? Hạ Tường vẫn cười nói, mà có giọng điệu như nói chuyện phiếm. Hạ Tường hiểu rõ một điểm là Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai trong gian đoạn này có thể là hai người gần gũi hắn nhất, phải tin tưởng hoặc phải đề phòng, dựa vào tình hình bây giờ của thành phố Lang thì không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa Thang Hóa Lai là phó trưởng ban thư ký tiếp xúc mật thiết với phó thị trưởng thường trực tiền nhiệm, nếu nói anh ta không biết tí gì về bí mật của Thủy Căn, thì không thể nào. Nhưng hình như Thang Hóa Lai không phải là người của Thủy Căn, theo trực giác phán đoán của Hạ Tường, Thang Hóa Lai làm việc rất khôn khéo, làm việc gì cũng không chịu nhận trách nhiệm, dựa vào tác phong làm việc của Nga Ni Trần và sự cẩn trọng của Thủy Căn, cho dù Thang Hóa Lai có lòng thì cùng lắm cũng chỉ biết được một ít bí mật của Thủy Căn. Biết thì biết, nhưng anh ta sẽ không nói. Thang Hóa Lai trong lòng chua xót, hỏi về sự đau khổ của Lý Tài Nguyên ngay trước mặt Lý Tài Nguyên, phó thị trưởng Hạ có ý muốn y khó xử, hay là muốn Lý Tài Nguyên khó chịu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lặng thinh của Lý Tài Nguyên, y cũng hiểu ra một chút, ngồi trong phòng của phó thị trưởng Hạ cả nửa ngày mà Lý Tài Nguyên không nói một lời. Hạ Tưởng chỉ đặt vấn đề với anh ta, hẳn là Lý Tài Nguyên đã bày tỏ lòng trung thành rồi, bây giờ phó thị trưởng Hạ muốn y bày tỏ rõ thái độ. Thang Hóa Lai cười ngượng. Việc này, việc sai lầm này mọi người đàn ông cũng sẽ phạm phải, chỉ là Lý Tài Nguyên không cẩn thận, không xử lý tốt mới gây lớn chuyện, nếu cẩn thận một chút sẽ không có gì đáng lo cả. Câu trả lời của Thang Hóa Lai nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đặt bàn tay gõ nhẹ trên bàn, đang lúc Thang Hóa Lai nghĩ Hạ Tưởng có điều gì muốn nói thì Hạ Tưởng đột ngột nói. Được rồi, không có việc gì nữa, Hóa Lai cứ ra làm việc của anh đi. Đúng rồi, anh sắp xếp giúp tôi, buổi chiều tôi sẽ đi cục thuế thị sát. Điểm khác nhau giữa phó thị trưởng thường trực với những phó thị trưởng khác ở chỗ nếu nói về quyền lực, không chỉ nằm ở việc thị trưởng vắng mặt sẽ có thể thay mặt thị trưởng chủ trì toàn bộ sự việc ở Ủy ban Nhân dân, mà là phó thị trưởng thường trực quản lý tài chính, trong tay nắm quyền về tài chính. Trong chính trị và kinh doanh cũng có điểm tương đồng, ai nắm giữ tài chính thì người đó quyết định. Thang Hóa Lai nhận lời rồi quay người rời khỏi, đi tới trước cửa thì trần trừ một chút nhưng cuối cùng cũng không dừng lại, bước nhanh đi khỏi. Hạ Tưởng nhìn bóng dáng của Thang Hóa Lai biến mất, vẻ mặt bình thản. Thang Hóa Lai vừa đi thì Lý Tài Nguyên liền đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu chào Hạ Tưởng. Cảm ơn lãnh đạo, Nhạc Tuyết đã vào Bệnh viện Nhân dân, theo bác sĩ nói thì còn có khả năng chữa khỏi bệnh. Hạ Tưởng là một phó thị trưởng thường trực, vẫn có quyền gọi điện thoại sắp xếp cho bệnh nhân nhập viện, cho dù viện trưởng không nể mặt, hắn cũng sẽ chỉ huy được cục trưởng cục y tế, phó thị trưởng thường trực không như những phó thị trưởng khác, bình thường phải chủ trì công việc chính trị thường vụ. Cho dù không phải công việc được phân công quản lý cũng có thể chỉ tay năm ngón. Hạ Tưởng gật đầu. Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng, sau này cứ cố gắng làm việc là được rồi. Còn nữa, bình thường anh cũng phải chú ý an toàn một chút, nếu như đã có người muốn hãm hại anh một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, cho dù tôi chết, cũng phải đấu tranh với họ tới cùng. Sống chết tới cùng là việc làm của những kẻ lỗ mãng, đấu tranh giữa người với người. Rốt cuộc cũng là dùng trí tuệ và kế sách, anh không phải là người ít học, cứ nghe lời tôi, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa, cứ dựa theo sắp xếp của tôi từng bước mà làm. Hạ Tưởng gõ nhẹ vào Lý Tài Nguyên. Cuộc đời của Lý Tài Nguyên gặp phải biến đổi lớn, đều là do cá tính của anh ta, cũng là vì anh ta đã đụng chạm đến lợi ích của một số người.
Bây giờ Hạ Tưởng cũng hiểu ra được dụng ý của Khâu Tự Phong, để cho Lý Tài Nguyên làm thư ký của hắn cũng là muốn cho Lý Tài Nguyên một cây dù che chở, phòng ngừa có người lại đến hãm hại Lý Tài Nguyên. Cũng may Lý Tài Nguyên cũng đủ thông minh, cho dù bị người khác làm tới mặt xám mày cho, vợ còn bị người khác đụng tới tàn phế, cũng may vẫn giữ được mạng sống, và còn bảo vệ được con trai không bị kẻ ác làm hại. Tuy nhìn bề ngoài hơi nghèo túng, có chút suy sụp nhưng trong mắt Hạ Tưởng, Lý Tài Nguyên là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, hắn muốn giúp anh ta tới cùng. Lý Tài Nguyên là chìa khóa mở ra cánh cửa mấu chốt, bây giờ chìa khóa đã nằm trong tay hắn, nhưng cụ thể là mở được ổ khóa nào thì Hạ Tưởng cũng chưa rõ. Buổi chiều 3 giờ hơn, Hạ Tưởng cùng với Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên đi trên hai chiếc xe chuyên dụng đến Cục Tài chính của thành phố Lang. Cục trưởng lệnh Hồ Bách dẫn toàn bộ đảng viên của cả Cục Tài chính xuống dưới lầu tiếp đón Hạ Tưởng. Cách bày trận của lệnh Hồ Bách không kém, tỏ ra rất có thành ý, phó thị trưởng thường trực nắm giữ tài chính, trước giờ vẫn phải nhìn chăm chú vào túi tiền, đó là lẽ thường có thể lý giải. Phó thị trưởng thường trực nhiệm kỳ trước là Thủy Căn đã đưa ra không ít thủ đoạn để lôi kéo gã, không biết phó thị trưởng Hạ sẽ có thái độ gì với gã. Hầu như cả thành phố Lang đều biết, lệnh Hồ Bách là ông thần tài của thành phố Lang, hơn nữa lệnh Hồ Bách chỉ nghe chỉ thị của một người là Ngả Thành Văn, chi hay không chi tiền chỉ nhận chữ ký của bí thư Ngả, Cổ Hướng Quốc phê duyệt cũng không ích gì. Cho nên khi lệnh Hồ Bách thấy chàng trai trẻ Hạ Tưởng bước xuống, gã vốn định tiến đến một bước nhưng vừa thấy dáng vẻ còn trẻ và nụ cười hiền hòa của Hạ Tưởng, thì lại lui lại một bước, còn quá trẻ, trẻ đến nổi không thể khiến người khác phải cung kính. Lệnh Hồ Bách âm thầm lắc đầu, cũng không biết Hạ Tưởng bắt được vận may ở đâu mà trẻ tuổi như vậy đã làm phó thị trưởng thường trực. Nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn đã đắc tội với ai, bị điều đến thành phố Lang, cũng không biết sẽ có kết cục ra sao. Hạ Tưởng đưa tay bắt tay lệnh Hồ Bách. Cục trưởng lệnh Hồ, tài chính là công việc nặng nề, cho nên tôi vừa nhậm chức thì đã đến Cục Tài chính thăm mọi người, cũng nhân tiện làm quen với mọi người, để mọi người khỏi phải nghĩ tôi không muốn đến, không muốn có mối quan hệ tốt với mọi người. Lệnh Hồ Bách 45 tuổi, tóc đã bạc phơ, cũng không nhuộm đen, diện mạo bình thường, vẻ mặt cười tươi lộ ra vẻ gần gũi, nhưng trong sự gần gũi cũng có một chút ngạo nghễ. Cũng phải, thân là một cục trưởng Cục Tài chính, có không ít cục trưởng lớn nhỏ đều phải nể mặt ông ấy, thậm chí có một số phó thị trưởng cũng nói những lời ngon ngọt với ông ta, tự nhiên tạo ra một tính không xem ai ra gì. Chủ yếu là ông ta không những có quan hệ tâm đầu ý hợp với Ngả Thành Văn, mà ông ta còn có nhiều hậu phương vững chắc. Vốn dĩ năm trước thành ủy muốn điều ông ta sang một huyện khác làm bí thư huyện ủy, ông ta nhờ vào quan hệ mà cuối cùng không phải đi, một bí thư huyện ủy của một huyện nghèo thì làm gì tốt như vị trí bây giờ. Hơn nữa ông ấy đã ở thành phố Lang kinh doanh hết mười mấy năm, cũng không muốn đi nơi khác, chỉ muốn ở lại thành phố Lang để dưỡng già. Thành phố Lang, đúng là một nơi tốt. Lời nói của Hạ Tưởng thân thiết nhưng không kém phần khách khí, lệnh Hồ Bách bắt tay Hạ Tưởng thật chắc. Tôi đã chuẩn bị xong những tài liệu liên quan, vừa định đến thành ủy để báo cáo công việc với phó thị trưởng Hạ, không ngờ phó thị trưởng Hạ lại quan tâm đến công việc của phòng tài chính đến như vậy. Lần đầu tiên đi thị sát là đã đến phòng tài chính, là niềm vinh hạnh của cả phòng, tôi đại diện cho cả phòng, nhiệt liệt hoan nghênh phó thị trưởng Hạ đã đến. Sau nghi thức hoan nghênh ngắn gọn, Hạ Tưởng bị lệnh Hồ Bách đưa đến phòng họp. Đối với việc lệnh Hồ Bách nói từ đầu đã muốn báo cáo công việc với hắn thì Hạ Tưởng chẳng hề tin. Quan hệ của lệnh Hồ Bách và Ngả Thành Văn rất mật thiết, trên đường đến đây Lý Tài Nguyên đã nói rõ tình hình với Hạ Tưởng, tuy Thang Hóa Lai không có nói chen vào, nhưng từ biểu hiện của anh ta đã có thể kết luận, anh ta cũng đồng ý với cách nói của Lý Tài Nguyên. Hạ Tưởng biết rằng, muốn Thang Hóa Lai đứng về phía hắn còn cần phải có chút thời gian. Nhưng muốn lệnh Hồ Bách tiếp cận hắn, nghe chỉ thị của hắn thì hầu như không thể. Không thể thì tìm hướng đi khác, nếu không, một phó thị trưởng thường trực mà không thể nắm giữ được phòng tài chính và không quản lý nổi nhân sự, lại có mối quan hệ bình thường với thị trưởng thì nói thật cũng không bằng với một phó thị trưởng bình thường. Ít ra bây giờ Hạ Tưởng cũng cảm thấy được, trong mắt của Cổ Hướng Quốc, hắn tuyệt đối không bằng với Đồ Quân, thậm chí không hề khoa trương mà nói, hắn còn không bằng Thiệu Đinh. Không bằng thì không bằng, mọi người đều có một khoảng cách, cũng có người tới trước kẻ tới sau. Hơn nữa còn một điểm, muốn khiến cho người khác tôn trọng mình thì phải đấu tranh mới có được, là dựa vào thật lực để thắng, chứ không dựa vào sự bố thí. Cho dù hắn ngồi trên vị trí phó thị trưởng thường trực, muốn có một vị trí trong ủy ban nhân dân,
trước tiên phải lấy thực lực của mình ra, ít ra cũng phải làm được một việc để người khác tin tưởng và nghe theo. Hôm nay đến cục tài chính, Hạ Tưởng muốn thử xem có thể mở ra một con đường mới hay không. Chương 784, thật hư, không phá thì không lập được. Hạ Tưởng lắng nghe lệnh Hồ Bách báo cáo công việc với thái độ nghiêm túc, ví dụ như thu nhập một năm của thành phố Lang là bao nhiêu, chi ra bao nhiêu, chi ra nhiều nhất là bao nhiêu, chỗ nào thiếu tài chính v.v. Báo cáo rất tỉ mỉ và cũng rất chú tâm, nhưng có một điều, đều là những việc trong quan trường, một số phê duyệt trong các hạng mục quan trọng còn có xu hướng tài chính, có một số chỉ nhắc sơ lược, có một số còn không nhắc đến. Tôi cũng hiểu được một chút về hiện trạng của Cục Tài chính, dưới sự dẫn dắt của Cục trưởng lệnh Hồ, Cục Tài chính liên tục 8 năm nhận được danh hiệu đơn vị văn minh cấp tỉnh. Năm nay còn được nhận danh hiệu đơn vị công tác tiên tiến xây dựng tinh thần văn minh toàn quốc từ Ủy ban chỉ đạo xây dựng tinh thần văn minh Trung ương, thành tích nổi bật, đáng khen ngợi. Hạ Tưởng đánh giá cao việc làm của Cục Tài chính, sau đó thì chuyển đề tài. Nhưng có một số vấn đề cần lưu ý, giống như gần đây về việc đấu thầu, tỷ lệ trúng thầu của công ty Trác Việt có hơi cao, cho dù là đồ dùng hay máy vi tính, thậm chí là máy nước nóng cũng đều do công ty Trác Việt trúng thầu. Tôi thật không hiểu, thành phố Lang lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có mình công ty Trác Việt? Nếu nói sự khen ngợi lúc nãy khiến cho lệnh Hồ Bách nở mặt nở mày thì sự chuyển biến về sau cũng như một cái tát vào mặt, từ đó khiến cho lệnh Hồ Bách suýt chút là thẹn quá hóa giận. Nhưng y sẽ nhẫn nhịn, cho dù sắc mặt có biến đổi, cũng không dám nổi giận ngay lúc này. Cho dù Hạ Tưởng còn rất trẻ, lần đầu mới đến, hắn cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, và phó thị trưởng thường trực. Lệnh Hồ Bách không có tư cách nổi giận trước mặt Hạ Tưởng. Không có tư cách nổi giận, nhưng dám phản bác, lệnh Hồ Bách phản đối nói. Phó thị trưởng vừa mới đến thành phố Lang, không hiểu rõ tình hình. Công ty Trác Việt có cống hiến với thành phố Lang, có khi có những hạng mục trúng thầu là do nguyên nhân khách quan. Hạ Tưởng, ồ, lên một tiếng. Không hiểu rõ tình hình, chẳng phải bây giờ đang tìm hiểu sao. Cục trưởng lệnh Hồ, thái độ của ông không được thân thiện. Có phải ông muốn nói, sở dĩ lần nào công ty Trác Việt cũng trúng thầu là vì được sự chiếu cố đặc biệt của bí thư Ngả không? Lệnh Hồ Bách rất kinh ngạc, ông ta lăn lộn trong quan trường đã nhiều năm, gặp không ít người lỗ mãng không có đầu óc, cũng có những lãnh đạo hẹp hòi trở mặt tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một vị lãnh đạo nhìn như rất chững chạc lại vừa kích động như Hạ Tưởng, dám chỉ ra chỗ không đúng của nhân vật số một trong thành ủy, cũng không sợ truyền đến tai của bí thư Ngả, khiến bí thư Ngả mang hận. Giọng nói của Hạ Tưởng không lớn, nhưng một câu nói ra khiến mọi người trong phòng họp lập tức lặng thinh, nhìn nhau ngơ ngác, không nói lời nào. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực chỉ trích bí thư thành ủy ngay trước mặt mọi người, ai dám lên tiếng. Nói bất cứ điều gì đều sẽ không có lợi, chỉ bằng giả bộ không nghe thấy. Lý Tài Nguyên sau khi nghe Hạ Tưởng nói xong, nước mắt lưng tròng, nghiến chặt răng. Thang Hóa Lai với vẻ mặt kinh ngạc, há hốc miệng. Nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt khó tin, như có một chút không quen biết Hạ Tưởng vậy. Cứ bình tĩnh xem xét lại, anh ta và Hạ Tưởng cũng chưa thật sự quen biết nhau, cho đến bây giờ anh ta cũng chưa hiểu rõ về con người của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng có thể ngồi được vị trí phó thị trưởng thường trực thì cũng không còn non nớt trong quan trường, tại sao lại nói ra những lời chất vấn bí thư Ngả trước mặt mọi người. Hơn nữa còn ở ngay cục tài chính mà bí thư Ngả quan tâm nhất, và còn ở trước mặt lệnh Hồ Bách cùng bộ máy tổ chức đảng trong cục tài chính. Chẳng lẽ phó thị trưởng Hạ không khống chế được? Hạ Tưởng đương nhiên không phải không khống chế được, hắn dám nói những lời đại nghịch bất đạo trước mặt mọi người thì sẽ có dũng khí để giải quyết vấn đề và gánh vác hậu quả. Lệnh Hồ Bách hơi thất thần, từ trong nỗi kinh hoàng như bừng tỉnh, vẻ mặt không khỏi tức giận. Phó thị trưởng Hạ, ngài có thể chỉ trích tôi, phê bình việc làm sai trái của tôi, nhưng cứ tùy tiện chỉ trích bí thư Ngả thì tôi kiên quyết phản đối. Đương nhiên lệnh Hồ Bách phải kiên quyết phản đối. Ông ta phải bảo vệ hình tượng của Ngả Thành Văn trước mặt mọi người, một là thể hiện sự trung thành, hai là muốn nói rõ cho Hạ Tưởng biết ông ta đứng về phía bí thư Ngả. Mọi người đều nghĩ Hạ Tưởng sẽ tức giận, sẽ tiếp tục nổi giận, không ngờ Hạ Tưởng lại thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười. Ha ha, cục trưởng lệnh Hồ căng thẳng, tôi không phải muốn chỉ trích bí thư Ngả, chỉ tùy ý nói ra, đừng nghĩ là thật. Cái gì? Đường đường là một phó thị trưởng thường trực trong một trường hợp nghiêm túc như vậy lại nói đùa với mọi người, nói không phải là thật, ai mà tin. Nhưng Hạ Tưởng cười rất thoải mái, vẻ mặt cười rạng rỡ, làm cho lệnh Hồ Bách cũng cảm thấy ngượng ngùng,
lãnh đạo chỉ là nói đùa, ông ta cứ nắm chặt không tha sẽ trở thành cố ý làm khó Hạ Tường, cũng chỉ biết cùng nhau cười. Ha ha, phó thị trưởng Hạ thật thích nói đùa, tôi nhất thời còn chưa tiếp thu được. Chưa tiếp thu được cũng không sao, có thể từ từ mà thích ứng. Hạ Tường ngay sau đó lại nói tiếp một câu, vẫn vẻ mặt mỉm cười. Công việc báo cáo hôm nay đến đây thôi, còn có một việc là vẫn chưa chọn được ứng cử viên cho chức phó cục trưởng thường trực của Cục Tài chính, tôi cảm thấy đồng chí La Khánh rất thích hợp đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực. Lại một chiêu thức ngầm, chức vụ phó cục trưởng thường trực của Cục Tài chính vẫn chưa quyết. Không phải là không có ứng cử viên thích hợp mà là lệnh Hồ Bách không hài lòng về mấy vị phó cục trưởng. Lệnh Hồ Bách báo cáo cho thành ủy, lệnh Hồ Bách muốn đợi sau khi tổ chức đảng của Cục Tài chính đưa ra ý kiến mới báo cáo lại cho thành ủy, sau đó nhờ thành ủy đưa ra danh sách đề cử, mà Ngả Thành Văn đã bật đèn xanh, rất nể mặt mà đồng ý. Cứ thế mà kéo dài hơn nửa năm, Cục Tài chính vẫn không có ứng cử viên thích hợp để báo lên trên. Theo lý mà nói, có khi có một số cục không có phó cục trưởng thường trực cũng là chuyện bình thường, hoặc cố ý không đề ra, hoàn toàn xem uy quyền của cục trưởng lớn đến đâu. Quan hệ của lệnh Hồ Bách và Ngả Thành Văn rất tốt, đề nghị của ông ta rất hợp ý của Ngả Thành Văn, không có sự kềm chế của phó cục trưởng thường trực, lệnh Hồ Bách ở Cục Tài chính có thể nói sao làm vậy. Hạ Tường nhắc lại việc phó cục trưởng thường trực, còn điểm danh cho La Khánh đảm nhiệm, đúng là tuyệt kế một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa là bác bỏ bí thư Ngả. Lại gây phiền phức cho ông ta, bởi vì cho dù là ông ta hay là bí thư Ngả cũng đều không hy vọng La Khánh đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực. Quan hệ của La Khánh và Cổ Hướng Quốc rất thân thiết. Chẳng lẽ, Hạ Tường là con cờ của Cổ Hướng Quốc? Sự việc hôm nay là mưu kế của Cổ Hướng Quốc. Mặc kệ là ai, trong vấn đề mấu chốt lệnh Hồ Bách không bao giờ nhượng bộ, bí thư chủ yếu nắm quyền trong nhân sự, không tới lượt của thị trưởng định đoạt. Càng không tới lượt của phó thị trưởng thường trực khua tay múa chân, ông ta không hài lòng nói. Vấn đề phó cục trưởng thường trực, lần trước ở trong cục cũng đã nghiên cứu qua và đã báo cáo cho thành ủy, tinh thần chỉ thị của bí thư Ngả là thà thiếu còn hơn xấu, thành tích công tác hiện tại của các phó cục trưởng trong Cục Tài chính cũng rất tốt, nhưng cũng chưa nghĩ ra ai thích hợp làm phó cục trưởng thường trực, để trong cục xem xét lại rồi mới báo cáo với ban tổ chức cán bộ thành ủy. Ngụ ý là quyền hạn về vấn đề nhân sự nằm trong tay của ban tổ chức cán bộ và bí thư Ngả. Phó cục trưởng thường trực ư, xin lỗi, mời đứng sang bên. Hạ Tường đương nhiên biết trong lời nói của lệnh Hồ Bách có ý bất mãn và khinh thường, quơ quơ tay. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hôm qua khi tôi và trưởng ban Lưu cùng ăn cơm, trưởng ban Lưu có nhắc đến chuyện này, cô ấy nói ban tổ chức cán bộ đã đánh giá đồng chí La Khánh và cho rằng anh ta rất thích hợp vị trí phó cục trưởng thường trực. Bảo tôi và thị trưởng Cổ cùng thương lượng, vừa đúng lúc hôm nay đến thăm các đồng chí, tôi đã nhớ đến nên nhanh miệng nói ra. Ha ha, lúc nãy tôi cũng vừa mới tiếp xúc với đồng chí La Khánh, anh ta là người giỏi giang, có sự sôi nổi, lại trẻ tuổi, có thể gánh vác trọng trách. Hạ Tường tỏ rõ thái độ cũng giống như việc đã bỏ phiếu bầu chọn La Khánh trong hội nghị thường vụ. Tuy nói phó thị trưởng thường trực không có quyền trong nhân sự, nhưng trong phạm vi quản lý đề cử nhân sự thì vẫn có quyền đề xuất. Hơn nữa, Hạ Tường còn tiết lộ một bí mật cho mọi người biết là Lưu Nhất Lâm cũng đã đồng ý. Xem như đã có hai phiếu ủng hộ. Sở dĩ Ngả Thành Văn có thể nắm giữ toàn bộ quyền hành nhân sự, Cổ Hướng Quốc cũng không làm gì được, không phải vì Lưu Nhất Lâm việc gì cũng nghe theo Ngả Thành Văn mà ở trong thành ủy Lưu Nhất Lâm rất độc lập, tự có ý kiến riêng. Cô ấy quản lý ban tổ chức cán bộ, với Ngả Thành Văn thì có quan hệ bình thường, với Cổ Hướng Quốc thì còn xa cách hơn. Nhưng về tổng thể việc bổ nhiệm nhân sự thì số lần cô ấy và Ngả Thành Văn có ý kiến giống nhau nhiều hơn, nhưng ai cũng đều có thể nhận ra, ý kiến của cô ấy và Ngả Thành Văn giống nhau không phải do cô ấy theo phe Ngả Thành Văn, mà quan điểm chính trị của cô ấy và Ngả Thành Văn rất giống nhau. Đương nhiên, cũng có lúc ý kiến của Lưu Nhất Lâm và Ngả Thành Văn không giống nhau. Từng có lần một vài cán bộ cấp phòng được đề bạt làm phó cục trưởng, có một người được Ngả Thành Văn đề nghị đã bị Lưu Nhất Lâm cản lại, không buông tha. Cuối cùng Ngả Thành Văn cũng hết cách, chỉ còn cách thỏa hiệp, nếu trưởng ban tổ chức có lập trường kiên quyết thì có quyền lực tương đối lớn. Cục diện ở thành phố Lang rất phức tạp, một là bởi vì làm theo ý mình, hai là lập trường của các ủy viên thường trực dễ dàng bị bên ngoài tác động thường hay thay đổi, ba là ảnh hưởng từ thế lực ngầm, vì vậy cho dù nói Ngả Thành Văn là một nhà độc tài ở thành phố Lang cũng có lúc những việc ông ấy đưa ra cũng không thể chấp hành. Ngoài việc có quyền phát ngôn về vấn đề nhân sự,
Ngả Thành Văn cũng không thể hoàn toàn nắm hết quyền trong thành phố Lang. Cách nói ban ngày Ngả Thành Văn, buổi tối Nga Ni Trần không phải chỉ nói không mà là sự thật. Hơn nữa nghe đồn Nga Ni Trần là trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm của thành phố Lang, không phải là tin đồn vô căn cứ, một số việc bổ nhiệm quan trọng trong các phòng ban, Nga Ni Trần tuy không ra mặt nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy đâu đâu cũng có. Nhưng hôm nay Hạ Tưởng vô tình nhắc đến việc bổ nhiệm phó cục trưởng thường trực, lại vô tình đem việc vô cùng quan trọng đưa ra trước mặt lệnh Hồ Bách. Quan hệ của Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm rất tốt, đã vượt qua cả mối quan hệ giữa Lưu Nhất Lâm với tất cả những người ở trong thành ủy thành phố Lang. Ai mà không biết người có một chút đầu óc chính trị ở thành phố Lang hiện giờ, Hạ Tưởng đến thành phố Lang sớm hơn một ngày là để gặp mặt Lưu Nhất Lâm. Nghĩ lại thì Hạ Tưởng được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng đến nhậm chức, thì quan hệ đồng minh giữa Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm đã được miêu tả thật sinh động. Hơn nữa lệnh Hồ Bách cũng không phải không nghe thấy tin đồn con gái rượu của Nga Ni Trần đích thân ra mặt và thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng trong bữa tiệc tiếp đón mà thành ủy tổ chức, trong lòng ông ta hơi kinh ngạc, liền ý thức được một việc vô cùng nghiêm túc, nếu Lưu Nhất Lâm và Hạ Tưởng cùng nhau đề nghị La Khánh đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực thì Cổ Hướng Quốc sẽ hai tay tán thành. Các ủy viên thường vụ khác có đồng ý hay không cũng không biết được. Nếu Nga Ni Trần cũng âm thầm đồng ý thì cho dù bí thư Ngã có cứng rắn đến đâu thì e rằng cũng không đỡ nổi áp lực từ nhiều phía. Không ngờ, Hạ Tưởng thật lợi hại, chỉ mới đưa La Khánh ra liền có thể sửa dở thành hay, đúng là một thủ đoạn cao minh. Cảm ơn Phó Thị trưởng Hạ. Ngài quá khen, công việc của tôi còn nhiều chỗ sai sót, sau này tôi sẽ báo cáo công việc với Phó Thị trưởng Hạ nhiều hơn. La Khánh vốn đang ngồi phía sau. Vốn nghĩ không có việc gì liên quan đến cậu ta, chỉ tò mò ngồi xem Hạ Tưởng mỉa mai lệnh Hồ Bách, trong lòng có chút đắc ý, cục trưởng lệnh Hồ ông cũng có ngày hôm nay, cứ nghĩ có bí thư Ngả chống lưng, tự cho là mình nắm hết mọi quyền hành, là người cao nhất ở thành phố Lang, hôm nay lại bị một lãnh đạo trẻ hơn mười mấy tuổi chỉ đạo công tác, không muốn nghe cũng phải nghe. Không ngờ, cuối cùng Hạ Tưởng lại trực tiếp điểm đúng tên cậu ta, còn có ý đề nghị cậu ta đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực. La Khánh trước giờ vẫn luôn mơ ước đến vị trí phó cục trưởng thường trực, suýt chút là anh ta mừng đến phát điên lên. Cho dù anh ta hiểu rõ được phó thị trưởng Hạ đề danh chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn muôn điều khó khăn, nhưng được lãnh đạo khen ngợi là điều tốt, hơn nữa anh ta và phó thị trưởng Hạ cũng chưa quen biết nhau mà lại được phó thị trưởng Hạ đánh giá cao khiến cho cậu ta vô cùng cảm kích và biết ơn phó thị trưởng Hạ. Lệnh Hồ Bách bất mãn liếc nhìn La Khánh, ý là không cho cậu nói chuyện. Ai cho cậu vội vàng đưa ra ý kiến? La Khánh làm ngơ như không nhìn thấy ánh mắt của lệnh Hồ Bách. Trong thời khắc quan trọng, khi gặp được cơ hội thì ai cũng không muốn bỏ qua, huống chi lệnh Hồ Bách áp chế các phó cục trưởng không phải một ngày hai ngày. La Khánh đứng lên với vẻ mặt kích động, hơi cúi người chào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xua tay cho cậu ta ngồi xuống. Những đồng chí làm việc có thành tích, thành ủy đều ghi tạc trong lòng. Chỉ cần có thời cơ thích hợp đều sẽ có những cấp bậc thích hợp cho các đồng chí. Ví dụ như Phó Cục trưởng Lưu, Phó Cục trưởng Lý và còn Phó Cục trưởng Nghiêu, đều là những vị lão thành của Cục Tài chính, tôi đã nói với trưởng ban Lưu. Thật ra thành tích công tác của những Phó Cục trưởng của Cục Tài chính thành phố cũng rất nổi bật, cho dù là đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng thường trực tại địa phương, hay là đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch huyện ở các huyện khác cũng đều có thể gánh vác trọng trách. Trưởng ban Lưu cũng tỏ vẻ đồng ý. Nói phải chờ cơ hội, nhưng vị trí phó cục trưởng thường trực ở cục tài chính chỉ có một, giải quyết một người trước, cho nên tôi trưng cầu ý kiến của các vị phó cục trưởng, đối với việc La Khánh đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực, có ý kiến gì khác không? Lệnh Hồ Bách suýt chút tức đến bùng nổ, Hạ Tưởng thật đáng ghét, giả vờ là thị sát công tác, trong khi đang nghe báo cáo lại ngang nhiên nhúng tay vào vấn đề nhân sự của nội bộ cục tài chính. Nói đúng hơn. Bổ nhiệm chức phó cục trưởng thường trực ngoài mặt là việc của đảng tổ cục tài chính, nhưng trên thực tế cần phải có đảng ủy phê duyệt, quyền quyết định còn thuộc về hội nghị thường vụ thành ủy. Cho dù thị trưởng Cổ đích thân tới cũng không dám lộ liễu làm trái lại bí thư Ngả, Hạ Tưởng như uống sai thuốc hay không hiểu phép tắc trong quan trường. Hạ Tưởng không phải uống sai thuốc, cũng không phải không biết phép tắc trong quan trường, hắn hiểu rất rõ, nhát chém đầu tiên của ngày hôm nay phải có hiệu quả. Nếu không làm đến nơi đến chốn sẽ gặp rắc rối. Phải giải quyết dứt khoát, trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị đầy đủ, hiểu rất rõ mâu thuẫn nội bộ trong cục tài chính, sở dĩ chọn chiến lược từng bước ép sát là vì muốn đánh cho Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc không kịp trở tay. Đúng vậy, lần ra tay này không phải là dung cây dọa khỉ, không phải thừa nước đục thả câu mà là vì phá cục,
không phá thì không lập được, phá rồi mới lập, thế cục bây giờ của thành phố Lang như ngưng đọng một đám mây mù dày, không cố gắng xua tan để có một quang cảnh trong sáng thì hắn hoàn toàn không thấy rõ được con đường phía trước. Hôm nay, mượn cớ về việc phó cục trưởng thường vụ của cục tài chính để khơi mào sự việc, sau đó mới bình tĩnh quan sát động tĩnh và hành động từ các phía. Muốn ở một nơi xa lạ mở ra một cục diện mới, muốn triển khai công việc, bước đầu tiên là phải xử lý tốt quan hệ nhân sự, nếu không nắm vững được quyền chủ động giữa người với người, muốn hoàn thành cho dù chỉ là một chuyện cũng đừng mơ tưởng. Một phó thị trưởng không phải là ủy viên thường vụ, nếu làm việc không được thị trưởng và bí thư tán thành thì quyền lực của người đó cũng không lớn bằng cục trưởng. Không phải chuyện đùa, là một sự thật đáng tin, bởi vì phó thị trưởng không có quyền hạn về tài chính với cục trưởng, lại không thể kiềm chế trong nhân sự, cục trưởng có thể lướt qua phó thị trưởng mà trực tiếp xin chỉ thị của thị trưởng và bí thư. Nhân sự, trước giờ vẫn là nhân trước sự sau. Hạ Tưởng biết rất rõ, hắn ở thành phố Lang không có gốc rễ gì, bên cạnh không có người nào có thể sử dụng, ở hội nghị thường vụ cũng chỉ có một mình, những người xung quanh đều không biết ai là tai mắt của ai. Hơn nữa rốt cuộc Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc có quan hệ như thế nào, giữa Cổ Hướng Quốc, Ngả Thành Văn với Nga Ni Trần ai gần ai xa. Hắn đều không biết, cũng may sự việc của Lý Tài Nguyên đã cung cấp cho hắn một chỗ tốt để chen vào. Lão Cổ nói đúng, nhìn xa trông rộng, bắt tay từ chỗ nhỏ. Một việc nhỏ, có thể sẽ làm dậy lên cơn sóng động trời. Đề nghị của Hạ Tưởng, khiến cho vài vị phó cục trưởng mở lòng ra, anh nhìn tôi nhìn anh, nhất thời không đưa ra được ý kiến. Lời nói của Hạ Tưởng đã nói trúng nỗi đau của họ, đã gãi trúng chỗ ngứa của họ. Vị trí phó thị trưởng thường vụ chỉ có một, cứ kéo dài cũng chưa chắc đến lượt họ, bây giờ đã quyết định cũng đỡ phải ngày đêm trông mong, hơn nữa xem thái độ của cục trưởng lệnh Hồ là muốn kéo dài vô thời hạn, muốn nắm hết mọi quyền hành trong cục tài chính. Phải có một người kiềm chế cục trưởng lệnh Hồ mới được, không có chế độ cân bằng thì phải có nhân sự cân bằng, hơn nữa La Khánh đảm nhiệm phó cục trưởng thường trực rồi không chừng họ cũng sẽ như phó thị trưởng Hạ đã nói, nếu có cơ hội thích hợp sẽ đưa ra ngoài. Mặc kệ là có cơ hội thích hợp đưa ra ngoài hay không, bây giờ gật đầu vừa lấy được lòng phó thị trưởng Hạ, lại nể mặt thị trưởng Cổ, hơn nữa còn có ám chỉ của trưởng ban Lưu, ba nhân vật có quyền hợp sức lại nói không chừng ở phía sau đã thống nhất với nhau, họ làm sao mà không thuận ý làm theo. Phó cục trưởng Lưu được xếp hạng gần đứng đầu trong những phó cục trưởng, hơn nữa Hạ Tưởng đã điểm danh anh ta trước tiên, anh ta liền sờ gáy, đĩnh đạc nói. Khả năng quan sát của phó thị trưởng rất chuẩn. Trình độ nghiệp vụ của La Khánh thật sự rất tốt, nếu anh ta đảm nhiệm phó cục trưởng thường trực, tôi sẽ ủng hộ. Phó cục trưởng Lý và phó cục trưởng Ngưu liếc nhìn nhau, nếu họ luôn có ý kiến về quyền độc đoán của lệnh Hồ Bách, ngay cả vị trí phó cục trưởng thường trực cũng ngăn chặn không tha, bây giờ thừa cơ hội Hạ Tưởng làm bẻ mặt Ngả Thành Văn thì liền thuận theo, dù sao bí thư Ngả có tức giận thì cũng chỉ giận phó thị trưởng Hạ, họ cùng nhau gật đầu. Đồng chí La Khánh làm việc rất nghiêm túc. Chúng tôi nghĩ rằng anh ta sẽ thắng nhiệm phó cục trưởng thường trực. Hạ Tưởng thấy lệnh Hồ Bách giận đỏ cả mặt như muốn phát điên, liền cười ha ha và còn xua tay nói. Chương 785, xung đột, vừa đấm vừa xoa. Tôi cũng chỉ là muốn trò chuyện với các đồng chí để tìm hiểu thôi, chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, không đại diện cho quan điểm của thành ủy, ứng cử viên phó cục trưởng thường trực đã định, vẫn phải do cục tài chính tự mình quyết định sau đó báo cáo cho thành ủy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có một cuộc họp, sẽ không ở lại lâu nữa. Hạ Tưởng thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, liền đứng dậy đi, lệnh Hồ Bách tức không nói nên lời, chỉ đành không tình nguyện đứng lên tiễn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói thì nhẹ nhàng, trên thực tế ngoài ông ta ra thì tất cả các thành viên đều đồng tình đề cử La Khánh, ông ta mà ngăn cản thì là do ông ta không biết cách làm việc. Báo thì báo, để xem bí thư Ngả phê duyệt mới lạ, lệnh Hồ Bách đã quyết định chủ ý. Vừa xuống dưới lầu, Lý Tài Nguyên nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi. Phó thị trưởng Hạ, Nhạc Tuyết đã bị Bệnh viện Nhân dân đuổi khỏi viện, ném ra đường. Cái gì? Hạ Tưởng kinh ngạc, việc mà đích thân hắn dặn dò mà viện trưởng Bệnh viện Nhân dân lại dám ngang nhiên chống lại, còn dám ném bệnh nhân ra ngoài, thật quá kiêu ngạo. Nguyên do bi kịch của Lý Tài Nguyên, tối hôm qua Hạ Tưởng bước ra khỏi nhà Lý Tài Nguyên cũng đã biết được đại khái. Biết thì biết. Muốn điều tra rõ còn cần phải có thời gian, hơn nữa sự việc đã xảy ra cách đây một năm, e rằng có nhiều chứng cứ đã bị xóa sạch.
Thu hoạch lớn nhất của Hạ Tưởng là được Lý Tài Nguyên hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa còn khiến cho Lý Tài Nguyên trung thành và tận tâm với hắn. Lý Tài Nguyên đã kể hết toàn bộ tin tức mà anh ta biết được về thành phố Lang cho Hạ Tưởng biết. Tuy nhiên chỉ là một số thông tin mặt ngoài, bởi vì với cấp bậc của Lý Tài Nguyên thì không thể tiếp xúc được sâu bên trong, nhưng sự thông minh của Lý Tài Nguyên nằm ngoài suy đoán của Hạ Tưởng. Anh ta giỏi về phân tích và kết luận, từ những thông tin mặt ngoài cũng có thể đưa ra kết luận, nếu tự mình phân tích thì cũng không khác là mấy. Lý Tài Nguyên là một người có tinh thần chính trị bẩm sinh, nhưng tiếc là thời vận không tốt, vừa không có hậu phương lại chưa gặp phải một lãnh đạo biết tán thưởng anh ta, còn có một điều thật không may là bước đầu tiên trên con đường làm quan của anh ta lại ở thành phố Lang phức tạp này, vì vậy vẫn không có thành tích gì quá lớn. Mặc dù vậy, Lý Tài Nguyên cũng dựa vào tài năng và nỗ lực của cá nhân để trở thành thư ký của phó thị trưởng, hơn nữa khi có thể được làm trưởng phòng thì lại vì một việc ngoài ý muốn đã đánh tan giấc mộng của anh ta, suýt chút nữa là làm tan nát cả gia đình anh ta. Hạ Tưởng cũng biết được ngọn ngành của nguồn gốc sự việc, nhưng hiện tại không phải là lúc điều tra ra chân tướng sự việc, bởi vì theo lời kể của Lý Tài Nguyên thì Hạ Tưởng biết anh ta không chỉ đắc tội một người mà là lợi ích của cả một tập đoàn. Nếu Lý Tài Nguyên không đủ thông minh thì bây giờ nằm trên giường không chỉ có một mình Nhạc Tuyết, có lẽ là cả gia đình Lý Tài Nguyên. Đối phương chắc hẳn rất lớn mạnh và rất độc ác, và cũng là đối thủ mạnh nhất mà Hạ Tưởng trước giờ chưa từng gặp phải. Hạ Tưởng muốn bảo vệ Lý Tài Nguyên, nếu nói chỉ vì xuất phát từ lòng chính nghĩa thì có lẽ quá đề cao chính mình, nhưng quả thật Hạ Tưởng rất căm phẫn, đương nhiên hắn cũng đã suy nghĩ sâu hơn, kéo Lý Tài Nguyên về phe mình, hắn có thể làm chiếc dù bảo vệ Lý Tài Nguyên. Đồng thời cũng khiến cho đối phương sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng sẽ khơi lại chuyện cũ, nhưng lại vì nguyên nhân của bản thân, nên còn e dè không dám công khai làm khó Lý Tài Nguyên, nhất định ở phía sau sẽ nghĩ cách gây bất lợi cho Lý Tài Nguyên. Trong quá trình triển khai thủ đoạn, sớm muộn sẽ để lộ dấu vết để Hạ Tưởng bắt được. Chỉ là vào lúc Hạ Tưởng mới bước được bước đầu tiên, vừa mới ở cục tài chính xuất một chiêu giải quyết dứt khoát thì đã có người ra tay hại Thẩm Nhạc Tuyết, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng phẫn nộ. Hắn không buồn nói thêm với lệnh Hồ Bách lời nào, vẫy tay chào những người trong cục tài chính, vội vàng đi đến bệnh viện nhân dân. Sau khi Hạ Tưởng đi khỏi, lệnh Hồ Bách đứng yên bất động, sửng sốt một hồi cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay người lại dặn dò. Lập tức đến bệnh viện nhân dân. Lệnh Hồ Bách cũng có nghe nói qua chuyện của Lý Tài Nguyên, thấy Hạ Tưởng quan tâm đến chuyện của Lý Tài Nguyên, liền nảy ra ý nghĩ, muốn tận mắt xem Hạ Tưởng xử lý thế nào, càng muốn xem Hạ Tưởng gặp trắc trở như thế nào. Thành phố Lang không phải là nơi chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết mà làm nên chuyện. Chờ lệnh Hồ Bách đuổi theo xe của Hạ Tưởng biến mất trong khói bụi, La Khánh nhìn thấy xe của lệnh Hồ Bách dần biến mất về phía xa, liền gọi một cuộc điện thoại. Trên đường đi Hạ Tưởng gọi điện cho viện trưởng Bùi Quốc Đống ở Bệnh viện Nhân dân. Bùi Quốc Đống chỉ ấp úng không chịu nói rõ trước lời chất vấn của Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng liền biết Bùi Quốc Đống không dám đụng đến nhân vật phía sau, nên cũng không giận ông ta. Giữ gìn bệnh nhân trước, ít ra cũng phải để trong đại sảnh trước đã, ném ra đường thì ông coi chừng chờ bị xử phạt đi. Không nổi giận, cũng không cần khách sáo. Lúc chạy tới bệnh viện nhân dân, thấy trước cửa tụ tập rất nhiều người, chật kín, có nhiều người đứng bên ngoài nhìn không rõ phải nhón chân lên mà xem. Đám đông bàn tán xôn xao, đa số là những người thấy náo nhiệt đến xem, cũng có người nhìn xem với vẻ hả hê. Thật đáng thương, còn đang truyền dịch mà bị đuổi ra đường, hình như là đã hôn mê rồi. Vậy chứ sao, ai bảo cô ta đụng chạm đến người lợi hại? Mày không thấy người lúc nãy quá hung dữ sao? Giữ thì giữ, nhưng người ta cũng có tiền, mày xem trên cổ y có đeo sợi dây chuyền vàng rất to cũng đáng mấy chục ngàn chứ. Ngốc thật! Đeo sợi dây chuyền vàng to giống như món trang sức cho động vật vậy. Được rồi, mày ghen tị người khác giàu hơn mình thì có, nếu tao cũng có một sợi dây chuyền vàng, tao cũng đeo trên cổ, vàng óng ánh thật có kiểu cách, chói lóa cả mắt chó của mày. Mày còn chửi tao nữa tao đánh mày bây giờ. Mày dám? Đám đông hỗn loạn, có hai người bất hòa đánh nhau, vừa đúng lúc Hạ Tưởng đến nhân cơ hội đám đông hỗn loạn rẽ đường tiến vào bệnh viện. Lý Tài Nguyên nhìn đám người xung quanh. Chỉ biết đứng thừa người ra thì thôi đi, còn gây gỗ thật đáng thương tâm. Thang Hóa Lai đi cuối cùng, âm thầm lắc đầu, phó thị trưởng Hạ đúng là tuổi trẻ nóng tính, bệnh viện nhân dân mỗi năm ném bệnh nhân ra đường cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, quản được hết sao. Hơn nữa bệnh viện nhân dân thường hay xảy ra sự cố trong điều trị chết người, thu phí cao,
ông cụ già 60 tuổi trong hóa đơn thu phí lại có khoản cắt bỏ buồng trứng, những chuyện còn con như vậy đường đường là một phó thị trưởng thường trực đều phải đích thân làm thì chắc phải mệt chết. Điều quan trọng là, mệt chết còn hơn, một là không có chiến tích, hai là không được xem là thành tích, còn có thể bị người khác cười nhạo là không làm việc đàng hoàng. Tiêu rồi, theo một phó thị trưởng thường trực như vậy không bằng phó thị trưởng Thụy chính chắn điềm đạm. Thế cục thành phố Lang phức tạp, không thể làm ra thành tích, nhưng bản thân là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực muốn giữ mình là chuyện dễ. Phó thị trưởng Hạ thì hay thật, đầu tiên là ở cục tài chính mỉa mai trợ thủ đắc lực của bí thư Ngả là lệnh Hồ Bách, bây giờ lại đến bệnh viện nhân dân ra mặt cho vợ của Lý Tài Nguyên, quát mắng viện trưởng Bùi Quốc Đống. Năm đó viện trưởng Bùi đích thân phẫu thuật cứu con trai của thị trưởng Cổ, là ân nhân của thị trưởng Cổ, kể cả thị trưởng Cổ cũng phải nể mặt. Phó thị trưởng Hạ lại không cần biết đến, đắc tội cả bí thư Ngả và thị trưởng Cổ, sau này chắc chắn sẽ không được yên. Thang Hóa Lai lắc đầu thở dài, theo sát Hạ Tưởng đến sảnh bệnh viện xem, thì lại hít một hơi lạnh. Có hai người giễu võ Dương Oai đang đẩy một chiếc giường bệnh nhân nằm trên giường nhắm chặt đôi mắt, đã hôn mê, viện trưởng Bùi Quốc Đống đầu tóc đã bạc phơ kiên quyết bảo vệ giường bệnh, không cho hai người đó đẩy đi, hai người ít nhiều cũng có chút e ngại đức cao vọng trọng của viện trưởng Bùi. Không dám làm quá đáng, nhưng vẫn muốn đẩy giường bệnh ra sảnh bệnh viện, còn thỉnh thoảng trêu ghẹo cô y tá đang cầm chai nước truyền dịch. Lý Tài Nguyên thấy thế hét lên một tiếng, xông lên phía trước đẩy hai người đó ra, sau đó như nổi điên lên bảo vệ Thẩm Nhạc Tuyết. Thẩm Nhạc Tuyết tuy đã hôn mê, nhưng trên mặt còn đọng lại giọt nước mắt, cắn chặt môi không chịu khuất phục. Hạ Tưởng phẫn nộ. Hai người là ai? Thật quá đáng, người ta đang hôn mê, các ngươi muốn hại chết người sao? Một người lắc lư tiến đến, đưa tay muốn đẩy Hạ Tưởng ra. Mày là ai, có biết chuyện gì không mà quan tâm, tao khuyên mày một câu, xen vào việc của người khác coi chừng chết toi. Thang Hóa Lai không muốn nhưng cũng biết được trách nhiệm của mình, là một phó trưởng ban thư ký ủy ban cùng phó thị trưởng thường trực đi ra ngoài, phó thị trưởng bị thương mà anh ta vẫn bình yên vô sự thì cho dù không có người truy cứu trách nhiệm, tự mình anh ta cũng biết được trong lòng các vị lãnh đạo sẽ xem thường mình. Anh ta tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt Hạ Tưởng, đưa tay đẩy tay đối phương ra. Đừng có động tay động chân, nói cho anh biết, ngài ấy là phó thị trưởng Hạ vừa mới nhậm chức. Tên tuổi của phó thị trưởng thật vang dội, một câu nói ra, tay của đối phương lập tức rút lại, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Phó thị trưởng Hạ, chắc là phó thị trưởng rồi. Chỉ là một phó thị trưởng thôi có gì hay ho, cho dù thị trưởng Cổ có đến cũng phải nể chúng tôi. Hạ Tưởng không đếm xỉa tới những kẻ rêu rao như vậy, trực tiếp hỏi Bùi Quốc Đống. Viện trưởng Bùi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bùi Quốc Đống lần đầu gặp Hạ Tưởng, vừa nãy trong điện thoại nghe thấy giọng điệu vô cùng bất mãn của Hạ Tưởng, trong lòng ít nhiều cũng có chút ý kiến với Hạ Tưởng, không ngờ vừa gặp người thật, thấy Hạ Tưởng không những còn trẻ mà còn ăn nói nhỏ nhẹ liền khiến cho ông ta thay đổi cách nhìn về hắn. Phó thị trưởng Hạ. Tôi vốn dĩ làm theo sự bố trí của ngài cho Thẩm Nhạc Tuyết vào phòng săn sóc đặc biệt, bọn họ đột nhiên xông vào muốn đuổi Thẩm Nhạc Tuyết ra ngoài, bởi vì bọn họ có người muốn nhập viện, muốn trưng dụng hết tất cả các phòng săn sóc đặc biệt. Trưng dụng? Hạ Tưởng giận dữ bật cười. Họ là người của cơ quan đảng nhà nước nào? Ngoài ủy ban nhân dân thành ủy ra, ở thành phố Lang còn có người dám dùng danh nghĩa trưng dụng để nói sao? Tôi rất muốn biết. Quyền thống trị của nhà nước có còn là của Đảng Cộng sản nữa hay không? Hai người bên cạnh bị Thang Hóa Lai ngăn lại, vốn dĩ trong lòng thấy không thoải mái, vừa nghe lời nói của Hạ Tưởng lại vô cùng chói tai liền nổi giận, một tay đẩy Thang Hóa Lai ra, muốn cưỡng ép đẩy người bệnh ra ngoài sảnh. Được thôi, đã biết hắn là phó thị trưởng rồi mà còn dám làm càn, không xem ủy viên thường vụ thành ủy, và phó thị trưởng thường trực ra gì, quả thực là rất kiêu ngạo. Hạ Tưởng quay sang nói với Bùi Quốc Đống. Gọi bảo vệ của bệnh viện đến, đem hai người này tống ra ngoài, có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng nói năng có khí phách. Hạ Tưởng đã sớm nhìn thấy bảo vệ đã đứng bên cạnh chuẩn bị đợi lệnh, do dự chưa ra tay có lẽ chưa được sự đồng ý của Bùi Quốc Đống. Bùi Quốc Đống không dám trêu vào đối phương, không dám phụ trách, vậy thì cứ để Hạ Tưởng gánh vác toàn bộ trách nhiệm thì hơn. Hạ Tưởng trước giờ không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Bùi Quốc Đống thấy phó thị trưởng Hạ tự mình lên tiếng, đã sớm không chịu được bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, ông ấy cũng hào khí hô to. Bảo vệ bệnh nhân là quan trọng nhất. Vài nhân viên bảo vệ lập tức xông đến, đè hai người lại, hai người đó vẫn không phục,
vừa kịch liệt phản kháng vừa la ó. Mẹ nó, có biết bọn ta là ai không? Bệnh viện của các ngươi không muốn mở rồi phải không? Bọn ta sẽ quay lại dỡ bỏ bệnh viện của bọn ngươi, lúc đó sẽ biết ai lợi hại. Hai người bị ấn xuống đất gắt gao, không thể động đậy, chắc hẳn bảo vệ cũng đã sớm không nhịn được, vừa ra tay đã hung dữ như vậy. Tay hai người bị vòng ra sau lưng, đau đến kêu lên. Người đâu mau đến giúp, mẹ nó cánh tay của ta sắp gãy rồi, lát nữa tao sẽ tiêu diệt bọn bay. Vừa dứt lời, lần lượt có tới mười mấy người từ trên lầu đi xuống, một tên đứng phía trước một tay túm lấy áo của Bùi Quốc Đống. Kêu bảo vệ thả người, viện trưởng Bùi ông đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, có một số người ông không thể trêu vào, cũng đừng có cậy mạnh. Những người còn lại tiến lên, ba chân bốn cẳng đánh bảo vệ ngã xuống đất rồi đỡ hai tên vừa nãy dậy. Hai tên đó sau khi đứng dậy, giận dữ xách ghế lên muốn ném vào bảo vệ. Bùi Quốc Đống bị người khác túm lấy cổ áo, thấy vẻ mặt hung tợn của những người ở trước mặt, trong lòng phát run lên. Ông ấy cả đời làm bác sĩ, thứ không làm ông ta sợ là con người, bởi vì ông ấy đã phẫu thuật cứu không ít người, những người tự xưng mình là người cao quý dưới con dao mổ của ông ta đều bị ông ta tùy ý mổ xẻ. Nhưng ông ấy sợ nhất cũng là con người, bởi vì có rất nhiều người sau khi khoác áo lên đều không phải là con người nữa. Những người ở trước mặt bây giờ muốn hung dữ cỡ nào cũng có, cũng đều là người nhưng chênh lệch rất lớn, có người giống như hung thần ác sát, có người lại có vẻ mặt ôn hòa, so sánh với nhau thì khác một trời một vực. Nhưng thường là những người có vẻ mặt ôn hòa nếu không có danh vọng thì sẽ bị người khác xem là kẻ yếu dễ bắt nạt, mà những người hung thần ác sát luôn có thể hù dọa được người khác. Cả đời Bùi Quốc Đống cứu người vô số kể, con dao mổ của ông ta chỉ đến đâu là mổ đến đó. Nhưng bảo ông ta đánh người thì ông ta sẽ không dám, liền sợ tới mức không nói nên lời, chỉ tay về phía Hạ Tường. Là phó thị trưởng Hạ. Đối phương vừa nghe phó thị trưởng Hạ thì lập tức sửng sốt, vẻ mặt ngờ vực quay đầu sang vừa đúng gặp ngay vẻ mặt tươi cười của Hạ Tường. Đúng vậy, vẻ mặt của Hạ Tường không có chút gì là tức giận, ngược lại là vẻ mặt có nụ cười nhạt, trong nụ cười có chút khinh thường, có chút thản nhiên nhưng cũng có sự bình tĩnh khiến gã phải run sợ. Người đó lập tức run cầm cập, liền thả Bùi Quốc Đống ra, còn đưa tay vuốt thẳng lại áo cho Bùi Quốc Đống, khi quay sang Hạ Tưởng thì nét mặt thay đổi nhanh chóng, nở một nụ cười ngượng nghịu. Phó thị trưởng Hạ, sao lại là ngài? Tôi không biết ngài cũng ở đây, nếu biết ngài ở đây tôi sẽ lập tức biến mất. Đám đệ tử vừa chuẩn bị muốn ném ghế vào bảo vệ, thấy đại ca vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, chúng kinh ngạc đến há to miệng, cũng may cằm vẫn chưa rớt, chiếc ghế trên tay thì tuột tay rơi xuống. Tiếng vang lớn làm mọi người giật mình. Những người vây xem ở bên ngoài kinh ngạc đến mắt to mắt dẹt, không dám tin vào mắt mình. Là thật hay giả đây? Ai mà không biết lão tặc ở thành phố Lang hoành hành ngang ngược, ngạo mạn không chịu nổi, chưa từng chịu thua. Nghe nói có lần gã say rượu còn chống đối với Bí Thư Ngả, lúc ấy Bí Thư Ngả vô cùng tức giận nhưng cuối cùng cũng không làm gì được gã. Phó thị trưởng Hạ là phó thị trưởng thường trực vừa mới nhậm chức. Tại sao lão tặc lại sợ đến như vậy? Tên làm rớt ghế xuống đất cứ nghĩ lão tặc đang đóng kịch, liền tiến đến. Đại ca, còn phá bệnh viện nữa không? Phá cái đầu của mày đó. Cút đi. Lão tặc giơ chân lên, đá tên tiểu tử ra xa, còn tức giận dặn dò đám đệ tử. Giúp tao massage cho nó vài cái, mẹ nó, thật không biết nhìn. Quay người sang đám đệ tử phất phất tay. Giải tán đi. Muốn phó thị trưởng Hạ nhớ kỹ bọn bay hay sao? Cút ra xa một chút, sau này phó thị trưởng Hạ đi đến đâu đều lập tức nhường đường, nghe rõ chưa? Mọi người lập tức giải tán. Lão tặc thực sự là sợ Hạ Tưởng. Cả đời gã chém chém giết giết tuy không nhiều như xã hội đen trong phim ảnh, nhưng đào mộ, gõ cửa quả phụ, trêu ghẹo bạn gái người khác, ức hiếp người thật thà v.v. Những việc xấu như vậy gã đã làm không ít, cũng vì ỷ vào người đông thế mạnh. Có người chống lưng, bản thân gã không biết đánh đấm, gan lại nhỏ nhưng ai ai cũng sợ gã, dần ra tự cho là lão tử đây là người thống trị thiên hạ. Không ngờ trước đó vài ngày đã được gặp Hạ Tưởng, không những đã cho gã biết thế nào là công phu quyền cước, còn cho gã biết được thế nào gọi là ra đòn chuẩn xác, cái gì gọi là hiểm độc. Lúc đó suýt chút nữa là gã bị siết chết, mà lúc ấy Hạ Tưởng tay cầm khóa vô lăng một chọi 10, không chút sợ hãi khi bị bao vây mà còn rất bình tĩnh đánh trả. Đánh bị thương không ít người, liền để lại cho gã một cảnh tượng suốt đời khó mà quên được.
sau mới biết có vài tên bị đánh gãy tay nhưng không nghiêm trọng, sau này sẽ khỏi. Nhưng theo bác sĩ cho biết, thủ pháp rất chuyên nghiệp, có biết một chút về võ thuật, đánh rất chính xác, sử dụng đòn thốn kính. Một người biết công phu sẽ không khiến cho lão tặc sợ hãi nhưng một người biết công phu lại mang vẻ điềm tĩnh, hơn nữa còn có bộ mặt tàn nhẫn lạnh lùng thì sẽ khiến gã cảm thấy sởn cả gai óc. Hơn nữa người này không những còn trẻ mà còn có thân phận là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lang, phó thị trưởng thường trực, tổng hợp lại khiến cho lão tặc lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong mắt của lão tặc, tất cả quan lớn đều sợ gì nhất? Sợ nhất là chết, người càng có quyền thế thì càng tham sống, cho nên lôi kéo một số quan lớn nếu dùng thủ đoạn bình thường không được thì dùng vũ lực để uy hiếp, 100% sẽ thành công. Nga Ni Trần có thể kiêu căng ngập trời ở thành phố Lang không chỉ vì nhiều tiền thế lớn, còn bởi vì ông ta dùng bất cứ những thủ đoạn tồi tệ, chẳng những âm thầm nắm giữ bí mật đời tư của không ít quan lớn trong thành ủy, mà còn nắm trong tay một đám đệ tử trung thành, có thể dùng những thủ đoạn không hợp pháp bất cứ lúc nào. Lão tặc đã sống 30 mấy năm, đã lăn lộn gần 20 năm, đã gặp được vô số quan lớn, Hạ Tưởng là một phó giám đốc sở đầu tiên khi đối mặt trước sự tấn công mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Những cán bộ khác, đừng nói là bị vây đánh, lão tặc còn nhớ có lần âm thầm uy hiếp một vị ủy viên thường vụ thành ủy, một nhân vật thường ngày rất oai phong suýt chút nữa là sợ đến tè ra quần. Hạ Tưởng, lần đầu đối mặt liền cua tay với tư thế xoay vô lăng tạo cho lão tặc một áp lực tâm lý, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi. Hơn nữa Nga Ni Trần đã dặn dò phải đối đãi lịch thiệp với Hạ Tưởng hết mức có thể, hai bên kết hợp lại, lão tặc vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện lập tức lộ ra vẻ sợ sệt. Lần đầu tiên trong đời lại phục một người ngoài Nga Ni Trần ra, và lại còn tâm phục khẩu phục. Bởi vì trên cổ của gã còn chút đau, thật hối hận vì hôm nay sao tự nhiên lại đeo sợi dây chuyền vàng. Lão tặc, thì ra là ông. Vẻ mặt Hạ Tưởng như lúc cười lúc không. Tôi nói rồi, nếu là người khác cũng không oai phong như vậy. Bình thường ông ức hiếp những người bình thường là được rồi, ngay cả bệnh nhân cũng ức hiếp thì thật là mất mặt. Chương 786, gặp mặt. Thắng thua ngang nhau. Hạ Tưởng càng bình tĩnh hòa nhã nói, thì trong lòng lão tặc càng thiếu tự tin. Lão tặc biết được lý lịch của người khác, còn về Hạ Tưởng thì gã không biết rõ nhưng có một điểm lại biết rất rõ là một khi nổi giận Hạ Tưởng sẽ là một người hiểm độc, hơn nữa khi đã hiểm độc cũng sẽ khiến cho gã càng kinh hãi. Hạ Tưởng và Nga Ni Trần có chút giống nhau. Phó thị trưởng Hạ, tôi cũng không biết bệnh nhân có quan hệ với ngài. Nếu biết thì nhất định sẽ không đối xử thô lỗ như vậy, đúng không? Mong ngài là người lớn có lòng đại lượng, đừng chấp nhặt kẻ kém hiểu biết như tôi. Bệnh nhân sẽ lập tức được đưa lên phòng săn sóc đặc biệt, tất cả chi phí để tôi lo, ngài xem thế có được không? Lão tặc hạ thấp thái độ, khuôn mặt tươi cười, cúi người với thái độ cung kính, khiến Bùi Quốc Đống vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông ấy thấy qua thái độ của lão tặc đối với Cổ Hướng Quốc. Kể cả cúi xuống cũng không, bây giờ sao lại khom lưng cúi người với vẻ mặt tươi cười. Hạ Tưởng còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy trên lầu vọng xuống một giọng nói có chút khàn khàn nhưng rất uy nghiêm. Lão tặc, mày to gan quá đó, chuyện lớn như vậy làm gì tới phiên mày quyết định. Lão tặc lập tức biến đổi sắc mặt, trong lòng Hạ Tưởng cũng cả kinh, trực giác nói cho hắn biết người đó chính là Nga Ni Trần. Khi lão tặc đang ăn năn nhận lỗi và khúm núm xin Hạ Tưởng tha thứ thì đừng nói Lý Tài Nguyên kinh ngạc đến chết lặng, ngay cả Thang Hóa Lai cũng há hốc mồm, kinh ngạc đến không biết nguyên do vì sao. Lý Tài Nguyên đương nhiên biết lão tặc là trợ thủ đắc lực của Nga Ni Trần, rất được Nga Ni Trần tín nhiệm, gã gần như là hóa thân của Nga Ni Trần, chỉ cần gã ra mặt thì trên cơ bản có thể đại diện cho Nga Ni Trần ra mặt. Nếu lão tặc đối với Hạ Tưởng cung kính lại mang thái độ khách sáo thì cũng không làm cho Lý Tài Nguyên kinh ngạc. Nhưng trong thái độ cung kính của lão tặc lại có chút sợ hãi, thậm chí còn ăn nói rất khép nép, khiến cho anh ta không dám tin vào sự thật ở trước mắt. Ở thành phố Lang lão tặc chỉ có thái độ khách sáo đối với Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, khi gặp các ủy viên thường vụ thành ủy khác cũng có khách sáo, nhưng nhìn vào thì biết ngay là giả tạo. Nhưng bây giờ, người mù cũng có thể thấy thái độ cung kính khách khí của lão tặc đối với Hạ Tưởng không có chút gì là giả bộ. Phó thị trưởng Hạ quá lợi hại. Mới đến thành phố Lang mấy ngày, làm sao lại làm cho lão tặc chịu thua? Thang Hóa Lai kinh ngạc không phải vì lão tặc cung kính với Hạ Tưởng mà anh ta nhìn thoáng qua đã nhận thấy ánh mắt của lão tặc lóe sáng, đầu toát mồ hôi, rõ ràng là sợ Hạ Tưởng như gặp hổ, làm sao có thể? Lão tặc lại sợ Hạ Tưởng đến như vậy,
trên đầu của phó thị trưởng Hạ đâu có sừng, phía sau cũng chẳng có cánh, tại sao trong mắt lão tặc lại như đang gặp phải một con vật đáng sợ? Thang Hóa Lai suy nghĩ trăm lần cũng không có câu trả lời, trong mắt của anh ta sương mù trên người Hạ Tưởng càng ngày càng nhiều, theo bản năng có chút lung lay, phó thị trưởng Hạ có lai lịch lại có mánh khóe, nói không chừng sẽ mở ra một phương trời mới ở thành phố Lang, hay là, nên chăng dựa dẫm phó thị trưởng Hạ. Anh ta lập tức phủ định ý nghĩ của mình, không được, chờ xem đã. Đám đông vây xem bên ngoài thấy cảnh tượng vừa rồi cũng rất kinh ngạc, ai cũng tranh nhau hỏi thăm xem Hạ Tưởng là ai, đến khi nghe được là phó thị trưởng thường trực vừa mới nhậm chức thì mọi người đều như bừng tỉnh lại, đồng thời dì tai nhau giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần nhất định sẽ có xung đột lớn. Tiếng nói của Nga Ni Trần từ trên lầu vọng xuống, lão tặc cũng không kịp nói một tiếng với Hạ Tưởng, quay người đi lên lầu. Một lát sau, từ trên lầu có vài người đi xuống, người đi đầu có dáng người cao lớn uy vũ, nhưng gương mặt trắng nõn, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng chăm sóc chắc rất kỹ, nhìn thoáng qua cứ như chỉ ngoài 40, hơn nữa còn có bộ mặt có tướng làm quan, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo đường đường. Hạ Tưởng mặc dù chưa từng gặp Nga Ni Trần, nhưng từ tướng mạo của ông ấy và mặt lị có chút giống nhau thì có thể đoán được ông ấy chính là Nga Ni Trần, người có tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Lang. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt Nga Ni Trần lại ở trong bệnh viện. Song điều khiến cho Hạ Tưởng không ngờ là, không chỉ một mình Nga Ni Trần bước xuống, bên cạnh ông ta còn có một người đi theo, tai to mặt rộng, tướng mạo uy vũ, nếu nói sự uy vũ của y không bằng Nga Ni Trần thì dáng người có gầy hơn Nga Ni Trần một chút, và cũng thấp hơn một chút, quan trọng là, đôi mắt của Nga Ni Trần u ám, còn đôi mắt của y là lạnh lùng. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn thoáng qua cũng giống như hai anh em. Nga Ni Trần đi đằng trước, khi ông ấy từ trên lầu bước xuống, bước chân chậm rãi. Từ lúc ông ấy lộ diện, tất cả mọi người đều nín thở, không nói một lời, hơn nữa bước đi của ông ấy rất nhẹ, tuy nhẹ nhưng mỗi một bước đi như nặng ngàn cân, gõ mạnh vào lòng mỗi người. Ngay cả những người bên ngoài đứng xem cũng lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có đứa trẻ sợ đến phát khóc, liền bị cha mẹ bịt miệng lại. Oai phong của Nga Ni Trần là như thế. Hạ Tưởng không quen biết người theo sau Nga Ni Trần, người đó vừa thấy Hạ Tưởng lập tức nheo mắt lại, hơi tỏ ra vẻ phẫn nộ và bất an. Ông ta cố ý bước chậm lại, đi phía sau Nga Ni Trần, ánh mắt cứ nhìn Hạ Tưởng chằm chằm, sắc mặt thay đổi vài lần, không biết đang nghĩ gì. Nếu Hạ Tưởng biết ông ta là ai, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nga Ni Trần bước đi điềm đạm, tiến đến trước mặt Hạ Tưởng, sụ mặt xuống nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu, không nói một lời. Nga Ni Trần không nói chuyện, Hạ Tưởng cũng không nói, vẻ mặt như có lúc cười lúc không, cũng nhìn chằm chằm Nga Ni Trần, hai người mặt đối mặt cách xa không đến hai thước. Hai người không nói chuyện, những người xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ, im đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Chỉ chưa đến mấy chục giây, không ít người cảm thấy lâu như cả một ngày trời, bởi vì Hạ Tưởng và Nga Ni Trần không nói gì nhưng đã đem lại cho những người xung quanh một áp lực rất lớn. Cuối cùng, chỉ nghe Nga Ni Trần cười ha hả, mở miệng trước. Tôi đã sớm nghe con gái cưng của tôi nói phó thị trưởng Hạ tài năng xuất chúng, không những có tài như Tống Ngọc mà còn có dáng mạo của Phan An, tôi cũng không tin, chỉ nghĩ rằng con bé không tinh mắt, hôm nay được tận mắt thấy, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Phó thị trưởng Hạ, kẻ hèn tôi đây là Trần Kha, biệt danh là Nga Ni Trần. Tuy Nga Ni Trần mở miệng trước, giống như đã thua một chiêu, nhưng khi ông ấy tự giới thiệu xong, vẻ mặt tươi cười đưa tay về phía Hạ Tưởng. Nói chung, với cấp bậc của Hạ Tưởng, ngoài việc gặp mặt lãnh đạo cấp trên phải chờ lãnh đạo đưa tay ra trước thì các chủ tịch xí nghiệp, có tài sản hùng hậu trong thành phố cũng phải chờ hắn đưa tay ra trước mới dám bắt tay. Phép tắc trong quan trường là vậy, quan cao hơn một bậc thì chủ động đưa tay ra trước. Mà lúc này Nga Ni Trần cố ý đưa tay trước, hiển nhiên có ý tự cho mình có thân phận cao hơn Hạ Tưởng một bậc. Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Lý Tài Nguyên ngây cả người, Thang Hóa Lai cũng đứng ngây ra, hai người đều nhớ rõ, Nga Ni Trần đã từng dùng cách đưa tay ra bắt tay trước để thử qua các ủy viên thường vụ thành ủy, mặc cho lúc đó mấy người họ có bắt tay với ông ta hay không, cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật là sau này sẽ trở thành kẻ bị động bắt tay khi gặp ông ta. Giờ đây, Nga Ni Trần cũng giở trò cũ, cũng muốn khiêu chiến với Hạ Tưởng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem Hạ Tưởng rốt cuộc phải làm thế nào. Bắt tay hay là không bắt? Nếu bắt tay thì tương đương với việc chịu thua một chiêu. Không bắt thì tương đương với việc giáp mặt cự tuyệt thiện ý của Nga Ni Trần,
nói không chừng sẽ khiến Nga Ni Trần thẹn quá thành giận. Đúng là tình huống nan giải. Hạ Tưởng ngây người trong chốc lát, hắn đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Nga Ni Trần, mở miệng trước như là đã nhượng bộ một bước, sau đó lại chủ động đưa tay bắt tay với hắn, lại tỏ vẻ cao quý, hư hư thực thực, lần đầu gặp mặt lại ở trước công chúng như vậy, hắn không thể không thừa nhận con người của Nga Ni Trần có tâm địa sâu không lường trước được. Tuy nhiên Hạ Tưởng chỉ trần trừ một lát, thậm chí những người ở ngoài nhìn vào hầu như không chút do dự, đưa tay phải ra nắm chặt lấy tay phải của Nga Ni Trần. Hóa ra là Chủ tịch Trần, ha ha, nghe danh Chủ tịch Trần đã lâu không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện. Hân hạnh, hân hạnh. Hạ Tưởng chấp nhận sự thật Nga Ni Trần có thế mạnh hơn sao? Không chỉ Lý Tài Nguyên quay đầu đi mà ngay cả Thang Hóa Lai cũng âm thầm lắc đầu, lại có một ủy viên thường vụ thành ủy nữa sắp bị Nga Ni Trần dụ dỗ hoặc đồng hóa. Còn tưởng rằng Phó Thị trưởng Hạ rất có cá tính lại có bản lĩnh, không ngờ cuối cùng cũng bị sự hùng mạnh của Nga Ni Trần hù dọa. Nga Ni Trần cười ha hả, cười rất thỏa mãn sảng khoái. Thật là vinh hạnh hiếm có. Hơn nữa tôi vừa nghe nói có một chuyện hiểu lầm nho nhỏ. Vừa nãy ai đã chọc giận Phó Thị trưởng Hạ, nói cho tôi biết, tôi sẽ phê bình họ. Hạ Tưởng không phải là người thừa cơ hội tố cáo, cũng không kém hiểu biết như đám tiểu lâu la của Nga Ni Trần, liền xua tay nói. Không có chuyện gì, nếu là hiểu lầm thì cho nó qua đi. Trong lúc Hạ Tưởng nói chuyện với Nga Ni Trần, hắn hơi sửng sốt, bởi vì hắn để ý thấy người đi theo Nga Ni Trần xuống lầu không xuống đại sảnh mà đứng ngay giữa cầu thang không chịu xuống, không xuống thì thôi hắn cũng không có ý nghĩ muốn biết người đó là ai. Nhưng lạ là, người này cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt và thái độ hình như là có quen biết hắn. Trong ấn tượng của hắn thì không quen biết người này. Nga Ni Trần cũng không có ý muốn giới thiệu người này, ông ta cũng chú ý được Hạ Tưởng đang đưa mắt nhìn người đồng hành phía sau ông ta làm bộ không thấy, cũng không nói ra, nhưng lại nói. Bệnh nhân này có quan hệ gì với Phó Thị trưởng Hạ? Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Là tôi nhờ viện trưởng Bùi cho người này nhập viện, nhưng thật không may lại bị người khác đuổi ra. Nga Ni Trần giả vờ giận nói. Lão Tặc, ngươi làm việc thế nào vậy? Trước khi đuổi người ta tại sao không hỏi có quan hệ với ai? Là người của Phó Thị trưởng Hạ mà ngươi cũng dám đuổi, ngươi thật không biết suy nghĩ. Nhớ cho kỹ, sau này chỉ cần là việc của Phó Thị trưởng Hạ, tất cả đều làm theo, có biết không? Lão Tặc đã theo Nga Ni Trần nhiều năm, Nga Ni Trần đang giận hay đóng kịch làm sao gã lại không biết, vội chạy tới, vẻ mặt tươi cười. Dạ, dạ, Chủ tịch Trần, lúc nãy em đã xin lỗi Phó Thị trưởng Hạ, còn nói sẽ lo toàn bộ chi phí thuốc men. Không được. Nga Ni Trần quơ tay, cắt ngang lời của Lão Tặc. Không chỉ là lo toàn bộ chi phí thuốc men, còn phải phái người đến phụ trách bảo vệ bệnh nhân. Còn nữa, viện trưởng Bùi, bệnh nhân phải được chuyên gia hội chẩn, phải dùng loại thuốc tốt nhất, đừng lo tốn tiền, toàn bộ chi phí tính cho công ty Trác Việt, cho dù dùng hết tất cả nhân lực toàn bệnh viện cũng phải cứu chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh. Bùi Quốc Đống chỉ còn biết gật đầu, tình thế trước mắt ông ta không nói được gì, ông ta cũng biết giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần đang so chiêu, chỉ cần không bị tai bay vạ gió thì nói gì cũng được. Nga Ni Trần chỉ bảo xong, như trở thành người trọng tâm của cả khu đại sảnh, hoàn toàn che hẳn hào quang của Hạ Tưởng, trong lòng ông ta vô cùng đắc ý, chính là muốn Hạ Tưởng bị ông ta đàn áp. Sau đó ông ta còn hời hợt hỏi Hạ Tưởng. Phó Thị trưởng Hạ, sắp xếp như vậy, ngài có hài lòng không? Còn may ông ta ít nhiều cũng nể mặt Hạ Tưởng, dùng từ kính trọng. Tất cả mọi người cho rằng Nga Ni Trần trước kiêu căng sau cung kính là đã lấy được sĩ diện, vừa cho Hạ Tưởng có lối thoát, Hạ Tưởng sao lại không chấp nhận chứ? Không ngờ Hạ Tưởng lại cười ha hả, xua xua tay. Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Trần, thật ra tôi và đồng chí Lý Tài Nguyên đến đây là muốn chuyển viện cho bệnh nhân. Không nể mặt hay là thật sự muốn chuyển viện, Nga Ni Trần sửng sốt, không tin hỏi một câu. Không tin vào trình độ chữa trị ở thành phố Lang sao? Muốn chuyển đến thành phố Yến, không phải tôi nói khoác, Phó Thị trưởng Hạ, trình độ chữa trị ở thành phố Lang cũng không kém hơn thành phố Yến là bao. Nếu muốn chuyển viện thì chi bằng chuyển đến bệnh viện ở Bắc Kinh, rất may, tôi có người bạn ở Bắc Kinh sang, ông ấy sẽ giúp anh liên hệ với các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh tùy anh chọn lựa. Khi nói chuyện, ông ta dành hết mọi khí thế có thể nắm giữ được. Người cùng đi với Nga Ni Trần đến từ Bắc Kinh sao? Hạ Tưởng lại nhìn người ở phía sau thêm vài cái, trong lòng càng thêm nghi ngờ,
nhưng trước tiên phải ứng phó với Nga Ni Trần trước, hắn vừa cười vừa xua tay. Không dám làm phiền Chủ tịch Trần, bệnh nhân sẽ phải chuyển đến Bệnh viện Bắc Kinh nhưng tôi đã liên hệ với bệnh viện rồi. Sắc mặt của Nga Ni Trần không tốt lắm, ông ta tưởng rằng vừa rồi Hạ Tưởng bị động bắt tay là đã chấp nhận thế mạnh của ông ta. Không ngờ, Hạ Tưởng còn có chiêu khác khiến cho ước muốn tiến một bước để chiếm ưu thế của ông ta tan vỡ, trong lòng không khỏi buồn bực nhưng cũng tự trấn tĩnh hỏi một câu. Không biết Phó Thị trưởng Hạ muốn sắp xếp cho bệnh nhân đến bệnh viện nào? Ở Bắc Kinh không phải bệnh viện nào cũng tốt. Tổng chính. Hạ Tưởng chỉ nói ngắn gọn một câu, cố tình gọi điện thoại trước mặt Nga Ni Trần, còn ra hiệu với Nga Ni Trần. Xin Chủ tịch Trần chờ một chút, tôi phải gọi điện qua bên Bắc Kinh. Nga Ni Trần mỉm cười gật đầu, trong lòng rất không vui, rõ ràng Hạ Tưởng muốn cự tuyệt ý tốt của ông ta trước, sau đó cố tình bỏ mặc ông ta. Rốt cuộc đã quá coi thường hắn, nghĩ hắn còn trẻ dễ hiếp đáp, không ngờ hắn cũng có không ít thủ đoạn, hơn nữa tiến bước mà không chút hoang mang, quả nhiên là một người trẻ tuổi khó đối phó. Hạ Tưởng đã gọi được, giọng nói của hắn không lớn, nhưng đủ để Nga Ni Trần nghe rõ. Lão cổ, tôi là Hạ Tưởng, tôi sẽ kêu người hộ tống bệnh nhân qua đó, hay là ông cho người đến đón? Thực ra Hạ Tưởng cũng không nói trước là đưa Thẩm Nhạc Tuyết qua Bệnh viện Bắc Kinh trị bệnh. Chỉ là ý nghĩ tức thời, quyết định chuyển Thẩm Nhạc Tuyết đến Bắc Kinh, để lão cổ chăm sóc vừa an toàn lại ổn thỏa, hơn nữa điều kiện chữa trị tốt hơn ở thành phố Lang rất nhiều. Lý Tài Nguyên không nói nên lời, nắm chặt tay người vợ đang hôn mê, nước mắt chảy dài. Lão cổ tuy không được Hạ Tưởng cho ám chỉ từ trước nhưng Hạ Tưởng đột nhiên gọi đến bảo ông ta đón người, ông ta không cần suy nghĩ cũng biết Hạ Tưởng có ý muốn mượn thế lực của mình, liền nói. Tôi sẽ cho người đến đón. Ở bệnh viện nào của thành phố Lang vậy? Dùng trực thăng hay là xe quân đội? Bệnh viện nhân dân thành phố. Dùng xe quân đội đến đón là được rồi, Bắc Kinh cách thành phố Lang không xa, trực thăng cũng không nhanh được bao nhiêu. Hạ Tưởng thấy lão cổ cũng phối hợp rất ăn ý với màn kịch của hắn, trong lòng vui mừng, nhưng tuy giả mà lại thật, không phải chỉ nói suông. Bố trí một phòng bệnh đặc biệt không vấn đề gì chứ? Bệnh tình của bệnh nhân hơi đặc biệt. Lão cổ nghe ra là thật, liền nói. Không thành vấn đề, trong vòng một tiếng sẽ đến bệnh viện nhân dân. Buông điện thoại xuống, Hạ Tưởng tỏ ra áy náy cười với Nga Ni Trần. Thật ngại quá Chủ tịch Trần, lát nữa bên Bắc Kinh sẽ cho người đến đón, ý tốt của ngài, tôi xin thay mặt cho Lý Tài Nguyên cảm ơn ngài. Ánh mắt Nga Ni Trần lóe lên, ông ta làm sao mà không hiểu Hạ Tưởng mượn việc đưa bệnh nhân đến Bắc Kinh là cho ông ta thấy được một sự thật chính là ở Bắc Kinh Hạ Tưởng cũng có nhiều mạng lưới quan hệ, cho dù ông ta có hô mưa gọi gió ở thành phố Lang cũng không cản được Hạ Tưởng đưa bệnh nhân đến Bắc Kinh. Nga Ni Trần không cam tâm, hôm nay là cơ hội hiếm có để thử Hạ Tưởng, lần đầu tiên so chiêu rất quan trọng, liên quan đến việc ông ta và Hạ Tưởng ai có thể chiếm được quyền chủ động và ưu thế lớn. Nếu Phó Thị trưởng Hạ đã sớm có sắp đặt thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nga Ni Trần phóng khoáng xua tay, một bộ mặt hoàn toàn không thèm để ý. Vậy bây giờ giữa chúng ta không còn hiểu lầm nữa, nhưng trước đây còn một chuyện chưa tính, hiếm khi có dịp gặp chi bằng hôm nay gặp mặt thì tính luôn. Hôm nay tôi mời khách, rất hân hạnh được mời Phó Thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng thấy Nga Ni Trần theo đuổi không ngừng, trong lòng nghĩ cũng nên ngồi lại với ông ta, liền nhận lời. Không dám, không dám, Chủ tịch Trần đã mở lời mời là vinh hạnh của tôi, nhưng còn thư ký của tôi Lý Tài Nguyên và Phó trưởng Ban Thư ký Thang Hóa Lai cũng phải cùng đi, Chủ tịch Trần không ngại có thêm người chứ. Hoan nghênh, Nga Ni Trần rất nể mặt, không một chút do dự, nếu bình thường với cấp bậc của Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai, ông ta chẳng thèm để tâm đến, chẳng có cơ hội ngồi chung bàn với ông ta. Hạ Tưởng giả vờ như nhớ tới, dùng tay chỉ Thẩm Nhạc Tuyết. Đúng rồi. Hẳn là Chủ tịch Trần biết cô ấy. Nếu không biết cô ấy thì chồng của cô ấy là Lý Tài Nguyên, hẳn là ngài có nghe nói qua. Sắc mặt Nga Ni Trần không thay đổi, ánh mắt cũng bình thường, liếc nhìn Thẩm Nhạc Tuyết một cái, lại quay sang nhìn Lý Tài Nguyên một hồi, sau đó lắc đầu. Thật sự là không biết hai vị này. Hạ Tưởng cũng không hỏi thêm, thấy biểu hiện của Nga Ni Trần không giống giả vờ, đương nhiên thật hay giả hắn không dám khẳng định, cũng có thể Nga Ni Trần không quen biết Thẩm Nhạc Tuyết. Nhưng nếu ông ta nói không một chút quen biết Lý Tài Nguyên thì Hạ Tưởng biết rõ ông ta đang nói dối. Một trò hề cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình, khiến cho đám người bên ngoài xem đến khiếp vía có thể thở phào nhẹ nhõm.
trong đám đông lại có một người không những không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại là hít một hơi lạnh, đó không phải ai khác chính là Lệnh Hồ Bách người vừa nãy đuổi theo sau Hạ Tưởng. Lệnh Hồ Bách lần đầu gặp Nga Ni Trần và Hạ Tưởng giao đấu với nhau, hai bên đều có thắng bại, cuối cùng lại có dấu hiệu bắt tay giảng hòa, trong lòng ông ta lo lắng, cũng không dám lộ mặt mà quay người trở vào xe đi thẳng đến thành ủy. Tin Hạ Tưởng và Nga Ni Trần cùng nhau đi ăn thật đáng kinh ngạc, ông ta muốn nói cho Ngả Thành Văn biết trước tiên. Hạ Tưởng cũng không biết Lệnh Hồ Bách đứng lẫn trong đám đông, hắn cùng Nga Ni Trần đi đến nhà hàng Caesar, sau khi vào một căn phòng sang trọng thì mới nghĩ ra không thấy người vừa nãy cùng Nga Ni Trần đi xuống lầu, càng nghĩ càng cảm thấy người đó rất có can hệ với hắn. Đang lúc nghi ngờ thì Nga Ni Trần từ ngoài bước vào, người đi theo bên cạnh đúng là người lúc nãy. Nga Ni Trần vừa vào phòng liền cười ha hả. Phó thị trưởng Hạ, tôi muốn giới thiệu với ngài một người bạn xưa. Chương 787, đàm phán, ưu tiên lợi ích. Bạn xưa. Hạ Tưởng đứng lên, nhìn thấy người đi bên cạnh Nga Ni Trần nở một nụ cười hàm xúc trên mặt, thật sự không nghĩ ra hắn quen biết người bạn xưa này ở Bắc Kinh khi nào. Nga Ni Trần đưa tay ra mời mọi người ngồi xuống, ông ta do dự một chút rồi mời Hạ Tưởng ngồi ở vị trí chủ tọa. Buổi so chiêu ngày hôm nay, ngoài mặt mỗi người đều có thắng có thua nhưng thật ra ông ta biết, trên thực tế ông ta không chiếm được lợi thế. Ông ta chú trọng vào chi tiết và nghi thức xã giao, còn Hạ Tưởng tuy đã nhượng bộ trong lễ tiết nhưng trong chuyện đại sự đã làm ông ta bẻ mặt. Hạ Tưởng thật không dễ gần, điểm mấu chốt là hắn bình tĩnh đến đáng sợ, bất cứ trong trường hợp nào hắn hầu như không phạm sai lầm nào. Lần trước Hạ Tưởng giao chiến với đám người của Lão Tặc ở trên đường, sau đó Lão Tặc có nhắc tới sự anh dũng và vẻ bình tĩnh của Hạ Tưởng, ông ta cũng không mấy tin, cho rằng Lão Tặc vì để thoát tội nên mới nói khoác như vậy. Hôm nay lần đầu gặp mặt và so chiêu, cuối cùng đã cho ông ta thấy được khía cạnh tùy cơ ứng biến của Hạ Tưởng, cũng khiến cho ông ta thầm khâm phục. Cả đời Nga Ni Trần lăn lộn giữa hai bên đen trắng, người như thế nào cũng đều gặp qua. Hạ Tưởng không phải là người trẻ tuổi có tài cán nhất trong số những người trẻ tuổi mà ông ta đã từng gặp, nhưng lại là người điềm đạm và có đầu óc nhất. Đối thủ như thế nào là đáng sợ nhất? Không phải là một đối thủ hùng mạnh đến không thể bì kịp. Cũng không phải là đối thủ nham hiểm và tham lam, mà là đối thủ không để ông ta tìm thấy khuyết điểm. Người không có khuyết điểm thì sẽ không tìm được cách đánh bại hay thu phục họ, điều đó mới khiến cho người khác ăn ngủ không yên. Suy cho cùng Hạ Tưởng có khuyết điểm hay không Nga Ni Trần không dám khẳng định, ít ra trong lần đầu đối mặt ông ta cảm thấy Hạ Tưởng chín chắn và có sách lược hơn so với tưởng tượng của ông ta. Hôm nay cùng nhau ngồi ăn cơm, quen biết nhau một chút cũng tốt. Tục ngữ có câu, sàng thưởng thức nữ nhân, tử trác thức nam nhân, quen biết phụ nữ trên giường, quen biết đàn ông trên bàn rượu, muốn xem phẩm chất của một người phải xem phẩm chất sau khi uống rượu của họ, hơn nữa để xem hôm nay sau khi uống say Hạ Tưởng sẽ có biểu hiện gì. Nhưng đối với việc người bạn từ Bắc Kinh đến tự xưng là bạn xưa của Hạ Tưởng thì khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng người bạn đó không nói gì, ông ta cũng không hỏi nhiều. Là người cùng nhau hợp tác. Tôn trọng chuyện đời tư của đối phương là điều kiện hàng đầu. Phó thị trưởng Hạ, bạn của Nga Ni Trần cười ha hả chủ động đưa tay ra, trong trường hợp riêng tư không quan trọng là ai chủ động, ai bị động, hắn bình tâm lại một chút rồi nở nụ cười có thành ý. Giữa tôi và anh đúng ra là quen biết với nhau đã lâu. Lần đầu khi tôi nghe thấy tên của anh còn là chủ tịch quận, sau lại là bí thư quận ủy, không ngờ bây giờ gặp mặt anh đã trở thành phó thị trưởng thường trực của thành phố Lang. Đúng lúc tôi đến thành phố Lang để khảo sát, giữa tôi và anh thật đúng là có duyên. Thì ra là, trong lòng Hạ Tưởng liền nghĩ đến một cái tên, làm sao lại là anh ta? Triệu Tiểu Phong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nông Khẩn Nhà nước. Nga Ni Trần đứng bên cạnh giới thiệu. Triệu Tiểu Phong, quả nhiên là Triệu Tiểu Phong, Hạ Tưởng hơi kinh ngạc, rồi liền hiểu ý cười, nắm chặt tay Triệu Tiểu Phong. Tôi đại diện Ủy ban Nhân dân Thành ủy. Hoan nghênh Chủ tịch Triệu đến thành phố Lang khảo sát, đầu tư. Triệu Tiểu Phong cũng nghe hiểu ngụ ý của Hạ Tưởng, thầm nghĩ Hạ Tưởng thật sự là người có tâm tư trong sáng, lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của y lúc nãy. Vừa nãy y có nhắc lại chuyện quận Hạ Mã là muốn ám chỉ lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Hạ Tưởng đã lướt qua không nhắc đến chuyện ở quận Hạ Mã. Mà dùng thân phận là một phó thị trưởng thường trực của thành phố Lang bày tỏ sự hoan nghênh y đã đến đây. Rõ ràng là muốn nói trước khác nay khác, mọi sự đấu tranh ở quận Hạ Mã đã là quá khứ,
bây giờ đến thành phố Lang như mở ra một trang mới. Cho dù Hạ Tưởng không rõ mục đích của Triệu Tiểu Phong đến thành phố Lang là gì, nhưng trong sự kiện thương mại Trường Cơ, Triệu Tiểu Phong rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài cuộc, hoặc có thể nói, nhiều nhất chỉ là thân phận của một kẻ đầu cơ, hơn nữa cũng không trực tiếp tham dự, Hạ Tưởng cũng có chút định kiến với y nhưng không có thành kiến. Hai người bắt tay, nhiệt tình hàn huyên mấy câu như có ý xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết, muốn xóa bỏ mọi ngăn cách giữa hai người thật không dễ, trừ phi không có bất cứ nhu cầu lợi ích nào. Hạ Tưởng thấy sắc mặt Nga Ni Trần hơi lộ vẻ ngờ vực, liền biết Triệu Tiểu Phong đã không nói chuyện ân oán giữa hai người cho Nga Ni Trần biết. Như vậy xem ra quan hệ giữa Nga Ni Trần và Triệu Tiểu Phong cũng không thân thiết cho lắm. Gian phòng vô cùng xa hoa, chùm đèn thủy tinh trên đầu ít nhất cũng đáng giá cả triệu trở lên, đâu đâu thể hiện vẻ tinh xảo phi phàm, theo con mắt nhận định của Hạ Tưởng, chỉ riêng khoản trang hoàng không dưới 10 triệu. Nga Ni Trần quả nhiên có khí phách, đương nhiên xem ra đây là căn phòng xa hoa nhất khách sạn Caesar, chuyên dùng để tiếp đãi những khách VIP. Có thể được Nga Ni Trần xem là thượng khách, Hạ Tưởng cũng không có cảm giác lâng lâng. Muốn bắt con cá phải thả con tôm, Nga Ni Trần nhiều lần thể hiện thiện ý để lôi kéo, nhất định có ý nghĩa sâu xa, người làm ăn không làm nhưng việc vô ích, cũng giống như trong chính trị, đồng minh không có giá trị thì không phải là đồng minh. Chiếc bàn tròn rất lớn, năm người cùng ngồi cảm thấy rất trống. Hạ Tưởng, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai cùng ngồi chung, Triệu Tiểu Phong và Nga Ni Trần thì ngồi một bên, chủ yếu chỉ có ba người Hạ Tưởng, Nga Ni Trần và Triệu Tiểu Phong cùng nói chuyện, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai không dám xen vào. Những vị ngồi ở đây ai cũng đều có chức vụ kinh người, thật sự không tới phiên họ nói chuyện. Lý Tài Nguyên không có ý nghĩ gì, chỉ là thỉnh thoảng quay sang nhìn Nga Ni Trần với ánh mắt có chút phẫn nộ và không cam tâm. Thang Hóa Lai lại không thèm quan tâm, tỏ vẻ là người ngoài cuộc nhưng trong lòng của anh ta vô cùng bất an, bởi vì anh ta càng ngày càng cảm thấy Hạ Tưởng lợi hại hơn mình nghĩ rất nhiều. Cùng ngồi với Nga Ni Trần chuyện trò cười đùa, không những không có chút sụt rè mà còn nói đông nói tây. Nói đến chuyện phong thổ dân tình còn trò chuyện rất vui vẻ, khiến cho Thang Hóa Lai càng không hiểu được con người Hạ Tưởng. Đồ ăn đã dọn ra, đồ ăn thì không cần phải nói, tinh xảo, xa hoa, không những yêu cầu phải ngon mà phải là loại mắc nhất, rượu cũng phải là rượu Mao Đài lâu năm, không cần ngon, chỉ cần có tên tuổi. Sau đó bắt đầu mời rượu lần lượt luân phiên, sau ba lượt thì không khí lại càng náo nhiệt. Không biết Triệu Tiểu Phong có thật là đã uống quá chén hay không còn cố ý mượn cớ thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, sắc mặt ửng đỏ mời rượu Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, giữa tôi và anh cũng xem như là không đánh thì không quen biết nhau. Tuy nhiên đánh thì đánh nhưng chỉ là gián tiếp thôi, tôi thừa nhận, tôi đã thua, thua đến mất mặt. Nga Ni Trần giật mình kinh hãi, ông ta và Triệu Tiểu Phong không thực sự quen thân nhưng cũng biết Triệu Tiểu Phong là con của ai. Càng hiểu rõ tính cách ngạo mạn của Triệu Tiểu Phong là không phục người khác. Không ngờ vừa mở miệng đã nói chịu thua Hạ Tưởng khiến cho ông ta thấy buồn bực trong lòng, giữa Triệu Tiểu Phong và Hạ Tưởng rốt cuộc đã có xích mích gì. Cũng may, Triệu Tiểu Phong không làm Nga Ni Trần thất vọng, bởi vì sau đó y vỗ lên vai Nga Ni Trần mạnh miệng nói. Chủ tịch Trần, ông không biết là trước khi tôi và Hạ Tưởng chưa quen biết nhau đã là đối thủ rồi. Thật ra Triệu Tiểu Phong chẳng say chút nào. Bởi vì khi y kể lại việc giữa y và Hạ Tưởng làm sao trở thành đối thủ và nói về quá trình đấu tranh gay gắt giữa Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã, y chỉ nói những điều cần nói và còn che giấu việc Phó Tiên Phong đã có tác dụng quan trọng bên trong. Chỉ đơn thuần nói thành việc Hạ Tưởng dùng những chiến thuật kinh doanh để cản trở sự thành công của đám người đầu cơ nhà đất, khiến Nguyên Minh Lương thất bại thảm hại, chật vật chạy khỏi quận Hạ Mã. Đương nhiên, còn nhấn mạnh chiến thuật của Hạ Tưởng đã khiến Nguyên Minh Lượng tổn thất hết 4 tỷ tệ. Trong thời gian Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy ở quận Hạ Mã, quả thật đã làm không ít chuyện đại sự, Nga Ni Trần cũng biết rõ, bên ngoài có không ít người thông qua tin tức và những cửa ngõ khác mà biết một phần. Nhưng cụ thể thương mại Trường Cơ ở quận Hạ Mã đã đóng một vai đáng xấu hổ gì. Và những cuộc đấu tranh không khói lửa thì những người ngoài cuộc cũng không rõ, cho dù có nghe qua cũng chỉ biết một phần nào đó thôi. Dù sao, toàn bộ sự việc vẫn được khống chế trong phạm vi quận Hạ Mã. Trong đó liên quan đến rất nhiều bí mật kinh doanh, Hạ Tưởng là một người thắng cuộc nên không tiết lộ ra bên ngoài, kẻ thất bại là Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng càng không dám nói nửa lời. Chuyện mất mặt như vậy ai cũng sẽ không chịu chủ động nhắc đến. Hôm nay, ở trên bàn rượu Triệu Tiểu Phong đã mượn việc say rượu để tiết lộ ra, rốt cuộc là có dụng ý gì?
Hạ Tưởng cũng không dám kết luận, nhưng có một điều hắn rất rõ, hành động này của Triệu Tiểu Phong đã chứng minh quan hệ giữa y và Phó Tiên Phong đã rạn nứt. Đương nhiên Triệu Tiểu Phong là người thông minh, tiết lộ ra chuyện lớn như vậy nhất định là có ý đồ khác, cụ thể là y muốn đạt được cái gì. Hạ Tưởng không buồn suy đoán, nhất định sẽ có một ngày Triệu Tiểu Phong sẽ chủ động nói cho hắn biết. Lý Tài Nguyên chỉ cúi đầu xuống ăn, lúc Triệu Tiểu Phong nói đến chuyện của thương mại trường cơ anh ta nghe rất chú tâm, đũa cũng ngừng gắp, mở to mắt giống như bị đứng hình, không hề cử động, nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt anh ta, hình tượng của Hạ Tưởng bỗng chốc được nhấc bỗng lên cao, phải ngước đầu lên mới nhìn thấy. So với lòng kính nể của Lý Tài Nguyên thì sự kinh ngạc của Thang Hóa Lai không thể dùng lời nói để diễn tả, anh ta cứ nghĩ Hạ Tưởng làm nên thành tích ở quận Hạ Mã chỉ vì hắn có mạng lưới quan hệ ở thành phố Yến, dù bản thân hắn có năng lực thì cũng chỉ có hạn. Không ngờ lời nói của Triệu Tiểu Phong đã tiết lộ một bí mật đáng kinh ngạc đến vậy, Hạ Tưởng lại có bản lĩnh kinh ngạc đến vậy, đã hoàn thành sự tấn công của 13 tỷ vốn đầu tư, và thành công tiệt lưu 4 tỷ tệ. Trong chính trị có thể có sự hỗ trợ nhưng sự công kích trong kinh doanh hoàn toàn phải dựa vào con mắt tinh trường và đầu óc kinh doanh, đây là sự thật 100%. Phó thị trưởng Hạ Chân Nhân bất lộ tướng, chưa đến 30 tuổi đã thành công đẩy lùi 13 tỷ vốn lưu động, mặc kệ hắn đã dùng thủ đoạn gì, trong mắt Thang Hóa Lai hắn là một thiên tài kinh doanh đáng được khâm phục nhất. Nếu nói sự kinh ngạc và lòng khâm phục của Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai chỉ do kính nể Hạ Tưởng do có thân phận là một cán bộ viên chức lại có đầu óc kinh doanh xuất sắc, thì sự kinh ngạc của Nga Ni Trần là do thán phục và kính nể việc Hạ Tưởng từng nếm trải. Đúng vậy, lần đầu tiên ông ấy không thể cầm lòng mà nảy sinh lòng kính nể Hạ Tưởng. Nga Ni Trần lăn lộn giữa hai giới đen trắng, phấn đấu hết mấy chục năm, gây dựng được đế quốc thương mại khổng lồ, hiện tại tài sản của ông ta không quá 20 tỷ. Đương nhiên ông ta còn chưa đưa lên sàn chứng khoán, một khi đã đưa lên sàn chứng khoán nếu vận hành tốt giá trị sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần là lẽ đương nhiên. Nga Ni Trần tuy có sức ảnh hưởng chính trị, cũng có nhiều thủ đoạn trái phép nhưng về bản chất ông ta vẫn là một thương nhân chủ yếu là kiếm tiền, cho nên ông ta hiểu sâu sắc khái niệm của 4 tỷ tệ là như thế nào. Những người không kiếm được nhiều tiền như vậy sẽ không biết được 4 tỷ tệ có thể làm được gì, hoặc có thể nói. Nếu để những nhà doanh nghiệp lớn kiếm số tiền đó thì phải mất vài năm mới có thể đạt được. Một số người càng không biết rằng thành phố Lang có rất nhiều xí nghiệp nhà nước quy mô lớn mang tiếng là doanh nghiệp trọng điểm, hoặc một số doanh nghiệp tư nhân đóng thuế cho nhà nước có hạn ngạch kinh doanh trong một năm mới chỉ vài trăm triệu tệ, hoặc một tỷ tệ, những doanh nghiệp đạt lợi nhuận trên một tỷ thì thật đáng nể. Hạ Tưởng thì tài thật, vừa ra tay đã giữ lại được 4 tỷ tệ của thương mại trường cơ. Tương đương với lợi nhuận trong 40 năm của một xí nghiệp lớn. Lạ thường biết bao. Ngay cả khách sạn Caesar mà ông ta luôn tự hào, mang danh tiếng là khách sạn sang trọng nhất thành phố Lang nhưng lợi nhuận mỗi năm cũng không quá 100 triệu tệ, 4 tỷ thì phải cần lợi nhuận trong vòng một năm của 40 căn Caesar cộng lại. Hạ Tưởng khéo léo nhẹ nhàng đoạt được từ trong tay thương mại trường cơ, đúng là thiên tài. Là một thiên tài khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Nga Ni Trần đã mười mấy năm không thất thố rồi, hôm nay ông ta đã thất thố, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn cũng không biết, chỉ ngờ vực mà liên tục hỏi Triệu Tiểu Phong cùng một câu hỏi. Chủ tịch Triệu, anh nói thật chứ? Không phải do say mới nói vậy chứ? Triệu Tiểu Phong chỉ trả lời một lần. Tôi đã uống say rồi, nhưng lời tôi nói tin hay không tùy ông. Tôi đầu tư 3 tỷ, muốn kiếm lời 1 tỷ, kết quả suýt chút nữa còn phải đền thêm nữa. Anh ta lại mời rượu Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, tuy anh không để tôi kiếm lời nhưng tôi khâm phục anh, muốn làm bạn với anh. Ly rượu của y còn chưa đụng vào ly Hạ Tưởng thì đã rơi xuống bàn, sau đó say đến bất tỉnh. Triệu Tiểu Phong cũng là người khéo léo, vừa nói xong đã say đến ngã lăn ra, say rất đúng thời điểm. Nga Ni Trần cho người dìu Triệu Tiểu Phong xuống dưới nghỉ ngơi, Triệu Tiểu Phong vừa đi ông ta lập tức thay đổi thành một bộ mặt nghiêm túc. Trịnh trọng kính Hạ Tưởng một ly. Kính phó thị trưởng Hạ một ly, tôi có mắt như mù, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài. Nga Ni Trần đã vài lần nói lời xin lỗi trước mặt hắn, mãi đến bây giờ mới tỏ thái độ chính thức, mới được xem là thật, có thể thấy lời nói của Triệu Tiểu Phong lại có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Hạ Tưởng nói khách sáo mấy câu, uống cạn một hơi. Chủ tịch Triệu đến thành phố Lang muốn đầu tư sản xuất vào ngành nào? Thân sắc của Nga Ni Trần đã bớt vẻ kiêu căng, nhưng vẫn giữ được thái độ đúng mực. Tôi và Chủ tịch Triệu không thân nhau lắm, cũng mới quen nhau,
do người khác giới thiệu thôi. Nghe nói hình như anh ta muốn khảo sát thị trường nông sản ở thành phố Lang, nhưng kỳ lạ là với cấp bậc của anh ta thì nên thông báo cho thành ủy thành phố Lang biết để lấy danh nghĩa quan chức để đi khảo sát, nhưng dường như anh ta lấy danh nghĩa cá nhân mà đến. Hạ Tưởng lại không cảm thấy lạ, Triệu Tiểu Phong muốn lấy danh nghĩa cá nhân đến đây rõ ràng là muốn tự kiếm lời chứ không phải vì lợi ích của tập đoàn. Có một điều là, Triệu Tiểu Phong và Phó Tiên Phong mỗi người mỗi ngã không có gì lạ, nhưng y và Nga Ni Trần lại thân thiết với nhau thì có chút khiến cho Hạ Tưởng thấy khó hiểu. Tuy nhiên xem ra Triệu Tiểu Phong còn có ý muốn xây dựng lại mối quan hệ mới với mình, nếu không hôm nay cũng sẽ không nói lời thật lòng sau khi uống say ngay trên bàn rượu, chắc rằng Nga Ni Trần cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ trước mối quan hệ giữa mình và Triệu Tiểu Phong. Nói trắng ra, quan hệ giữa người với người, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản, khi có chung lợi ích thì là bạn, khi lợi ích chia rẽ đến mức không thể thỏa hiệp thì là kẻ thù. Khi có chung lợi ích lại cùng nhau cạnh tranh thì không phải là địch cũng không phải là bạn. Bây giờ giữa hắn và Nga Ni Trần dùng từ kẻ thù để hình dung thì còn quá sớm, nói là bạn cũng không thích hợp, chỉ có thể nói không phải là bạn cũng không phải kẻ thù. Còn có một điều, việc Thẩm Nhạc Tuyết bị tai nạn xe, bước đầu Hạ Tưởng nghi ngờ là do Nga Ni Trần làm. Cho dù không phải do Nga Ni Trần đích thân ra lệnh thì cũng do đệ tử của ông ta làm. Nhưng bây giờ Hạ Tưởng không có chứng cứ trực tiếp chỉ tội Nga Ni Trần, thậm chí một chút manh mối cũng không, chỉ bằng suy đoán mà đổ tội cho Nga Ni Trần thì sẽ không công bằng. Vốn dĩ Nga Ni Trần muốn nói chuyện riêng với Hạ Tưởng nhưng xe quân đội đến đón Thẩm Nhạc Tuyết đã đến, Hạ Tưởng liền tạm biệt Nga Ni Trần đến đó giúp đỡ. Sau khi xong việc, khi chuẩn bị cùng Lý Tài Nguyên, Thang Hóa Lai về thành ủy, vừa ra đến cửa bệnh viện, trước mặt đi tới là hai cô Mạt Lị Vàng Bạc. Chỉ riêng một mình Mạt Lị Vàng hay Mạt Lị Bạc xuất hiện, số người ngoảnh đầu lại nhìn cũng không ít, cũng không đến mức phải vây lại xem, nhưng hai người cùng nhau xuất hiện thì sẽ rất dễ khiến cho đám đông vây lại xem. Người đẹp như hoa không có gì đáng nói, nhưng hoa đẹp đến mê hồn khiến cho ai cũng phải khen ngợi. Hai chị em sinh đôi duyên dáng thướt tha, cách ăn mặc cũng giống với lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp mặt họ, vẫn phân biệt mặc hai màu áo vàng và bạc, Hạ Tưởng liền nhận ra ai là ai. Nếu khi hai người họ đều không cười với bộ mặt lạnh lùng thì tuyệt đối không phân biệt được ai là vàng ai là bạc. Nếu khi cười mà không để lộ tính cách thì cũng không phân biệt được. Nhưng nếu biểu lộ tính tình thì Hạ Tưởng ít nhiều cũng có thể từ thái độ hoạt bát hay lạnh lùng mà phân biệt ra. Mạt Lị Vàng thì nhiệt tình hơn, còn Mạt Lị Bạc có chút lạnh lùng hơn. Đương nhiên cũng không hẳn vậy, hai người nếu cố ý bắt chước đối phương thì hắn cũng sẽ choáng váng đầu óc. Hai người đẹp vờ như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của đám đông vây quanh, trực tiếp tiến thẳng đến trước mặt Hạ Tưởng, Mạt Lị Bạc mở miệng nói trước. Phó thị trưởng Hạ, Kinh Tiên Cư đặc biệt để lại phòng cho ngài, đây là thẻ vàng, xin ngài nhận cho. Không nói lý do, cũng không chào hỏi mà trực tiếp đưa cho thẻ vàng, thật có phong cách, có cá tính. Hạ Tưởng có chút chần chừ, Nga Ni Trần cùng hắn gặp mặt thực sự là chưa nói hết chuyện. Nhưng bởi vì chuyện của Thẩm Nhạc Tuyết hắn đã mượn cớ rời khỏi, thực ra cũng là có ý không muốn trò chuyện sâu thêm với Nga Ni Trần. Hiện tại, hắn không muốn qua lại quá thân thiết với Nga Ni Trần, trước khi chưa biết rõ được đầu đuôi ngọn ngành của ông ta thì không cần thiết phải quen thân. Nga Ni Trần thật không tầm thường, ít ra thì hai cô con gái đẹp như hoa như ngọc của ông ta không có ai sánh bằng, hơn nữa có khả năng sát thương rất đáng sợ, thường thì Mạt Lị Vàng, bạc cùng ra tay thì hầu như không có thất bại. Phòng của Kinh Tiên Cư là phòng hạng sang bậc nhất, nếu Hạ Tưởng nhận thì Nga Ni Trần sẽ nghĩ thế nào? Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc cũng sẽ nghĩ gì về hắn? Có rất nhiều vấn đề cần phải suy xét, thành phố Lang là một nơi có nhiều thị phi. Mạt Lị Vàng cười nũng nịu. Phó thị hạ, nếu ngài không nhận chúng tôi sẽ không đi. Ngài nhìn xem, xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Cứ tốn thời gian như vậy có lẽ sẽ không tốt cho thanh danh của ngài đâu. Quả nhiên, những người đi đường đều dừng lại nhao nhao đứng xem, trong cuộc bàn tán xôn xao không biết có những lời nói xấu sau lưng thế nào. Hạ Tưởng trong nháy mắt đã có quyết định, đưa tay nhận lấy thẻ vàng. Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Trần và hai người đẹp. Tôi nhận trước, có thời gian tôi sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trần nói lời cảm ơn. Chương 788, đột phá, lòng người có thể sử dụng. Mạt Lị Bạc chỉ nói hai chữ. Cảm ơn. Mạt Lị Vàng thì vui vẻ cười. Cảm ơn Phó Thị trưởng Hạ đã nể mặt, tôi có một bí mật muốn nói cho ngài biết. Khi nói,
cô ấy đột nhiên có cử chỉ mạnh dạn kề sát tai Hạ Tưởng nói nhỏ gì đó, sau đó cười hi hi, rồi nắm tay Mạt Lị Bạc đi khỏi. Hạ Tưởng hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu cười. Về đến thành ủy, liền lập tức nhận được thông báo phải họp hội nghị thường vụ. Lý Tài Nguyên đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng nói với Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, bí thư Ngả nổi giận rồi. Trong phòng họp hội nghị thường vụ, hầu như tất cả các ủy viên thường vụ đều đến đông đủ, chỉ có Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm vẫn chưa có mặt. Từ bên ngoài còn văng vẳng vọng đến tiếng Ngả Thành Văn đang tức giận, nhưng lại không nghe tiếng của Lưu Nhất Lâm đáp lại. Tuy còn chưa hiểu rõ con người Lưu Nhất Lâm nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể đoán được Lưu Nhất Lâm sẽ phản bác lại Ngả Thành Văn với thái độ không vội vàng, không hấp tấp. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là vì việc đề cử phó cục trưởng thường trực cục tài chính. Cổ Hướng Quốc với vẻ mặt điềm đạm ngồi ở vị trí thứ hai, khi Hạ Tưởng quay sang nhìn ông ta thì bất ngờ ông ta khẽ gật đầu với Hạ Tưởng, giống như ra hiệu, lại giống như chào hỏi khiến cho không ít người thấy ngạc nhiên. Biểu hiện của các ủy viên thường vụ khác đều nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, người thì yên lặng, người thì không tập trung, còn có người như đang ở cõi trên, có người thì nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Chỉ có thái độ của Trương Anh Tịch rất đáng suy nghĩ, y ngồi ngay ngắn bất động, thái độ nghiêm túc nhưng lại chơi với cây bút bi, dường như chơi rất nhập tâm. Trương Anh Tịch là phó bí thư thành ủy, trong tay nắm quyền nhân sự nhưng khi Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm đang tranh cãi thì lại không thèm đếm xỉa đến, khiến cho người khác thấy khó hiểu. Chỉ cần đề cập đến nhân sự thì ý kiến của y rất quan trọng, bất luận là nghiêng về phía Ngả Thành Văn hay Lưu Nhất Lâm cũng sẽ đem đến áp lực cho người kia. Giờ đây với một dáng vẻ thoải mái, là do việc không liên quan đến mình hay cố ý làm cho người khác xem. Thực ra trong hội nghị thường vụ, tuy có nhiều ủy viên thường vụ nhưng về vấn đề nhân sự chỉ có vài người có quyền phát ngôn. Nếu chỉ là bổ nhiệm nhân sự trong thành ủy thì ngay cả Hạ Tưởng cũng không có quyền phát ngôn, nhưng nếu là điều động nhân sự trong phạm vi ủy ban nhân dân và nằm trong quản lý của hắn thì hắn cũng có quyền đề nghị. Lại vài phút trôi qua, Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm người trước người sau đi vào. Ngả Thành Văn với vẻ mặt tức giận, vừa vào đã trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Lưu Nhất Lâm thì vẫn vẻ mặt đó, thản nhiên và điềm tĩnh, hầu như không hề bị dao động tinh thần. Hạ Tưởng lại nhìn thấy lồng ngực Lưu Nhất Lâm hơi phập phồng, trong ánh mắt như có sương mù, xem ra cũng đang tức giận. Tuy nhiên cô ấy kiềm chế rất giỏi, từ ngoài cửa đi vào chỗ ngồi chỉ vài mét, chờ đến khi ngồi yên thì gần như đã lấy lại bình tĩnh. Thật không đơn giản, Hạ Tưởng cũng thầm tán thưởng. Ánh mắt Ngả Thành Văn nhìn quanh, uy nghiêm mà lạnh lùng, không thiếu vẻ uy quyền của một bí thư, là một người rất chú trọng kiểu cách và oai phong nhất trong số những nhân vật số một mà Hạ Tưởng từng gặp. Khi ánh mắt của Ngả Thành Văn và hắn nhìn nhau, Hạ Tưởng cảm giác được rất rõ sự bất mãn và chất vấn trong ánh mắt của Ngả Thành Văn. Hạ Tưởng không thèm để ý, hắn đã gặp không ít lãnh đạo tỉnh ủy. Đối với ánh mắt cố ý tỏ vẻ uy nghiêm của Ngả Thành Văn thì chẳng cảm thấy có chút áp lực nào cả. Khi ánh mắt của Ngả Thành Văn nhìn Trương Anh Tịch, thì lại có chút bất đắc dĩ. Nhạy bén nắm bắt được chi tiết này khiến cho Hạ Tưởng có thêm một chút suy đoán. Nếu thuận lợi thì hôm nay là lần đầu tiên hắn so chiêu trong hội nghị thường vụ sau khi đến thành phố Lang, nói không chừng là giao đấu mặt đối mặt, là thời cơ tốt để hắn phân biệt rõ các bè phái và lập trường của mỗi người. Nói trắng ra đây là dụng ý của việc hắn mượn cớ đề cử chức phó cục trưởng thường trực cục tài chính là muốn gảy vào sợi dây đàn then chốt của thành phố Lang, chờ xem rốt cuộc có thể gảy nên một khúc nhạc làm lay động lòng người hay không. Ngả Thành Văn thắng giọng, nói tiếng phổ thông hơi lái giọng địa phương. Các đồng chí, đề tài thảo luận chủ yếu trong hội nghị ngày hôm nay là về việc đề cử chức phó cục trưởng thường trực cục tài chính. Phó thị trưởng Hạ đã đến Cục Tài chính thành phố để thị sát và có đề cập đến ứng cử viên của chức Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính khiến cho Cục trưởng Lệnh Hồ rất kinh ngạc, nhưng Phó thị trưởng Hạ lại muốn các vị Phó Cục trưởng bày tỏ thái độ, những vị Phó Cục trưởng vì bất đắc dĩ nên đã đề cử La Khánh. Đồng chí La Khánh đã làm việc ở Cục Tài chính đã mười mấy năm là cán bộ lâu năm của Cục Tài chính, trước giờ làm việc rất cần cù chăm chỉ nhưng cũng có chút thiếu sót, anh ta có thích hợp làm Phó Cục trưởng Thường trực hay không thì xin các đồng chí phát biểu ý kiến. Thực ra đề cử Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính không cần thiết phải thảo luận trong hội nghị thường vụ, hoàn toàn có thể quyết định trong cuộc họp bí thư. Đưa ra thảo luận trong hội nghị thường vụ, hơn nữa lại do bí thư đích thân đề xuất thì đã chứng minh một điều, bí thư, phó bí thư cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ đã có ý kiến quá khác biệt về ứng cử viên, không tìm được ý kiến chung trong cuộc họp bí thư.
Cuộc họp bí thư tượng trưng cho quyền lực của bí thư là lớn nhất, cũng là thể hiện ý chí của bí thư, trên cơ bản dựa trên ý kiến của bí thư là chính, cho dù có ý kiến khác nhau cũng đều sẽ được giải quyết trong cuộc họp bí thư, không dễ gì đưa những ý kiến bất đồng quá lớn vào đề tài thảo luận trong hội nghị thường vụ, nếu trong hội nghị thường vụ ý kiến của bí thư không được chấp hành là thất bại lớn nhất trong quyền lực của bí thư. Theo cơ chế cải cách chính trị, vì muốn tiến thêm một bước trói buộc quyền lực bành trướng và độc đoán của bí thư, Trung ương quy định rõ ràng đề tài thảo luận trong cuộc họp bí thư không được xem là nghị quyết, cuộc họp bí thư không phải cơ cấu quyết định. Hơn nữa trong hội nghị thường vụ khi thảo luận vấn đề không được đem ý kiến thảo luận trong cuộc họp bí thư ra để tránh ảnh hưởng đến các ủy viên khác phát biểu ý kiến, nếu đa số ý kiến của các đồng chí không giống với ý kiến trong cuộc họp bí thư và nếu hợp lý thì sẽ bác bỏ ý kiến trong cuộc họp bí thư, tiếp nhận ý kiến của mọi người. Lời phát biểu của Ngả Thành Văn vừa rồi tuy không lộ rõ thái độ của ông ta, nhưng trong lời nói cũng tỏ ra rất không hài lòng vì Hạ Tưởng đã làm việc thừa thải, hiển nhiên cũng có ý muốn mượn cớ mở hội nghị thường vụ để mỉa mai Hạ Tưởng trước mặt mọi người. Ngả Thành Văn vừa nói xong, mọi người ai cũng nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xem như không có việc gì, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, không chút hoang mang nói. Cục Tài chính nắm hết tài chính của toàn thành phố. Là một phòng ban quan trọng, nếu cục trưởng lệnh hồ việc gì cũng phải tự mình giải quyết thì sẽ rất mệt, tôi chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho ông ấy, đề nghị một đồng chí trẻ tuổi khỏe mạnh đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực. Lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra thôi, không ngờ lại lập tức được các vị phó cục trưởng nhiệt liệt hưởng ứng, cho thấy tổ chức đảng ở cục tài chính cũng rất thông cảm cho cục trưởng lệnh hồ, các đồng chí đều quan tâm đến sức khỏe của cục trưởng lệnh hồ, không muốn ông ấy quá gắng sức. Tôi nhìn thấy mái tóc bạc phơ của cục trưởng lệnh hồ, cũng thấy không đành lòng. Khịt, một tiếng, phó thị trưởng Đồ Quân không nhịn được nên cười ra tiếng. Hạ Tưởng xấu thật, nói với vẻ rất hàm xúc nhưng trong lời nói có ý châm biếm, vừa chỉ ra lệnh hồ Bách chuyên quyền độc đoán không được lòng người, lại ám chỉ lệnh hồ Bách tuổi đã cao. Thật ra lệnh hồ Bách chỉ 45 tuổi, không phải là quá già nhưng đầu tóc đã bạc phơ, thật khiến cho người khác để ý. Lại bị Hạ Tưởng liên tưởng đến là do quá vất vả, đúng là tài thật. Không chỉ có Đồ Quân không nhịn được cười, còn có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lữ Nhất Khả, tư lệnh quân khu Điền Tuệ Thư cũng cười thầm nhưng họ giữ thái độ tốt hơn một chút, chỉ có ý cười trong ánh mắt còn sắc mặt thì vẫn bình thường. Ngả Thành Văn không ngờ Hạ Tưởng phản kích trực tiếp đến như vậy, tuy là nói với giọng từ tốn nhưng cũng có thái độ không chịu nhường bước. Ông ta muốn nổi giận, muốn mượn uy quyền của bí thư để đàn áp Hạ Tưởng. Để tránh sau này Hạ Tưởng việc gì cũng chống đối thì sẽ rất phiền toái, đảo mắt nhìn thì vô tình nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Cổ Hướng Quốc, còn có vẻ mặt của Trương Anh Tịch thì cười nhạt như đang cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng bàn tay mà ông ta đưa lên không vỗ xuống bàn mà với lấy tập hồ sơ của La Khánh, giả vờ nhìn sơ qua rồi nói. Đồng chí Hạ Tưởng vừa nhậm chức đã chăm chỉ làm việc, biết nhìn xa trông rộng, bắt tay làm từ việc nhỏ, tác phong vững chắc, thật đáng khen ngợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta còn cố tình nhìn Hạ Tưởng gật đầu mỉm cười, sau đó đưa tập tài liệu đang cầm trên tay lên. Các đồng chí cứ tiếp tục phát biểu ý kiến, cứ nói thoải mái, hội nghị thường vụ là một cơ cấu quyết định dân chủ, số ít phục tùng số đông. Cổ Hướng Quốc sừng sốt, Ngả Thành Văn khống chế cảm xúc để không nổi giận, việc này nằm ngoài dự kiến của ông ấy và Đồ Quân nhìn nhau trong ánh mắt toát lên vẻ thất vọng. Mọi người đều thấy sự thay đổi thái độ rất kịch tính của Ngả Thành Văn, mọi người đều đã hiểu rõ, biết được Hạ Tưởng là muốn lợi dụng việc đề cử La Khánh làm giấy động lợi ích sống còn của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, từ đó để đạt được mục đích của hắn. Lữ Nhất Khả cười ha hả sau đó liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Tôi tin vào con mắt của Phó Thị trưởng Hạ, nếu đã là người mà anh ta đích thân đến Cục Tài chính để chọn thì tôi sẽ bỏ phiếu tán thành. Lời nói của Lữ Nhất Khả có ý vị sâu xa. Ý là không xem năng lực của La Khánh, không nể mặt Cổ Hướng Quốc, không thèm để ý đến thái độ của Ngả Thành Văn, phiếu tán thành của anh ta ngoài mặt là bỏ cho La Khánh nhưng bên trong là bỏ phiếu tán thành cho Hạ Tưởng. Lữ Nhất Khả vừa nói xong, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc không hẹn mà cùng nhìn y với ánh mắt phức tạp. Đừng nói là họ thấy kinh ngạc, ngay cả Hạ Tưởng cũng có chút ngạc nhiên, Lữ Nhất Khả không phải có thành ý muốn giúp hắn mà là muốn ám chỉ với hắn. Muốn thử xem hắn và y có thể trở thành đồng minh trong hội nghị thường vụ hay không. Hạ Tưởng có qua có lại, nhìn Lữ Nhất Khả gật đầu để đáp lại. Vẻ mặt của Trương Anh Tịch rất nghiêm túc, giọng điệu rất bình tĩnh. Nếu là ý kiến của tổ chức đảng cục tài chính,
lại là việc điều chỉnh nhân sự nội bộ, tôi nghĩ cũng không cần phải thảo luận nhiều, trên cơ bản mọi người đều không có ý phản đối, đúng không? Lời nói của Trương Anh Tịch thật không đúng lúc, vốn chỉ có Ngả Thành Văn mới có tư cách quyết định, y nói như vậy chẳng khác nào làm thay việc của người khác. Thú vị, quả thật thú vị, hội nghị thường vụ của thành phố Lang đúng là một bãi nước đục, tuy cùng ngồi chung với nhau nhưng do nước quá đục nên không nhìn rõ ai về phe ai. Hạ Tưởng nhìn Trương Anh Tịch vài lần với vẻ đầy hứng thú. Vẻ mặt Ngả Thành Văn lập tức không vui, nói. Đồng chí Anh Tịch nói như vậy là không đúng rồi, hội nghị thường vụ vốn là nơi để mọi người phát biểu ý kiến, sao lại không để các đồng chí khác phát biểu? Với lại các đồng chí khác có phản đối hay không làm sao anh biết được? Lời nói nghe thật không hay, nhưng tất cả mọi người gần như đều đã quen rồi, không có ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Xem ra mâu thuẫn giữa Ngả Thành Văn và Trương Anh Tịch không phải là ngày một ngày hai. Trưởng ban thư ký thành ủy Lý Hiểu Lượng kịp lúc nói. Bí thư Ngả nói đúng đó, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ tất cả đều là trách nhiệm của chúng ta, không thể nói là việc nhỏ thì cứ qua loa cho xong chuyện, đó là thái độ không có trách nhiệm. Hơn nữa đó lại là kết luận của Phó Thị trưởng Hạ khi đích thân đến Cục Tài chính khảo sát thì chúng ta càng phải coi trọng. Cá nhân tôi cho rằng, đồng chí La Khánh có thể đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Thường vụ. Lý Hiểu Lượng là tổng quản của thành ủy, không có nghi ngờ gì, lời phát biểu lúc nãy của y đã thể hiện rõ sự ăn ý giữ y với Ngả Thành Văn. Hạ Tưởng đồng thời cũng có kết luận, trong các ủy viên thường vụ thành ủy Lý Hiểu Lượng là người có khả năng tiếp thu ý đồ của Ngả Thành Văn giỏi nhất. Quả nhiên, Lý Hiểu Lượng vừa nói xong, Ngũ Hiểu Minh liền tỏ thái độ. Cách nói của trưởng ban thư ký rất hay, rất sâu sắc. Rất có ích cho tôi. Đồng thời, tôi cũng ủng hộ đề cử đồng chí La Khánh. Hạ Tưởng lại thêm một bước có được kết luận, trong đội ngũ của Ngả Thành Văn, Lý Hiểu Lượng và Ngũ Hiểu Minh là hai nhân vật quan trọng nhất. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi cười ha hả. Các đồng chí thảo luận sôi nổi quá. Rất tốt, tôi bầu phiếu tán thành. Lại là một người theo phe Ngả Thành Văn, Hạ Tưởng ngoảnh mặt làm thinh. Trong lòng nghĩ cho dù như thế nào thì thu hoạch hôm nay coi như tạm được, ít nhất cũng có thể thăm dò được bè phái của Ngả Thành Văn. Cuộc họp tẻ nhạt cũng dần trôi qua, cuối cùng Đồ Quân cũng phát biểu. Tôi cũng đồng ý đề cử đồng chí La Khánh. Lời nói ngắn gọn, không bổ sung gì thêm, chỉ là như vô tình hay cố ý nhìn Hạ Tưởng một cái. Là một người mà Cổ Hướng Quốc tín nhiệm nhất, lời phát biểu của Đồ Quân cũng có nghĩa là bè phái của Cổ Hướng Quốc bắt đầu phát biểu ý kiến. Sau đó, Lộ Hồng Chiêm, Lưu Khải đều lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ. Như vậy, trong lòng Hạ Tưởng đã có một cái nhìn đại khái, phe của Ngả Thành Văn do Ngả Thành Văn đứng đầu, còn có trưởng ban thư ký thành ủy Lý Hiểu Lược, bí thư thị xã Ngũ Đường Ngũ Hiểu Minh cùng với chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi. Dựa vào tỷ lệ những người có quyền lực mà nói thì thực lực có hơi yếu, nhưng vì Ngả Thành Văn là nhân vật số 1 của thành ủy, nên trong số 13 người ở hội nghị thường vụ có lẽ có phân lượng nặng nhất. Phe của Cổ Hướng Quốc, do Cổ Hướng Quốc đứng đầu, còn có Phó Thị trưởng Đồ Quân, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị kiêm Cục trưởng Công an Lộ Hồng Chiêm, trưởng ban tuyên giáo Lưu Khải, tổng cộng 4 người, số lượng người bằng với phe của Ngả Thành Văn, nhưng vì Cổ Hướng Quốc là nhân vật số 2, không có quyền nhân sự lớn, bên phe của ông ta không có nhân vật hạng nặng ở thành ủy gia nhập, như là Phó Bí thư Trương Anh Tịch và trưởng ban tổ chức cán bộ Lưu Nhất Lâm, nên không đủ mạnh về thực lực. Cho dù là phe của Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc nếu có thể lôi kéo được Trương Anh Tịch hoặc Lưu Nhất Lâm thì thực lực sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình để đánh giá thì khả năng không lớn. Lập trường của Trương Anh Tịch, Hạ Tưởng không rõ lắm. Lưu Nhất Lâm thì hầu như đều đi một mình, nhưng lúc nãy khi Hạ Tưởng âm thầm quan sát đã phát hiện cô ấy và Lữ Nhất Khả có chút qua lại. Tuy giữa hai người qua lại rất bí mật, không dễ phát hiện nhưng vẫn không qua được con mắt của Hạ Tưởng. Đương nhiên Lữ Nhất Khả là một phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, là một nhân vật có thực quyền, nếu anh ta nghiêng về bất cứ phía nào cũng sẽ làm thay đổi cục diện hiện tại. Vấn đề là, nhân vật càng có thể thay đổi cục diện thì càng làm giá, không chịu sớm thể hiện lập trường, có lẽ là về vấn đề nguyên tắc, có lẽ là vì muốn theo đuổi lợi ích lớn nhất. Tư lệnh quân khu Điền Tuệ Thư cũng có lập trường không rõ ràng, nhưng quyền phát ngôn của ông ta trong hội nghị thường vụ quá yếu. Xem ra bình thường cũng là bỏ phiếu theo kiểu số ít phục tùng số đông, hoặc là ủng hộ Ngả Thành Văn, hoặc là thuận ý làm theo. Lực lượng của phe trung gian đúng là lớn, Hạ Tưởng hơi bùi ngùi, trước tiên không đề cập tới bản thân, Trương Anh Tịch,
Lưu Nhất Lâm và Lữ Nhất Khả họ đều là nhân vật có quyền lực ở thành phố Lang, không bị bí thư và thị trưởng khống chế, có thể nói đó là nỗi đau xót của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc. Cuối cùng, sau khi Lưu Nhất Lâm và Điền Tuệ Thư tỏ thái độ ủng hộ, Cổ Hướng Quốc cũng bầu phiếu tán thành, Ngả Thành Văn liền gõ bàn quyết định, hình thành nghị quyết chính thức thông qua việc đề cử La Khánh. Một đợt đề cử đầy sóng gió, mở màn là cuộc tranh cãi của Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm, sau đó kết thúc bằng việc toàn bộ đều bỏ phiếu tán thành, vì lý do cá nhân, cùng với việc giao đấu ngoài sáng trong tối, trong lòng mọi người đều đã có một cán cân. Có người cho rằng Ngả Thành Văn đã thua, đại đa số người cho rằng Cổ Hướng Quốc đã thắng, nhưng trong lòng Ngả Thành Văn và Cổ Hướng đều biết rõ, thực ra người thắng cuộc chỉ có một, đó là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dựa vào việc đề cử Phó Cục trưởng Cục Tài chính thăm dò được lập trường của mọi người trong hội nghị thường vụ, vì La Khánh đã thuận lợi thông qua đề cử, cũng như đã chôn mầm mống mâu thuẫn giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc ngay tại Cục Tài chính, một công đôi chuyện. Thực ra Hạ Tưởng đâu chỉ một công đôi chuyện, hắn là một công được nhiều việc, hoàn toàn thu được hiệu quả mà hắn mong muốn. Thông qua việc này, hắn không những nắm được lập trường của các ủy viên thường vụ, lần đầu tiên trong lòng hình thành cái nhìn rõ ràng, làm thế nào đi bước tiếp theo cho tốt, làm thế nào để có mối quan hệ tốt với Nga Ni Trần, làm thế nào để sinh tồn giữa kẽ hở của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc v.v. 10 ngày sau khi hắn đến thành phố Lang, cuối cùng cũng xem như bước đầu rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến cho hắn có được mục tiêu rõ ràng. Sau buổi họp, Hạ Tưởng về đến văn phòng, Lý Tài Nguyên đã rót sẵn nước nóng, một lần nữa cảm ơn Hạ Tưởng với vẻ mặt chân thành. Cảm ơn Phó Thị trưởng Hạ đã giúp đỡ tôi không có gì để đền đáp, sẽ cùng ngài đi đến cùng trên cùng một con đường. Hạ Tưởng biết Lý Tài Nguyên đã hạ quyết tâm, liền gật đầu. Tôi sẽ không nói những lời dư thừa, chỉ nói với anh một điều, tôi đã làm việc ở nhiều nơi, phàm là người ở bên cạnh tôi thì tôi không bao giờ để họ thiệt thòi. Lý Tài Nguyên cảm kích gật đầu, không nói thêm gì, quay người đi ra. Vừa mới đi ra lại gõ cửa bước vào. Phó Thị trưởng Hạ, có trưởng ban thư ký Thang đến. Hạ Tưởng hiểu ý cười, lần đến này của Thang Hóa Lai nếu không ngoài dự đoán thì là để bày tỏ lòng trung thành. Hạ Tưởng đã đoán đúng, Thang Hóa Lai thực ra đã hạ quyết tâm sẽ đi theo Hạ Tưởng. Trải qua một loạt sự kiện, anh ta đã nhận ra một điều, Hạ Tưởng không bao giờ đối xử bạc đãi với những người bên cạnh mình, đáng để anh ta đi theo. Thứ hai là hội nghị thường vụ thành ủy vừa mới thông qua việc đề cử La Khánh liền khiến cho anh ta hiểu rõ một việc, Phó Thị trưởng Hạ có thủ đoạn, có sự quyết đoán, là một lãnh đạo có trách nhiệm. Sau khi Thang Hóa Lai vào, ít nhiều có gì đó còn chấp nhất, cứ đứng đó mà không chịu ngồi xuống. Hạ Tưởng thấy thế, cũng không cố ý cho ngồi, cười ha hả. Lão Thang, thời gian anh ở thành phố Lang không ngắn, sự việc hôm nay anh cũng đã chứng kiến, chắc hẳn cũng có cách nhìn riêng, trước mặt tôi cũng đừng gò bó quá, muốn nói gì cứ việc nói, đương nhiên, không muốn nói tôi cũng không ép. Thang Hóa Lai liền hạ quyết tâm. Phó Thị trưởng Hạ vừa đến thành phố Lang là lúc đang cần người, bây giờ vào đội là giúp người gặp nạn, chờ sau khi Phó Thị trưởng Hạ đã đứng vững, y mới tỏ lòng trung thành thì chỉ là vải gấm thêm hoa, nói không chừng Phó Thị trưởng Hạ còn không xem ra gì. Phó Thị trưởng Hạ, có một chuyện tôi muốn báo cáo với ngài, trưởng ban thư ký thường đã bố trí tài xế cho ngài là Dương Bân, trước đây là lái xe của Phó chủ nhiệm đại biểu Quốc hội, sau đó bởi vì một việc nhỏ bị Phó Thị trưởng Thụy đuổi việc. Phó Thị trưởng Thụy vừa xuống ông ta lại nhờ vào quan hệ trở vào làm việc. Ồ! Hạ Tưởng lập tức cảm thấy thích thú, lại một điểm đột phá. Phó Thị trưởng Thụy tại sao lại đuổi việc Dương Bân? Chương 789, tin mật, bối cảnh. Bởi vì có lần Dương Bân lái xe vượt qua xe của Phó Thị trưởng Thụy, còn bất cần ép xe của Phó Thị trưởng Thụy, kết quả là Phó Thị trưởng Thụy đã ghi thù, muốn đuổi việc Dương Bân. Phó chủ nhiệm Vương trong đại biểu Quốc hội không đồng ý, không biết Phó Thị trưởng Thụy đã dùng cách gì khiến cho Dương Bân tự phạm sai lầm, kết quả là bị đuổi việc. Trong lúc nói chuyện Thang Hóa Lai có hơi hồi hộp quan sát thái độ của Hạ Tưởng, sợ rằng bản cáo trạng của anh ta không khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú. Cũng may, Hạ Tưởng cũng có chút hứng thú. Vậy lão thường lại bố trí Dương Bân làm tài xế cho tôi là có âm mưu gì đây? Thực ra Hạ Tưởng không cảm thấy hứng thú về việc Thụy can đuổi việc Dương Bân, vì không muốn đánh vào tính tích cực của Thang Hóa nên hỏi thêm một câu. Không ngờ cũng vì do hỏi thêm nên đã biết được thêm nội tình bên trong. Dương Bân là bà con xa với thị trưởng Cổ. Thang Hóa lại tỏ vẻ thần bí nói, còn đưa một cánh tay ra.
nhưng chuyện này không có nhiều người biết, tôi cũng chỉ vô tình nghe người khác nói lại thôi, cả thành phố Lang có không quá 5 người biết chuyện này. Bà con của Cổ Hướng Quốc, thật thú vị, trong lòng Hạ Tưởng khẽ động, hắn cảm thấy thú vị không phải vì Dương Bân là bà con xa với Cổ Hướng Quốc, mà là Dương Bân có quan hệ với Cổ Hướng lại còn bị Thụy Căn đuổi việc chỉ vì một lần lái xe qua mặt. Con người của Phó Thị trưởng Thụy không những ngang ngược lại còn rất cậy quyền thế và thủ đoạn, có thể đè đầu Cổ Hướng Quốc. Chẳng lẽ là, dựa vào quyền thế của Nga Ni Trần? Thang Hóa Lai không hổ danh là Phó trưởng Ban Thư Ký, nhìn mặt đoán lòng, lập tức đã hiểu được trong lòng Hạ Tưởng đang nghĩ gì, liền nói. Thật ra Phó Thị trưởng Thụy cũng biết lai lịch của Dương Bân nhưng Phó Thị trưởng Thụy ở trong thành ủy đã quen thói nói một là một, tuy không phải là thị trưởng nhưng khi còn là Phó Thị trưởng. Trong mọi chuyện thị trưởng Cổ đều chủ yếu nghe theo đề nghị của ông ta. Lời nói của Thang Hóa Lai cũng rất hàm xúc, ý nghĩa cũng rất rõ ràng, Cổ Hướng Quốc bị Thụy Căn tước quyền. Hạ Tưởng trầm tư một lúc, chuyện mà Thang Hóa Lai đề cập ngoài mặt xem ra chỉ là chuyện nhỏ, thật ra nếu nghĩ sâu thêm trong đó cũng có rất nhiều ý vị sâu xa, nhưng đã khiến cho hắn càng hiểu thêm về con người của Thụy Căn và cũng khiến cho hắn có thêm nhiều suy đoán về thủ đoạn của Cổ Hướng Quốc. Còn nhớ Mai Thái Bình từng nói qua, Cổ Hướng Quốc là cán bộ dự bị được thủ trưởng đứng đầu điểm danh, nếu là thật thì trình độ chính trị của Cổ Hướng Quốc cũng sẽ khiến cho thủ trưởng đứng đầu thất vọng. Đương nhiên có không ít chính quyền địa phương cũng có chuyện thị trưởng bị bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực kết hợp lại để tước quyền, nhưng giữa phó thị trưởng Thụy và Ngả Thành Văn rốt cuộc có quan hệ gì? Hạ Tưởng liền nói với Thang Hóa Lai. Hóa Lai, nếu có chuyện muốn nói thì đừng ngại nói ra. Thang Hóa Lai biết thái độ của Hạ Tưởng là có ý chấp nhận anh ta cúi đầu một lát như đang cân nhắc làm sao để mở miệng. Phó thị trưởng Thụy ở trong thành ủy tương đối độc lập, quan hệ với bí thư Ngả cũng bình thường, cũng không có qua lại với thị trưởng Cổ nhưng trong thành ủy ông ta lại có nhiều tiếng tăm, nhiều cán bộ cấp trung cũng rất nghe lời ông ta, những khó khăn mà bí thư và thị trưởng không giải quyết được, chỉ cần ông ta ra mặt thì tuyệt đối có thể giải quyết dễ dàng. Còn có một điều là quan hệ giữa ông ta và Nga Ni Trần vô cùng mật thiết, cho nên trong thành ủy có không ít ủy viên thường cũng đều nghe lời ông ta. Thông thường chỉ cần là đề nghị của Phó Thị trưởng Thụy thì Bí thư Trương, Bí thư Lữ, và Tư lệnh Điền đều có thái độ ủng hộ, có lúc trưởng Ban Lưu cũng ủng hộ lập trường của Phó Thị trưởng Thụy. Cho nên trong nội bộ thành ủy thường truyền tai nhau một câu, Cổ Hướng Quốc, một Thụy Tương, Ngả Thành Văn, bất sinh căn, ý nói là cả hai người gộp lại cũng không bằng một Thụy căn. Thang Hóa Lai quả nhiên biết được nhiều chuyện hơn Lý Tài Nguyên, nói hết mọi chuyện cho Hạ Tưởng biết, có cái Hạ Tưởng đã nghe qua, càng có nhiều chuyện lại chưa nghe qua, tóm lại, thu hoạch khá phong phú. Thì ra trước kia Thụy Căn đứng đầu, thành ủy còn có một phe khác, hơn nữa còn là phe đàn áp được bí thư và thị trưởng. Thụy Căn quả nhiên lợi hại, đoàn kết với Lữ Nhất Khả, Trương Anh Tịch và Điền Tuệ Thư, ngay cả Lưu Nhất Lâm cũng có lúc ủng hộ ông ta. Rốt cuộc là thủ đoạn của Thụy Căn cứng rắn hay là quyền thế của Nga Ni Trần quá mạnh? Xem ra là cả hai. Chả trách Thụy Căn được Nga Ni Trần xem là khách VIP, quả nhiên có thực lực ngang nhau mới là đồng minh, nếu không có thực lực thì chỉ xem là tay sai, cũng không có được sự tôn kính của Nga Ni Trần. À, cây thu hải đường của Phó Thị trưởng Thụy tại sao để lại đây? Thang Hóa Lai mới phát hiện cây thu hải đường còn nằm trong văn phòng của Hạ Tưởng, đã vô cùng kinh ngạc. Cây thu hải đường thì sao nào? Hạ Tưởng cười ha hả. Cái này thì tôi không rõ, dù sao tôi nhớ là lúc đầu quan hệ của Phó Thị Thụy và Nga Ni Trần không mấy thân thiết. Sau này, sau khi Nga Ni Trần tặng cây thu hải đường thì hai người càng ngày càng thân với nhau, lúc ấy Phó Thị trưởng Thụy rất quý cây thu hải đường, ngày ngày tưới nước chăm sóc. Thang Hóa Lai là một phó trưởng ban thư ký của Thụy Căn nên hiểu về Thụy Căn nhiều hơn Lý Tài Nguyên. Sau khi Thang Hóa Lai đi khỏi, Hạ Tưởng trầm tư trong chốc lát, sau đó cũng lấy bình nước tưới cho cây thu hải đường, sau khi tưới một vòng lại như nghĩ ra gì đó, lấy dụng cụ ra xơi đất cho cây thu hải đường, phát hiện thấy tất cả đều bình thường, không có gì đáng nghi, nên cũng yên tâm hơn. Bước tiếp theo, hắn đã biết phải đi như thế nào, có được sự quy phục của Thang Hóa Lai, trước mắt trong thành ủy hắn đã có hai người đáng tin cậy, tuy nhiên lực lượng vẫn còn yếu kém nhưng cũng đã kéo tơ lột kén. Dần dần tiếp xúc được một số sự thật bị che giấu phía sau sự việc. Lôi kéo vài ủy viên thường vụ làm đồng minh là bước đầu tiên, giả vờ thân thiết với Nga Ni Trần là bước thứ hai, điều tra rõ hung thủ trong vụ tai nạn xe của Thẩm Nhạc Tuyết là bước thứ ba, xây dựng thành viên nòng cốt của chính mình là bước thứ tư. Cũng không nhất thiết phải suy nghĩ xa hơn,
cứ từ từ suy xét có lẽ sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra, mọi việc phải cân nhắc chu đáo một tí sẽ tốt hơn. Hạ Tưởng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên mỉm cười, từ đầu tới cuối hắn không nghĩ là sẽ nhờ đến sự trợ giúp của ai cả. Có thể nói, chỉ mới đến thành phố Lăng có mười mấy ngày, hắn thực sự đã chín chắn và có chủ kiến hơn trước. Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng, nhìn cảnh sắc mùa đông tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút thăng trầm. Khí hậu ở thành phố Lăng không khác với thành phố Yến là bao, cũng đều là thành phố phương Bắc có khí hậu hanh khô lạnh lẽo, đương nhiên lò sưởi trong phòng rất nóng nhưng bên ngoài thì lạnh thấu xương. Nóng và lạnh khác nhau một trời một vực, giống như tình cảnh của hắn bây giờ, trong lòng hừng hừng nhiệt huyết nhưng hiện thực lại rét kinh người. May mà Hạ Tưởng trước giờ là người có tính cách gặp khó đi lên, hơn nữa lại có tính đố kỵ, đương nhiên hắn cũng biết xem xét tình thế, biết tiến thoái, làm việc gì cũng biết thay đổi tùy cơ ứng biến, không bao giờ lỗ mãng. So với trước kia ở huyện Bá, huyện An, bây giờ có lẽ là dùng nhiều thủ đoạn quanh co và nhân nhượng hơn, biết được dùng lui để tiến và tùy cơ ứng biến, thiếu đi một ít lòng nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt nhưng cũng không còn cách nào khác, trưởng thành luôn phải trả giá đắt. Hơn nữa theo địa vị ngày càng được nâng cao, hắn đã bước vào danh sách quan chức cấp cao phó giám đốc sở, và không giống như lúc còn là cấp cục, cấp phòng trước đây, có thể đùng đùng nổi giận, có thể nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa tùy theo cấp bậc được nâng cao, tầm mắt được mở mang sẽ gặp phải những đối thủ có cấp độ cao hơn, những ngư quyền nhỏ thủ đoạn nhỏ trước kia đã không còn hiệu quả. Một khi cuộc đấu tranh chính trị đạt đến một cấp độ nhất định thì không cần thiết phải dương dao múa kiếm, nhưng mỗi một bước đi đều nguy hiểm, thậm chí còn phải lo đến tính mạng. Cảnh ngộ của Thẩm Nhạc Tuyết là một ví dụ rõ ràng. Từ Thẩm Nhạc Tuyết, Hạ Tưởng lại nghĩ đến Lý Tài Nguyên. Bởi vì có Lý Tài Nguyên nên hắn mới thuận lợi lợi dụng việc đề cử Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính để thăm dò được lập trường của các ủy viên thường vụ. Cũng chính bởi vì Lý Tài Nguyên, lần đầu gặp mặt Nga Ni Trần ở Bệnh viện Nhân dân đồng thời đã bất ngờ gặp được Triệu Tiểu Phong, hơn nữa xem ra còn có khả năng tiến thêm một bước tiếp xúc. Để Lý Tài Nguyên làm thư ký cho hắn thật đúng là một nước cờ hay, tuy nhiên bước cờ hay từ đầu là do Khâu Tự Phong đề xuất. Hơn nữa Khâu Tự Phong cũng không nói rõ làm sao mà y biết được cảnh ngộ của Lý Tài Nguyên. Hạ Tưởng liền nghĩ, có thời gian sẽ về thành phố Yến một chuyến, phải tìm Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình nói chuyện. Khâu Tự Phong giới thiệu Lý Tài Nguyên, Mai Thái Bình lại giới thiệu Lưu Nhất Lâm. Đem so với nhau, thái độ của Lưu Nhất Lâm rất mập mờ, khiến cho Hạ Tưởng cũng có nhiều suy đoán về ý đồ của Mai Thái Bình. Lại liên tưởng đến trong tỉnh ủy, cho dù là Phạm Duệ Hằng hay là Tống Triều Độ, thậm chí là Cao Tấn Chu và Vương Bằng Phi đều không giới thiệu cho hắn biết quan hệ của họ ở thành phố Lang, cũng là có thâm ý sâu sắc. Mấy người họ thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại nắm quyền lực trong tay mà không có mối quan hệ gì ở thành phố Lang thì không thể nào, nhưng đột nhiên im lặng tập thể thì Hạ Tưởng liền biết rõ, nói không chừng có người âm thầm lên tiếng, muốn gây khó cho mình. Là thử thách cũng được. Là cố ý muốn đặt mình vào hoàn cảnh xa lạ để tự dựa vào sức lực bản thân để mở ra cục diện cũng được, dù sao Hạ Tưởng cũng sớm hiểu ra một việc, những vị lãnh đạo tỉnh ủy vẫn luôn chiếu cố hắn lại im lặng tập thể không phải là bỏ mặt hắn mà là cố ý làm như vậy. Hạ Tưởng cũng rất thông minh duy trì sự im lặng, không cầu viện mấy người đó. Nếu hắn ra khỏi thành phố Yến mà không làm nên chuyện thì hắn chính là hoa trong phòng kín, mọi người sẽ kết luận hắn là kẻ không được việc. Thành phố Lang là bước đi quan trọng để hắn trưởng thành, nếu bước đi được sẽ là một bước khởi đầu vững chắc cho thấy hắn thật sự có thể chủ quản một địa phương. Nếu không bước đi được thì có thể đảo quanh các cấp bậc phó giám đốc sở, cho dù miễn cưỡng lên tới chức giám đốc sở xem ra cũng không có cơ hội quản lý một thành thị. Thành phố Lang là một bãi mìn, là vực thẳm, là núi đao biển lửa, hắn cũng phải cắn răng vượt qua. Nếu không... Không những khiến cho nhiều người thất vọng và cũng sẽ khiến cho tiền đồ của hắn sẽ dừng lại ở chức vụ giám đốc cấp sở, sau này muốn làm phó chủ tịch tỉnh, tỉnh bộ thậm chí là cao hơn, nếu bước không qua được ngưỡng cửa ở thành phố Lang thì đừng có mà mơ tới. Cũng may, trải qua một thời gian tìm kiếm và thăm dò, cuối cùng một Hạ Tưởng điềm tĩnh và có dự tính sẵn trong lòng đã trở lại. Nhìn thấy đã tới giờ về, Hạ Tưởng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì nghe thấy bên ngoài Lý Tài Nguyên truyền lời vào. Phó thị trưởng Hạ, trưởng ban Lưu đã đến. Trong thành ủy Lưu Nhất Lâm xếp sau Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng đã từng là nhân vật số một ở quận ủy, được xếp ở những thứ hạng đầu trong các ủy viên thường vụ, cho nên trừ phi có mức độ quan hệ thân thiết, nếu không những ủy viên thường vụ khác đến, Hạ Tưởng không cần phải ra ngoài tiếp đón.
Hạ Tưởng chỉ đứng lên ở sau bàn làm việc thể hiện sự lễ phép. Sắc mặt của Lưu Nhất Lâm không được tốt, vừa vào liền nói. Phó thị trưởng Hạ, ngài đề cử La Khánh tại sao lại không nói cho tôi biết trước? Làm cho tôi không kịp chuẩn bị gì cả, nên đã cãi nhau với bí thư Ngả. Thì ra là muốn hỏi tội, Hạ Tưởng mỉm cười. Trưởng ban Lưu, cô hiểu lầm rồi, tôi không có đề cử La Khánh, là do cục tài chính báo lên cho thành ủy, không liên quan đến tôi. Hạ Tưởng nhìn sơ qua. Lưu Nhất Lâm lúc đầu tức đến trừng mắt, thở hồng hộc, một lúc sau lại đột nhiên cười. Hôm nay ngài phải mời tôi ăn cơm, phải đến thiên tự đệ nhất phòng ở Kinh Thiên Cư, tôi cũng muốn mở mang tầm mắt. Không nhắc đến thiên tự đệ nhất phòng thì còn được, vừa nhắc đến Hạ Tưởng liền có ý kiến. Trưởng ban Lưu, xem ra trước đây chắc cô cũng từng được Phó Thị trưởng Thụy mời đến thiên tự đệ nhất phòng và cô cũng đã đến không ít lần rồi nhỉ. Lưu Nhất Lâm ngây ngẩn cả một lúc, rồi lại nói qua ý khác. Nói vậy là ngài không muốn mời tôi ăn cơm chứ gì? Thật nhỏ mọn. Không phải là vấn đề nhỏ mọn, nói cho cùng Hạ Tưởng vẫn chưa yên tâm về Lưu Nhất Lâm, Mai Thái Bình không nói rõ Lưu Nhất Lâm có thể tin tưởng, có thể hợp tác, lại không nói về lai lịch và người chống lưng cho Lưu Nhất Lâm, chỉ giới thiệu Lưu Nhất Lâm cho Hạ Tưởng biết, giống như chỉ lo đốt lửa mặc kệ pháo có nổ hay không. Dựa vào sự hiểu biết của Hạ Tưởng về Mai Thái Bình, cũng đại khái biết được dụng ý của y, dù sao y chỉ lo giới thiệu, còn về việc Lưu Nhất Lâm có thể hợp tác hay không, không liên quan gì đến y, đó là việc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trải qua mấy lần tiếp xúc với Lưu Nhất Lâm, cũng có thể hiểu được đôi chút về con người của cô ấy, không thể không công nhận Lưu Nhất Lâm là một người luôn có mưu đồ và biết cân nhắc nhất trong số những nữ quan chức cấp cao mà Hạ Tưởng quen biết. Nói ra thì, thật ra những nữ quan chức cấp cao mà hắn từng tiếp xúc cũng không nhiều. Nếu đem so sánh thì Đồ Quân dễ đối phó hơn, đừng xem Đồ Quân quá tự cao nhưng khuyết điểm của cô ấy đều lộ rõ ra ngoài. Đối với Hạ Tưởng mà nói, trí khôn chính trị của Lưu Nhất Lâm và Đồ Quân không cùng chung một cấp độ. Đáng tiếc là trí khôn chính trị của Lưu Nhất Lâm đặt ở một nơi chú trọng phép tắc thì có thể được trọng dụng. Nhưng ở thành phố Lang, tình thế chính trị không những rắc rối phức tạp mà còn có thế lực đen tối thâm nhập vào, lại có nhân tố bất an người thì ở thành phố Yến mà mắt lại nhìn về Bắc Kinh. Thủ đoạn thái cực của Lưu Nhất Lâm khó mà có đất dụng võ ở thành phố Lang. Hạ Tưởng đã có được kết luận, muốn mở ra cục diện, muốn làm nên thành tích ở thành phố Lang không những cần phải có khí phách của Thụy Căn, cần phải có mưu đồ của Lưu Nhất Lâm, mà còn cần phải có tính quyết đoán mạnh mẽ của hắn để khai phá. Một khi đã bước vào nơi thị phi này cần phải dùng hai tay để mở ra cánh cửa sinh tử. Hạ Tưởng cũng không giận trước câu trả lời trốn tránh của Lưu Nhất Lâm, cô ấy không muốn hợp tác thì thôi. Hắn cũng không miễn cưỡng bắt Lưu Nhất Lâm phải thay đổi lập trường. Nghĩ chắc rằng Lưu Nhất Lâm chỉ muốn dùng thành phố Lang làm trạm dừng chân nên không muốn làm nên chuyện lớn, không giống với hắn, hắn ở thành phố Lang là để tạo nền móng vững chắc để leo lên cao hơn. Không phải là không muốn mời trưởng ban Lưu ăn cơm, thực ra là nam nữ ở chung với nhau dễ bị người khác dị nghị, dù sao thì danh bất chính ngôn bất thuận. Hạ Tưởng gợi ý hàm xúc, lấy lý do dễ khiến người khác dị nghị. Thực ra để chỉ giữa hắn và Lưu Nhất Lâm còn có quan hệ đồng minh. Lưu Nhất Lâm chớp chớp mắt. Thật dối trá, đàn ông chẳng phải cứ thấy đẹp là tiến tới sao? Nếu Mạt Lị Vàng và Bạc muốn ngài mời ăn cơm, ngài nhất định sẽ không từ chối phải không? Chưa chắc, có một số phụ nữ đẹp thì đẹp, nhưng lại là một con hổ xinh đẹp. Lưu Nhất Lâm mỉm cười. Nếu ngài mời tôi ăn cơm, tôi sẽ nói cho ngài biết bối cảnh của Nga Ni Trần, thì sao nào? Hạ Tưởng thấy dáng vẻ của Lưu Nhất Lâm không giống nói đùa, nên đã động lòng. Lần trước trưởng ban Lưu giúp tôi giải vây tôi còn chưa có dịp cảm ơn, đúng lúc hôm nay rảnh nên mời trưởng ban Lưu một bữa, không biết trưởng ban Lưu có nể mặt không? Lưu Nhất Lâm gật đầu. Rốt cuộc cũng là đàn ông, ưu tiên lợi ích trước. Được, tôi nhận lời. Cô ấy quay người đi, ra đến cửa thì quay lại nói một câu. Tôi đi thay đồ trước. Đợi lát nữa ngài đến phía sau tòa nhà ủy viên thường vụ đón tôi. Nhớ là tự mình lái xe, đừng dùng tài xế. Lời nói bóng gió của Lưu Nhất Lâm là muốn Hạ Tưởng nhận định, trải qua hai lần so chiêu, xem ra Lưu Nhất Lâm có ý muốn nói ra hết ngọn ngành. Ít ra, cô ấy nhắc nhở hắn đừng cho Dương Bân lái xe là một khởi đầu có thiện ý. Khi Hạ Tưởng đi lấy xe, Dương Bân nghe nói Hạ Tưởng tự mình lái xe cũng không hỏi gì nhiều liền giao xe cho Hạ Tưởng. Bộ dạng của Dương Bân chẳng nho nhã, tay chân rất thô cứng, râu ria đầy mặt,
dường như trong móng tay còn có đất, hơi lôi thôi. Sau khi Hạ Tưởng lên xe thì mở cửa sổ nói một câu. Dương Bân, sau này hãy chú ý một chút về hình tượng và vệ sinh cá nhân. Dương Bân sửng sốt, xe của Hạ Tưởng đã đi xa, ông ta nhìn theo đèn sau xe, đột nhiên nhổ nước bọt. Tính lão tử ta là như vậy, mày bao nhiêu tuổi mà muốn quản lão tử ta đây? Đi chết đi, ở thành phố Lang vẫn chưa đến lượt mày lên tiếng. Hạ Tưởng đón Lưu Nhất Lâm xong cũng không đi đến Kinh Thiên Cư, đến Kinh Thiên Cư sẽ khiến nhiều người để ý, mà tìm đại một nhà hàng có phong cách một chút mang tên Lăng Yên Các. Sau khi hai người vào phòng yên tọa, Hạ Tưởng mới để ý thấy Lưu Nhất Lâm đã thay đổi cách ăn mặc, trên mặt có chút phấn son, mặc một chiếc váy lông màu xám, sau khi vào phòng cởi bỏ chiếc áo khoác, bên trong là chiếc áo lông cổ cao, lộ vẻ thành thục tùy mị. Hạ Tưởng liền cười. Trưởng ban Lưu là một cán bộ nữ có cấp bậc cao nhất và đẹp nhất mà tôi từng gặp. Hóa ra cũng có lúc ngài biết khen người khác, tôi còn nghĩ ngài chỉ biết từ chối người khác. Lưu Nhất Lâm ngoài miệng phản bác nhưng trên mặt lại có chút ửng hồng. Phụ nữ từ lúc 9 tuổi đến khi 99 tuổi đều thích đàn ông khen họ đẹp, đó là bản tính, bất kể là cấp bậc cao đến đâu cũng như vậy thôi. Hạ Tưởng cười ha hả. Câu nói này được, là đàn ông thì đều biết khen phụ nữ đẹp. Đàn ông mà không biết khen phụ nữ đẹp thì sẽ độc thân hết. Ha ha! Một câu nói đã khiến Lưu Nhất Lâm vui đến vậy, cô ấy cười vẹo cả người, cũng bởi vì váy lông rất ôm người nên lộ rõ đường cong cơ thể, trong gian phòng ấm áp giữa những ngọn đèn mờ ảo, cảm xúc dạt dào, cũng dễ khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ. Khó có được một người đoan trang, thanh nhã như vậy lại có thể ngồi vào vị trí phó giám đốc sở, hơn nữa còn quản lý ban tổ chức cán bộ thành ủy, thật không đơn giản. Hạ Tưởng cũng không phải là con nít danh, thấy vóc dáng là lướt của phụ nữ thì thất thố, Lưu Nhất Lâm đẹp thì đẹp nhưng trong mắt hắn chỉ như một đóa hoa có thể đứng xem từ xa mà không thể lại gần. Hắn chỉ xem Lưu Nhất Lâm là một người bạn khó đối phó nhất trong chính trị, nếu có thể có lẽ sẽ trở thành đồng minh có giới hạn. Chỉ gọi đồ ăn mà không gọi rượu, tâm tư của hai người không nằm ở chuyện ăn uống, chỉ qua loa ăn một chút. Lưu Nhất Lâm nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng với vẻ đầy hứng thú rồi cười nói. Không ngờ Phó Thị trưởng Hạ cũng có kiên nhẫn, tôi cứ tưởng ngài sẽ chủ động đến tìm tôi hỏi chuyện, không ngờ cứ giữ mãi không nói, thật đáng khâm phục. Hạ Tưởng quơ tay. Mọi việc đều không thể gò ép quá, thiện cảm được xây dựng trên cơ sở cả hai bên đều có thành ý. Ý nói là tôi không đủ thành ý rồi. Lưu Nhất Lâm không biết là có ý hay vô ý mà vươn vai làm hiện rõ vòng ngực đầy đặn, Hạ Tưởng giả vờ không nhìn thấy chỉ mỉm cười không nói gì. Lưu Nhất Lâm thấy không gây khó dễ được Hạ Tưởng, chỉ lắc đầu cười. Được, tôi sẽ nói bối cảnh của Nga Ni Trần cho ngài biết, ông ta là một nhân vật mang tính huyền thoại. Chương 790, Giằng Co, Cửu Hào Công Quán. Trước kia Nga Ni Trần là cán bộ của ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Lang, những năm đầu 80 đi biển kinh doanh, thành lập công ty Trác Việt. Dựa vào việc từng có mối quan hệ trong ban tổ chức cán bộ thành ủy nên đã tìm bạn bè mượn 500.000 tệ để đầu tư sản phẩm nông nghiệp, không ngờ mất cả chì lẫn chài. Sau này không biết sao lại có hứng thú kinh doanh gỗ, đầu tư vật liệu gỗ, lời được thùng vàng đầu tiên. Sau đó, Nga Ni Trần bắt đầu nhúng chân vào kinh doanh bất động sản. Thực ra Nga Ni Trần nhúng chân vào kinh doanh bất động sản chỉ là cơ duyên ngẫu nhiên. Lúc ấy ở thành phố Lang có một công ty tập hợp tất cả công ty xây dựng ở thành phố Lang là công ty xây dựng số 3, đã dựa vào sự góp vốn của công nhân viên, cùng với vay vốn ngân hàng và vốn của nhà đầu tư có được mấy chục triệu tệ để mua đất, trưng dụng 800 mẫu đất ở ngoại ô và cũng đã bán ra một phần lớn trong số đó. Đa số đất đều không làm giấy chứng nhận đất, trong tay nhà đầu tư chỉ có tờ biên lai và một tờ giấy thỏa thuận mua bán của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang làm bằng chứng. Một năm sau, công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang đang xây dựng một khu dân cư vì không có giấy chứng nhận đất nên bị chính quyền ra lệnh đình chỉ xây dựng, vì vậy nhà đầu tư bắt đầu khiếu nại. Nhưng trong khoảng thời gian bị đình chỉ giá đất dần dần tăng cao, vốn chỉ có mấy chục ngàn tệ một mẫu là có thể bán ra thì trong vòng mấy năm giá cả đã thay đổi liên tục. Cùng lúc đó, công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang vì do tổ chức lại tài sản nội bộ nên đổi thành doanh nghiệp tư nhân. Theo nền kinh tế phát triển, quy hoạch của thành phố Lang cũng được điều chỉnh, quy hoạch khu hành chính liên quan đến khu đất này cũng có thay đổi, ngoại ô do thành phố quản lý,
giá cả lại lần nữa tăng lên, cho nên sự tranh chấp của những miếng đất đã tranh chấp lâu năm không những không dừng lại mà tình hình ngày càng nghiêm trọng do giá tăng cao. Tháng 2 năm 2000, Nga Ni Trần bắt đầu nhúng tay vào thay đổi chế độ xã hội của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang. Đầu tiên ông ta đã dùng thủ đoạn đuổi người đại diện pháp lý của công ty xây dựng số 3 là Thôi Kiến để cho anh trai của ông ta là Trần Đại Đầu làm người đại diện pháp lý, sau đó ngụy tạo ra món nợ 30 triệu tệ. Dựa vào món nợ này, năm 2002 Tòa án Nhân dân Trung cấp ở thành phố Lang đã đem 800 mẫu đất dưới danh nghĩa công ty xây dựng số 3 có giá trị vài trăm triệu tệ phán quyết cho công ty Trác Việt của Nga Ni Trần. Mà thực ra trong 800 mẫu đất phán quyết cho Nga Ni Trần thì có 400 mẫu đã bán cho 400 nhà đầu tư, phán quyết của tòa án đã gây ra hậu quả một người gả hai nơi, do đó mâu thuẫn càng gay gắt hơn. Lúc này, giá đất lại tăng lên lần nữa, nhà đầu tư khiếu nại không ngừng, đều yêu cầu lấy lại quyền sở hữu đất, hơn nữa người đại diện pháp lý công ty xây dựng số 3 Thôi Kiến là nhà đầu tư đầu tiên đã quyết liệt yêu cầu tòa án hủy bỏ phán quyết, trả lại công bằng cho nhà đầu tư. Nhưng không lâu sau, Thôi Kiến và các nhà đầu tư khác đều im lặng tập thể, bởi vì họ đều lần lượt bị đe dọa đến tính mạng, có người bị ném đá vỡ đầu, có người bị gửi thư uy hiếp, có người thì bị làm hỏng bộ thắng xe v.v. Đối mặt trước lựa chọn giữa tiền với tính mạng thì tất cả họ đều duy trì sự im lặng chọn về phía sau. Sau đó, 800 mẫu đất mà Nga Ni Trần có được từ hai bàn tay trắng đã tăng giá lên gấp vài chục lần, ông ta đã một bước nhảy lên trở thành doanh nghiệp tư nhân có thực lực hùng hậu nhất ở thành phố Lang. 800 mẫu đất, Nga Ni Trần khai thác 400 mẫu còn dư lại 400 mẫu, cuối năm 2003, đang lúc Nga Ni Trần chuẩn bị bán ra thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Cổ Hướng Văn và Ngả Thành Văn lần lượt đến thành phố Lang nhậm chức, thành phố Lang bắt đầu thay đổi. Thị trưởng và bí thư thành ủy vừa đổi người, Thôi Kiến vốn là người đại diện pháp lý của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang đã tổ chức lại nhà đầu tư một lần nữa, hơn nữa thông qua các mối quan hệ đã tìm đến Ngả Thành Văn, yêu cầu bí thư Ngả bảo vệ công lý. Nghe nói lúc đó Ngả Thành Văn đã rất phẫn nộ, gọi điện cho viện trưởng viện kiểm soát ngay trước mặt Thôi Kiến, yêu cầu hủy bỏ phán quyết lúc đó. Ngoài mặt tòa án là cơ quan tư pháp độc lập, thực ra còn phải nghe theo chỉ huy của bí thư. Viện trưởng vừa nghe lệnh lập tức hành động, niêm phong 400 mẫu đất còn lại trong thời gian ngắn nhất. Nga Ni Trần đương nhiên là không chịu và cũng nhanh chóng hành động. Không lâu sau, Phó Thị trưởng Thường trực Thụy Căn đưa chỉ thị cho Tòa án Nhân dân Trung cấp, yêu cầu Tòa án Nhân dân Trung cấp tạm thời hủy bỏ phán quyết. Một bên là tiếng nói của bí thư, một bên là chỉ thị của Phó Thị trưởng Thường trực. Theo lý mà nói thì lời nói của bí thư đáng giá hơn, nhưng điều khiến cho đám người Thôi Kiến phải kinh ngạc là sau khi Tòa án Nhân dân Trung cấp nhận được chỉ thị của Thụy Căn lập tức gỡ bỏ phong tỏa 400 mẫu đất, nói là thông qua điều tra phán quyết của tòa án lúc đó là đúng, miếng đất nên thuộc về công ty Trác Việt. Chỉ thị của bí thư lại không bằng chỉ thị của Phó Thị trưởng Thường trực. Thật đúng là khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt, nhưng càng khiến cho người khác khó hiểu là tòa án không nghe chỉ thị của Ngả Thành Văn, Ngả Thành Văn cũng im lặng. Không nhúng tay vào việc này nữa, cũng không biết là do thấy khó mà lui hay là do nguyên nhân khác, dù sao người ngoài nhìn vào rõ ràng là bị Thụy Căn và Nga Ni Trần đè đầu. Vốn nghĩ chuyện này sẽ đến hồi kết, sẽ không còn rắc rối gì, không ngờ chuyện xảy ra chưa được bao lâu lại càng phức tạp thêm, Nga Ni Trần đang chuẩn bị lời một khoản lớn thì 400 mẫu đất lại lần nữa bị phong tỏa. Lần này, người ra tay là Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cho Đồ Quân làm tổ trưởng tổ lãnh đạo hòa giải mâu thuẫn của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang. Cho Đồ Quân làm tổ trưởng, phụ trách điều phối và hòa giải các vấn đề còn sót lại của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang. Cổ Hướng Quốc ra tay không giống với Ngả Thành Văn, trực tiếp khiến Cục Đất Đai lấy danh nghĩa là Cục Đất Đai thành phố gửi đơn lên cho Tòa án Nhân dân Trung cấp, nói rằng quyền sở hữu 400 mẫu đất không rõ ràng. Sau khi điều tra, quyền sở hữu nằm trong tay Ủy ban Nhân dân, mà ban đầu 400 mẫu đất đã xây thành khu dân cư Trác Việt, có giấy chứng nhận đất hợp pháp, không còn nằm trong phạm vi truy cứu.